chương 461, đau đớn. Trong đầu tưởng thiên lỗi một mảnh sốc sách, nhào vào bệnh viện, kêu to, như mạt. Như mạt yếu ớt nằm ở trên giường, nghe được tiếng kêu đó, cô đột nhiên mở ra đôi mắt đẫm lệ, chậm rãi ngồi dậy. Cửa phịch một tiếng, bị đẩy ra. Tưởng thiên lỗi đi vào phòng bệnh, nhìn như mạt, trong trong lòng đau nhói, nghẹn ngào gọi, như mạt. Như mạt sửng sốt nhìn anh. Tưởng thiên lỗi lập tức đi tới, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô, nghẹn ngào nói, em chịu khổ. Như mặt ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn tưởng thiên lỗi, không hiểu hỏi thiên lỗi. Anh làm sao vậy? Tưởng thiên lỗi kích động run rẩy bưng mặt của như mặt, đau lòng nói, như mặt, nơi đó cũng đừng đi. Ở lại bên cạnh anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ở bên cạnh anh, anh nợ em, anh nợ em. Nước mắt như mà từng viên lăn xuống, nhìn anh, run rẩy nói, thiên lỗi, anh đừng như vậy, Em không biết tại sao anh biết em muốn đi khỏi, nhưng không nên như vậy. Chúng ta tách ra thôi, tách ra thôi, anh và Khả Hinh sẽ hạnh phúc. Không nên nhắc lại nữa. Anh không đi khỏi em, tuyệt đối không. chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi lại đau lòng ôm chặt Như Mạt vào trong ngực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như Mạt kích động nhìn Tưởng Thiên Lỗi, vừa muốn run rẩy vươn tay, khẽ vuốt mặt của anh, bất đắc dĩ trái tim đập mạnh làm cho cô lập tức bị nghẹt thở cô đột nhiên hét to a à. tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn như mạt căng thẳng gọi như mạt em làm sao vậy sắc mặt như mạt chờ tái nhợt mồ hôi lạnh nhỏ xuống nhìn tưởng thiên lỗi nói em em trái tim của em rất đau trong lòng của tưởng thiên lỗi chợt run lên nhìn như mạt gọi to như mạt em không sao chứ có phải cơn đau tạm thời hay không như mạt sâu kín lắc đầu mới vừa muốn nói trong miệng chợt phun ra một búng máu thân thể bắt đầu mãnh liệt co quắp. Con này diễn sâu quá nè. Tưởng thiên lối kinh hãi, ôm chặt người trong ngực, xoay người kêu to, bác sĩ. Mau tới đây, bệnh nhân đã xảy ra chuyện. Y tá vừa nghe, xông vào, thấy cả người như mạt mãnh liệt co quắp, lập tức giật mình nhấn chuông cấp cứu. Như mạt, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nâng chặt mặt của như mạt, nhìn sinh mạng cô sắp biến mất, đau lòng nghẹn ngào gọi, như mạt. Em đừng làm anh sợ không có việc gì. Lúc này viện trưởng nhanh chóng đi tới, thấy Như Mạt, lập tức thông báo cho bác sĩ khoa tim mạch, lập tức ôm cô nằm xuống, nhanh chóng đưa đi phòng cấp cứu, nói một câu cảm ơn trời đất. Vừa đúng lúc có một trái tim đang từ Nhật Bản tới đây. Chỉ mong có thể về kịp. Tưởng Thiên Lỗi một phát bắt được tay của ông ta, hỏi ông nói cái gì. Viện trưởng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, gấp gáp nói, có một trái tim vừa vặn thích hợp với thị trưởng phu nhân. Hiện giờ đang từ Nhật Bản đưa về. Hy vọng có thể về kịp, ngài nhường đường một chút, mau, cứu người trước quan trọng hơn. Tưởng Thiên lỗi mỉm cười, lại đau lòng cúi người xuống, nâng chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, kích động nói, "Như Mạt, không có việc gì, không có việc gì, có anh ở đây, tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh của em." Cả người Như Mạt bắt đầu co quắp, cả người rét lạnh run rẩy nhìn anh, nắm chặt tay của anh, không chịu buông mau chấm than ngoặc kép bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy như mạt đi về phía phòng cấp cứu tưởng thiên lỗi nhanh chóng đuổi theo nhìn về phía như mạt căng thẳng nói như mạt không có chuyện gì không có chuyện gì anh sẽ ở bên cạnh em sẽ bảo vệ em bảo vệ em cả đời cơn mưa to trượt ào ào rơi xuống đã xóa sạch ánh mặt trời hôm nay tất cả đều là màu sắc bóng tối thân thể nhỏ bé nằm trên mặt đất lạnh lẽo Rốt cuộc trong trận trận lạnh lẽo bắt đầu run rẩy cử động. "Khả Hinh, Khả Hinh." chấm ngoặc kép, giọng nói của cha ở phía chân trời xa nhẹ nhàng truyền đến. Đường Khả Hinh mất quá nhiều máu, cả người lạnh lẽo run rẩy nằm ở trên cỏ ướt đẫm, ngay cả linh hồn cũng lạnh, rất lạnh, cũng đang nghe được tiếng gọi của cha, hai mắt chớp chớp, hơi nâng khuôn mặt khổ sở, muốn nhìn phương xa, có cha hay không. "Khả Hinh, sau khi cha đi khỏi, con nhất định phải nhớ, trên thế giới này" mỗi người đều có thể sẽ yêu con, mỗi người đều có thể không yêu con, nhưng nếu con muốn hạnh phúc, nhất định phải học yêu bản thân mình trước. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, kiên cường một chút, ngã xuống, liền đứng lên. Con gái của cha, đứng lên đi, đừng khóc. Hai mắt đường khả hình run rẩy, giống như nghe được lời của cha, nước mắt và nước mưa dính ướt khuôn mặt của cô, cô muốn kêu lên, kêu không được, lại chịu đựng đau đớn sau lưng, nắm chặt mặt cỏ, muốn đứng lên sau lưng một cơn đau đớn thấu tim đường khả hinh lại rơi lệ nằm ở trên cỏ mưa lạnh nhanh chóng xông vào trong thân thể của mình khả hinh đừng sợ mặc kệ xảy ra chuyện gì đừng buông tha đứng lên đi nghe lời đứng lên đi đường khả hinh giống như nghe được lời của cha nghĩ tới mẹ có thể đứng ở trước cái sân nhỏ che dù chờ mình cô cắn chặt răng chịu đựng thân thể đau đớn chống mạnh thân thể liều mạng đứng lên rốt cuộc đã đứng lên cô thở dài một hơi nắm chặt một gốc cây nhỏ chịu đựng thân thể đau đớn nhìn ánh sáng phát ra từ bệnh viện cô đứng ở trong mưa rơi lệ không còn hơi sức muốn gọi cứu mạng bất đắc dĩ không thoát ra cổ họng đau đớn bén nhọn lại xông tới cô đột nhiên sợ hãi đau đến bật khóc tôi không muốn chết tôi không muốn chết thân thể của cô bởi vì vô cùng đau đớn một lần nữa nằm ở trên cỏ máu tươi sau lưng lại trào ra khả hinh đứng lên đi đứng lên cha cầu xin con, nếu như tương lai bị thương, con nhất định phải đứng lên, bởi vì cha mẹ không có cách nào ở bên cạnh con, con nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt. Đường Khả Hinh nằm ở trên cỏ, thân thể ngấm nước mưa, nghĩ tới lời của cha, cô lại cắn răng kêu gào thống khổ một tiếng, chống mạnh thân thể, đứng lên, cắn chặt răng, từng bước từng bước khó khăn đi về phía trước. Bệnh viện đang ở phía trước. sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, đội mưa lạnh lẽo thê lương đi về phía trước thì buồn bã sợ hãi gọi cứu mạng. Cứu mạng! Bất đắc dĩ không có cách nào phát ra tiếng. Trong cơn mưa, cô gái tiếp tục cắn chặt răng đi về phía trước, đang lúc cô sắp ngã quỵ, muốn đi về phía cửa bệnh viện thì đột nhiên từ trong bệnh viện, một chiếc xe mãnh liệt xông tới, ánh đèn chợt lóe. Hai mắt đường khả hình lập tức trừng to, khóc kêu to a. À. Chiếc xe kia như mũi tên, ánh đèn chiếu sang chói, ầm ầm xông thẳng vào cô gái trước mặt thắng gấp ở trên mặt đất lạnh lẽo. Ánh sáng thiên đường lập tức tắt ngấm. Cô gái trên mặt cỏ lăn lộn liên tiếp, cuối cùng bị số mạng vô tình vứt bỏ một lần nữa, té ở trên cỏ, hai mắt nhắm lại, trong miệng phun ra máu tươi. Người bên trong xe, lập tức đổi xe, đi khỏi. Còn sót lại cô gái đáng thương đó, đang từng hồi hộp máu. Vừa vặn lúc này, có hai bệnh nhân vừa muốn xuất viện, lại thấy cách đó không xa, có tiếng thở gấp đáng sợ, liền vội vàng đi tới vừa nhìn thấy người cả đường khả hinh đều là máu tươi giật mình hét lên cứu mạng có người đã xảy ra chuyện bác sĩ trực nghe được tiếng kêu cứu nhanh chóng lao ra thấy đường khả hinh máu me đầy người thoi thóp nằm ở trên mặt sân cỏ ướt đẫm lập tức quát to một tiếng nhanh đưa cô ấy đến phòng cấp cứu mau được chấm than ngoặc kép hai bệnh nhân tốt bụng hoảng sợ ôm lấy đường khả hinh đi vào bệnh viện đèn của hai phòng cấp cứu ngược hướng sáng lên y tá trưởng từ bên trong phòng cấp cứu của đường khả hình đi ra nhìn hai bệnh nhân này nói mọi người có đồ của bệnh nhân không chúng tôi nhìn thấy cô ấy ở bên ngoài bệnh viện chấm than ngoặc kép hai người vội vàng nói y tá suy nghĩ một chút lập tức gọi mấy người y tá trẻ đi ra ngoài tìm xem cô có mang theo túi sách đánh rơi tài liệu hay không lại muốn đi vào cô ấy như thế nào có một bệnh nhân hỏi một câu y tá khó xử nói khó khăn có thể không có hy vọng rồi." "À, còn nhỏ như vậy." Chấm ngoặc kép, bọn họ mất mát nói. Y tá trưởng không nói gì thêm, lại đi phòng bệnh. Cửa một phòng cấp cứu khác mở ra. Sắc mặt viện trưởng nghiêm túc tháo khẩu trang xuống, lắc đầu một cái. "Viện trưởng." Chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi lập tức nhìn viện trưởng, gấp gáp hỏi, "Tình huống như thế nào?" Viện trưởng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhăn mặt nói, trái tim của thị trưởng phu nhân đột nhiên mãnh liệt sợ hãi, nếu như trái tim kia không tới kịp, có thể sẽ xảy ra chuyện. Người của chúng tôi đang ở bên trong vất vả chống đỡ. Viện trưởng, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nắm chặt tay của ông ta, đau lòng nói, mặc kệ bỏ ra giá gì, xin ông nhất định phải kiên trì một chút. Nhất định. Viện trưởng ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi cười khẽ, nhưng vẫn trầm trọng nói, tôi biết rồi. Có một y tá cầm một phần tài liệu, bởi vì tình huống khẩn cấp, nhanh chóng xông tới thì phịch một tiếng, đụng vào viện trưởng, tài liệu rơi xuống đất. Tấu xảo chưa? Ôi, tại sao không cẩn thận như vậy? Chấm hỏi ngoặc kép, viện trưởng nhìn cô một cái, trách móc nói. Thật xin lỗi, bởi vì phía trước có bệnh nhân, sinh mạng bị nguy hiểm, sau lưng chúng đau, mất máu quá nhiều, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi đang cầm báo cáo kiểm tra đi qua. Y tá nhỏ gấp gáp nói. Vậy sao? viện trưởng chậm rãi không người xuống, nhặt hồ sơ bệnh án trên đất, còn có báo cáo mới vừa kiểm nghiệm xong, thấy phần báo cáo trái tim, ông ta trầm ngâm xem xét, nói trái tim của cô gái này có chỉ số tiêu chuẩn dường như thích hợp với như mà tiểu thư. Tưởng thiên lỗi xứng sờ, lập tức nhìn ông ta, nói thật. Vậy, nhưng bởi vì có một sinh mạng sắp chết, viện trưởng trầm trọng nhìn y tá nhỏ, hỏi bệnh nhân kia bao nhiêu tuổi. Có người thân không? Không có, chúng tôi cũng đang tìm. Nhìn mới hơn 20 tuổi, bác sĩ khoa cấp cứu đều lắc đầu, có thể không được. Chấm ngoặc kép, y tá nhỏ lại vội vàng nói. Tưởng Thiên lỗi nghe nói như thế, nóng nảy, lập tức nhìn viện trưởng, nói, "Viện trưởng, tôi rất xin lỗi có người qua đời, thế nhưng lúc này cho phép tôi nói một tiếng, cô ấy có thể là cơ hội duy nhất cứu Như Mạt. Tôi muốn trái tim của cô ấy." Chương 462, cô tắt máy. Viện trưởng nghe những lời này lập tức nói với Tưởng Thiên lỗi, "Trước tiên, ngài hãy bình tĩnh, Tưởng tiên sinh. Nếu như muốn trái tim của bệnh nhân kia, phải xác định bệnh nhân đã mất đi năng lực sinh tồn, còn có người thân của bệnh nhân ký tên mới được. Hơn nữa, trong đó còn phải liên quan đến số liệu trái tim của cô ấy có phù hợp hay không, phải mất thời gian." "Vậy ông làm ngay, lập tức trước tiến hành ghép thành đôi." Chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi gấp gáp nói, "Sau khi ghép thành đôi thành công, nếu như có thể Tôi sẽ nói với người thân của cô gái kia, giá cao bao nhiêu, tôi đều chấp nhận bỏ ra." Viện trưởng bất đắc dĩ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cười khổ nói, "Có lúc, sinh mạng nhìn như rất nhẹ, nhưng có lúc rất nặng. Phải xem duyên phận thôi." Viện trưởng không nói gì thêm, đi về phía phòng cấp cứu số 1. Cửa chính phòng cấp cứu số 1, phịch một tiếng, đẩy ra. Bác sĩ lao ra, nói với viện trưởng mới vừa đi tới, "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần vô máu một lượng lớn." có thể CT tim, phát hiện có bóng mờ, bước đầu giám định, có thể mạch máu tim bị vỡ. Mau, lập tức đến kho máu, vô máu cho bệnh nhân trước. Đề phòng lượng máu cầm không đủ, lập tức liên lạc với người thân của cô ấy. Viện trưởng gấp gáp nói, dù sao, vẫn là sinh mệnh của một người tuổi còn trẻ. Cửa chính phòng cấp cứu mở ra lần nữa, y tá trưởng gấp đi ra nói, cần vô máu ngay, bệnh nhân đã xuất hiện co giật. Viện trưởng nghe vậy, lập tức dẫn y tá trưởng đi ký tên a à, cả một bọn sát nhân lập tức nhanh chóng liên lạc với người thân cô gái này bác sĩ cấp cứu kêu to mấy y tá nhanh chóng đến lao ra bệnh viện đội mưa gió vội vàng tìm đồ đạc mưa to cuồng bạo mưa tầm tả rơi xuống giống như ma quỷ địa ngục dương nhanh múa vuốt điên cuồng xông đến y tá kia chống cây dù đi ra bệnh viện dọc theo con đường nhỏ của bệnh viện ở trong nước mưa ướt đẫm trên con đường nhỏ từng bước từng bước đi về phía trước, quả nhiên tại gốc cây nhỏ nào đấy nhìn thấy được một túi sách màu trắng, cô kinh ngạc kêu một tiếng, cầm lên, vội vàng chạy vào bệnh viện, kêu to, tìm được rồi. Tìm được một túi sách nhỏ, còn có vết máu. Y tá trưởng lập tức cầm túi sách nhỏ, chút ngược, đổ tất cả mọi thứ trong túi ra, phát hiện một chiếc điện thoại di động, họ lập tức thở vào nhẹ nhóm, gấp gáp muốn mở điện thoại di động, nhưng nhấn nút mở nguồn, nhưng máy không có điện. Tại sao có thể như vậy? y tá trưởng lập tức lật phía sau máy, tháo điện thoại, lại phát hiện bên trong không có cục pin. Tại sao không có cục pin? Điện thoại di động này hư sao? Y tá nhỏ đó gấp gáp nói. Có ai biết, cô gái kia nghe nói có một ước hẹn, em tắt điện thoại di động của em, anh tắt điện thoại di động của anh, chúng ta cùng đi xem phim. Cô đã thực hiện lời hứa của mình. Y tá trưởng nhanh chóng lục tìm trong túi xác nhỏ, có một ví tiền, chỉ là mấy trăm đồng cùng một tấm thẻ ngân hàng, Cô gấp gáp moi trong ví tiền, cuối cùng từ bên trong móc ra một cuốn sổ nhỏ màu hồng, bên trong ghi chép một chút tài liệu rượu đỏ, sau lưng viết một dãy số điện thoại di động, cô phào một hơi, nói: "Thử số máy này một chút." Y tá nhỏ lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, bấm dãy số này. Đêm rất yên tĩnh. Hôm nay Nhã Tuệ lại trực ban trong đêm mưa cuồng bạo, đang lúc cô muốn cầm áo khoác ngoài, đi ở trong hành lang, muốn đi tới phòng nghỉ của khách sạn, sau đó điện thoại vang lên cô sướng sờ, từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn, là dãy số xa lạ gọi tới, liền nhận máy, nghe alo. Đối phương gấp gáp nói một lúc. Nhã tuệ rất bình tĩnh lắng nghe, hai mắt nhấp nháy, sắc mặt lập tức tái nhợt, cả người bắt đầu nhanh chóng run rẩy, nắm chặt di động, đột nhiên điên cuồng la hét một tiếng. Lao thật nhanh ra đại sảnh, đội mưa lạnh léo chạy như điên về phía bệnh viện câu lạc bộ. Mưa to gió lớn, không ngăn cản được con người, làm ra những chuyện kinh ngạc đáng sợ bóng cây khắp nơi lay động đến đáng sợ mấy chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng dừng ở trước cửa bệnh viện ông bà tần được vệ sĩ nâng đỡ nhanh chóng đi xuống xe lao vào bên trong vừa khóc kêu to như mạt tưởng thiên lỗi đứng ở trước cửa phòng cấp cứu giống như nghe được có người gọi lập tức quay mặt sang tức giận nhìn cũng chỉ có ông bà tần hai mắt rưng rưng dưới sự bảo vệ của vệ sĩ đi tới nhìn tưởng thiên lỗi lập tức khóc hỏi thiên lỗi như mặt ra sao tưởng thiên lỗi điên cuồng đè xuống cảm xúc bi phẫn nhìn hai ông bà tần cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói đang bên trong cấp cứu bác sĩ nói rất nguy hiểm nhất định phải tìm một trái tim thích hợp nếu như không cô có thể bà tần cảm thấy ngất xỉu lập tức nhìn cửa chính phòng cấp cứu bật khóc như mặt con dâu của tôi con gái của tôi tại sao con phải chịu khổ như vậy vĩ nghiệp tưởng thiên lỗi buộc chặt 10 ngón tay, kêu lên khanh khách, lạnh lùng gọi. Ông Tần lập tức nói, ra khỏi thành, hiện tại đang trở về. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi lạnh lùng, lập tức lộ ra sát khí. Như mà, con đã xảy ra chuyện, mẹ làm thế nào? Con là đứa bé mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn, mẹ biết có lúc, con rất vất vả. Nhưng con tuyệt đối là một đứa bé hiền lành, con gái của tôi. Chấm ngoặc kép, bà Tần khóc. Viện trưởng cầm tài liệu, nhanh chóng đi tới, thấy bà Tần, ông ta sửng sốt. Viện trưởng, tình huống ra sao, tưởng thiên lỗi không để ý nhiều như vậy, căng thẳng hỏi viện trưởng. Viện trưởng cầm tài liệu, có chút bất đắc dĩ đi tới, nhìn tưởng thiên lỗi, nói, mới vừa rồi, chúng tôi làm ghép đôi nhanh. Tất cả số liệu phù hợp. Tưởng thiên lỗi trở nên kích động. Bà Tần kích động run rẩy rơi lệ nhìn bác sĩ, hỏi viện trưởng. Ông có ý gì, có phải xuất hiện trái tim thích hợp hay không? viện trưởng có chút khó khăn nói, đúng vậy, xuất hiện thích hợp trái tim, mới vừa có một cô gái hơn 20 tuổi ra mặt, sau lưng chúng đau, còn liên đới bị xe đụng, tính mạng có thể bị nguy hiểm. Bà Tần nghe vậy, lập tức kích động nói, vậy mau lên, đem trái tim đó, cho như mặt của tôi, dù sao cô ấy cũng phải chết, nhất định không sống được. Hai mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe không lên tiếng. Viện trưởng lại trịnh trọng nói, Tần Phu Nhân, Muốn thay đổi trái tim không phải dễ dàng như vậy, đến bây giờ vẫn không biết thân phận cô gái này, thậm chí bên cạnh không có người thân, theo luật pháp nước ta, nếu như không được chính cô ấy gật đầu, cho dù người thân ký tên, chúng ta cũng không thể làm phẫu thuật ghép tim. Vậy mau tìm ra người nhà của cô ấy, bảo cô ấy giao trái tim cho như mặt của tôi. Chấm than ngoặc kép, bà Tần kích động khóc kêu to, cô ấy đã xảy ra chuyện, cũng không có ai để ý, khẳng định thân thế giống như nhau, nhưng như mặt của tôi là thị trưởng phu nhân. Thân thể quý giá, con bé không thể chết được. Ông Tần bất đắc dĩ, cũng lập tức nói, chúng ta cùng nhau tìm đứa bé kia, vì như mặt, bây giờ không có biện pháp. Ông Tần lập tức đỡ vợ, đi tới phòng cấp cứu số 1. Ông Tần, chấm than ngoặc kép, viện trưởng lập tức ngăn ông ta, nghiêm nghị nói, ông phải biết, lúc bệnh nhân còn có ý thức, mọi người không thể dùng tiền bạc hoặc bất kỳ lý do gì, dụ dỗ bệnh nhân tiến hành giao dịch tim. Hơn nữa trước khi giao dịch tim, mọi người không thể tiếp xúc với bệnh nhân kia. Chẳng lẽ muốn tôi nhìn như mà chết sao? Bà Tần bật khóc, đây là mạng người. Người nọ đã chết, cô ấy nhất định sẽ chết. Tất cả mọi việc, viện trưởng chúng tôi sẽ tiến hành. Hiện tại quan trọng nhất tìm được người thân, ra mặt cho bệnh viện chúng ta. Đây là nguyên tắc, chấm than ngoặc kép, viện trưởng không nói gì, mà trầm trọng đi trở về. Vậy mau tìm được người nhà của cô ấy đi, chấm than ngoặc kép. Bà Tần khóc kêu to, người nhà của cô ấy ở nơi nào. Đêm mưa, một chiếc taxi điên cuồng thắng ở trước cửa bệnh viện. Nhã tuệ nhào ra ngoài, loạn choạng lao vào trong mưa, cả người cô run rẩy bò dậy, chạy thẳng về phía bệnh viện, kích động sụp đổ gọi to, bác sĩ. Bác sĩ, tôi là người thân của đường Khả Hinh, cô ấy ở nơi nào, cô ấy ở nơi nào. Cô đứng ở trong hành lang, nhìn người xung quanh, đau lòng khóc thành tiếng. Lúc này y tá trưởng đi ra, thấy nhã tuệ, lập tức thở phào nhẹ nhóm, nói cô tới rồi. Cô là người thân của bệnh nhân này, tên của cô ấy là Đường Khả Hinh. Vâng, cô ấy là Khả Hinh, cô ấy là Khả Hinh, tôi là chị của cô ấy, tôi chính là chị của cô ấy. Chấm than ngoặc kép, nước mắt của nhã tuệ giống như thiếu đê, kích động khóc kêu to cô ấy ở nơi nào. Cô ấy như thế nào? Y tá trưởng lập tức thở dài, nói sẽ nguy hiểm đến tánh mạng lúc đưa đến bệnh viện phía sau lưng cô ấy trúng một đau hơn nữa còn bị xe đụng chúng tôi đang suy nghĩ cho dù không cứu sống bên cạnh cũng phải có người chứ nhã tuệ hoảng sợ đến mất hồn mất vía bi phẫn khổ sở bật khóc sẽ không cô ấy không có chuyện gì tôi không muốn cô ấy chết tôi cầu xin cô cứu cô ấy tôi cầu xin các người đến phòng cấp cứu trước đi chấm than ngoặc kép y tá trưởng nhanh chóng mang theo nhã tuệ đi về phía phòng cấp cứu cửa chính phòng cấp cứu mới vừa mở ra, có một bác sĩ đôi tay dính máu, đi ra, tinh thần hơi bình tĩnh, nói một câu, không tốt. Thật không tốt rồi. Bác sĩ, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ nhào tới, lập tức quỳ xuống trước mặt bác sĩ, nắm ống tay áo của bác sĩ, sụp đổ hoảng sợ khóc giống, bác sĩ. Tôi cầu xin các người, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tòa tháp, các người sẽ có người tốt báo đáp, cầu xin các người cứu cô ấy. Cô ấy thật rất khổ, mới chống đỡ được đến ngày hôm nay. Tôi không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy không thể chết được, cô ấy không thể chết được. Hiện tại cô ấy có cha mẹ, nhưng giống như không có, cô không có người thân, cô ấy thật sự rất muốn sống, cô ấy thật sự rất cố gắng sống. Tôi cầu xin các người, cứu cô ấy. Đại ân đại đức của các người, tôi và em gái đời này kiếp này, nhất định phải sẽ trả lại cho các người. Nhã tuổi kích động, đau buồn, hai tay trống trên mặt đất, liều mạng dập đầu nước mắt từng viên lăn xuống cô cô đứng lên trước đi chấm than ngoặc kép bác sĩ gấp gáp lập tức muốn dìu cô đứng lên bác sĩ mặc kệ thân thể cô ấy cần gì yêu cầu tôi lấy của tôi để cho tôi chết là được cô ấy không thể chết được nếu như cô ấy chết rồi hai người già thật không có cách nào sống được nữa tôi cũng không có cách nào sống được nữa tôi xin các người chấm than ngoặc kép nhã tuệ kích động rơi lệ lại muốn dập đầu Cô đứng lên trước đi, chấm than ngoặc kép, y tá trưởng lại muốn kéo thân thể Nhã Tuệ đang kích động khóc giống. Bên trong bệnh viện, nhân viên hành chính cầm giấy đồng ý ghép tim, nhanh chóng sải bước đi tới Nhã Tuệ. Chương 463, sứ mạng. Cô là người thân của Đường Khả Hinh, nhân viên hành chính của bệnh viện chậm rãi đi về phía Nhã Tuệ, đi tới, nhẹ nhàng hỏi. Nhã Tuệ lập tức rơi lệ, chống người đứng lên, nhìn bọn họ, nghẹn ngào nói, là tôi Nhân viên hành chính nhìn Nhã Tuệ, im lặng một lát mới nhìn cô, nói: "Mới vừa rồi, chúng tôi biết Đường tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảm thấy vô cùng khiếp sợ và tiếc nuối. Nhưng mời nén bi thương, bởi vì nguyên tắc của bệnh viện chúng tôi, phải tập trung cứu người, mặc kệ là ai, chúng tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực để cứu người." Nhã Tuệ là người đơn thuần, đầu óc hỗn loạn cũng không có nghe được trong lời của bọn họ có hàm ý, chỉ gật đầu, nước mắt rơi xuống, nói: "Vâng." cảm ơn các người cứu cô ấy các người nhất định phải cứu cô ấy nhân viên hành chính nghe vậy có chút xấu hổ nhưng vẫn chịu đựng áp lực nói ra nói chúng tôi mới vừa nhận được điện thoại của phòng cấp cứu nói tình huống của đường tiểu thư vô cùng nguy cấp dĩ nhiên chúng tôi hy vọng có thể cứu được cô ấy chỉ là tôi muốn nói nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn chúng tôi hy vọng cô ấy có thể kịp thời hiến một bộ phận trong thân thể cứu vớt một bệnh nhân khác sắp xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng trong lòng của nhã tuệ run lên, nhìn nhân viên hành chính, sắc mặt lập tức tái nhợt, nói có ý gì. Nhân viên hành chính không có cách nào, chỉ đành phải nói, bệnh viện chúng tôi, hiện tại vừa lúc có một nữ bệnh nhân cần gấp tim, hiện tại sinh mạng cũng bị nguy hiểm, cho nên, nếu như sinh mạng của đường tiểu thư có chuyện ngoài ý muốn, xin cô căn cư nhân đạo tinh thần, tha thứ và rộng lượng một chút, ký tên để đường tiểu thư hiến trái tim. Nhã tuệ loạn choạng cả não bộ dồn dập thiếu dưỡng khí, một cơn bi phẫn tràn lên cả người tức giận đến phát run nước mắt từng viên kích động rơi xuống sụp đổ kêu to bây giờ cô ấy còn đang ở trong phòng bệnh cô ấy vẫn còn ở hơi thở cô ấy còn có ý thức tại sao lúc này các người muốn cô ấy hiến trái tim các người là ai muốn lúc cô ấy vẫn còn sống lấy trái tim đó ra các người vẫn là người sao cô bình tĩnh trước tôn chỉ của chúng tôi vị tiểu thư này cô ấy đang xuất hiện tình huống bất ngờ Chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định này. Nhân viên hành chính, vội vàng giải thích. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chấm than ngoặc kép, nhã tuổi kích động rơi lệ kêu to, cô ấy nằm ở phòng cấp cứu, sáng sớm hôm nay vẫn là một cô gái hoạt bát sáng sủa. Cho tới bây giờ tôi cũng không có nghĩ cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Cô ấy không có việc gì, các người cút cho tôi, cút đi, bây giờ tôi không có biện pháp nghĩ tới phải cứu người nào, tôi chỉ muốn khả hình của tôi còn sống tại sao cô ấy không thể sống cô ấy rất khổ cực rất cố gắng tại sao cô ấy không thể sống cô ấy không có tổn thương người nào cô ấy vẫn rất hiền lành tôi sẽ không để cho cô ấy chết cô ấy sẽ không chết các người cút cho tôi cút đi nhã tuệ run rẩy thê lương xoay người quỳ trên mặt đất nhìn cánh cửa kia khóc kêu to bác sĩ y tá bên trong tôi cầu xin mọi người nhất định phải cứu sống khả hinh cầu xin mọi người nếu như mọi người cứu sống cô ấy sẽ phát hiện cô ấy thật sự là một cô gái thật đáng yêu là thật cô ấy nhất định sẽ nhớ ơn lòng tốt của mọi người mang theo lòng tốt của mọi người đã bỏ ra sẽ tiếp tục cố gắng đến cùng tôi cầu xin mọi người tôi dập đầu lại mọi người tôi dập đầu lại mọi người nhã tuệ cũng không nói gì nữa hai tay trống dập đầu rầm 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 nước mắt rơi xuống bên trong phòng cấp cứu Mấy vị bác sĩ và y tá nghe được bên ngoài phòng cấp cứu truyền tới tiếng khóc giống, khổ sở cầu xin, cũng không nhịn được nhìn cô gái máu me đầy người, nằm ở trên giường nệm trắng tinh, hai mắt nhắm lại, thoi thóp, cũng không khỏi cảm thán, hai mắt đỏ thắm. Một bác sĩ nhìn hình CT trái tim trong máy vi tính mới vừa gửi tới, một bộ phận có bóng mờ, sững sờ, nói, xem ra, phải mời cậu chủ tô trở lại. Đêm vẫn kéo dài, tiếng vẫn khóc kéo dài phòng tổng thống, chuông điện thoại vang lên. Trang Hạo Nhiên nằm ở trên giường, ngủ say, trong mơ hồ nhận điện thoại, sau đó nghe truyền đến tiếng gọi dồn dập của Lâm Sở Nhai, anh nhanh chóng cúp điện thoại, vén chân rời giường, nhanh chóng nắm một cái áo khoác, khoác lên người, nhào xuống lầu, phịch một tiếng đóng cửa lại. Không đến bao lâu, dưới đại sảnh lập tức truyền đến âm thanh chiếc Audi Pipe màu trắng chậm rãi lái tới, không đến bao lâu, chiếc xe này mang theo sứ mạng dừng ở trước đại sảnh sắc mặt Trang Hạo Nhiên nghiêm túc từ bên trong thang máy nhào ra ngoài chạy như điên về xe của mình nhân viên tiếp tân lập tức đi ra khẩn cấp ném hộp điều khiển và chìa khóa cho Trang Hạo Nhiên Trang Hạo Nhiên trên không trung tiếp được thật nhanh ngồi lên của mình xe lập tức đạp mạnh chân ga cho xe lao đi nhanh chóng bấm điện thoại của Lâm Sở Nhai hét to lập tức tra vị trí của Tô Thủy Kỳ cho tôi Tô Lạc Hoành cũng biết chuyện của Khả Hinh lập tức dùng máy vi tính nhập số điện thoại của Tô Thủy Kỳ lại sử dụng software Grand World, thấy vị trí dừng tại trấn nhỏ cách thành phố 100 km, lập tức nói, hiện tại vị trí của cậu chủ tô, ở thị trấn nhỏ, phía tây, cách trung tâm thành phố chúng ta ngoài 100 km, chính là chỗ phu nhân của thủ tướng qua đời, cho nên đến ngày rỗ của thủ tướng phu nhân, nhà họ tô cũng sẽ trở lại nhà cũ, trai giới 3 ngày. Hai mắt trang hạo nhiên thoáng qua ánh sáng mãnh liệt, nắm chặt tay lái, lại đạp chân ga, lao về phía trước như tên bắn. Hiện tại tôi cung cấp cho anh một con đường nhỏ, có thể sẽ rút ngắn một ít thời gian, lập tức truyền tới GPS của anh, phải lái xe cẩn thận, anh đạp tận chân ga, Audi PIP sẽ bay lên. chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành lập tức nói. Cậu và Sở Nhai lập tức đến bệnh viện cùng Nhã Tuệ trước. Tôi sẽ tới sau. chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói xong, lập tức cúp điện thoại, nắm chặt tay lái, kích động nói, xe thân yêu. Tối nay phải dựa vào mày rồi cố lên. Chiếc Audi pipic màu trắng đang tiếp nhận mệnh lệnh của ông chủ, giống như con truy phong, hí vang một tiếng dài, hai cánh màu trắng, xòe lên, ầm một tiếng, nhắm con đường chỉ định ra khỏi thành. Nước mưa điên cuồng rơi vẫy, tầm mắt không rõ. Chiếc Audi pipic hướng con đường nhỏ trong núi vào thẳng đến cực nhanh, u u u u u, giống như mũi tên lấp lánh bay đi. Trang hạo nhiên nắm chặt tay lái, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong đầu nhớ tới đường khả hình khóc, tối nay, hãy để cho tôi lớn lên, để cho tôi giống như một người lớn, chịu đựng tất cả hậu quả. Bao gồm đau khổ, hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài, là muốn nói cho anh biết, mặc kệ sau khi ở bên anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, vào lúc này, tôi không có tôn nghiêm van xin, xin anh để mặc cho tánh mạng của tôi rơi vào trong địa ngục. Anh nổi giận gầm lên một tiếng, chụp lại tay lái, cũng đang mất hồn, tốc độ xe quá nhanh, ầm một tiếng, sông ngã một gốc cây trăm năm trước mặt chiếc audi pipepeak ngừng lại trang hạo nhiên bột một tiếng đầu đập vào tay lái trên chắn tràn máu thật may là thắng xe kịp phao khí chưa bung xe anh không nói gì hai mắt nóng rực thoáng qua một tia gấp gáp nói đường khả hinh cô chờ tôi một chút anh nhanh chóng lái xe đạp chân ga nhanh chóng re xe về phía sau lại ầm một tiếng xông về phía trước thị trấn nhỏ phía tây một ngôi biệt thự nằm bên dòng sông, vài ánh lửa lóe sáng ở trong bầu trời đêm yên tĩnh. Vô số quân khuyển, đang tuần tra khắp nơi. Vô số quân cảnh, cũng cẩn thận tuần tra khắp nơi. Trong biệt thự người nhà họ tô, theo ngày rỗ thường lệ, đang mặc quần áo trắng, làm lễ lạy. Người cả nhà quỳ gối trước linh vị thủ tướng phu nhân, chắp tay trước ngực, cúi đầu lại. Thủ tướng đứng ở trước linh vị của vợ, nhìn bộ dáng vợ lúc còn trẻ, khẽ mỉm cười. Đúng lúc này, một trận tiếng động cơ mãnh liệt truyền đến, phá vỡ yên tĩnh. Tô Thủy Kỳ mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, quỳ trên mặt đất, có chút không vui quay đầu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Có vị đặc cảnh đi tới, sắc mặt trầm trọng nói: "Phát hiện một nhiệt năng đang hoạt động, đang phóng tốc độ 300 km/h bay về phía này." 300 km/h, Tô Linh có chút hoảng sợ kêu lên. Người nhà họ Tô đều bắt đầu có chút lo lắng, đang lúc bọn họ muốn lui về phía sau, Đám đặc cảnh lập tức rút súng, chuẩn bị xuất động máy bay trực thăng, vừa dứt lời, đã nhìn thấy luồng ánh sáng lóe lên, một chiếc Audi PP màu trắng giống như tia chớp, u u lao đến. Lập tức dừng xe. Vô số cảnh sát nắm chặt súng lục, lập tức lên đạn, sắp nổ súng. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay lái, nhìn cửa chính biệt thự đang ở trước mặt, hai mắt anh nóng lên, đạp mạnh chân ga, khiến chiếc Audi PP giống như u linh, nhanh chóng bay thẳng lên, ầm một tiếng, đụng ngã cửa thắng gấp trước cửa biệt thự. Không được nhúc nhích, người trên xe là ai? Tại sao tự tiện xông vào phủ thủ tướng? Chấm hỏi ngoặc kép, tất cả cảnh sát dối rít rút súng lục, nhắm ngay người trong xe. Trang hạo nhiên trên trán chảy máu, lập tức mở cửa xe, đi ra, giơ hai tay lên, nhìn ánh đèn bên trong nhà, kích động kêu to Tô Thủy Kỳ. Mau ra đây, đường khả hình đã xảy ra chuyện. Tô Thủy Kỳ đang đặc cảnh bảo vệ, vừa muốn đi mật thất, nghe tiếng kêu thất thanh, lập tức gấp gáp nhào ra ngoài, quả nhiên là Trang Hạo Nhiên, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên nhìn Tô Thủy Kỳ, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng, kích động nói cô ấy sẽ chết. Đi theo tôi, mau lên. Tô Thủy Kỳ vừa nghe, lập tức kinh hãi, nhanh chóng chạy tới xe của Trang Hạo Nhiên, Trang Hạo Nhiên lập tức lên xe, cửa cũng không có đóng, lập tức xe xe về phía sau, quẹo cua, nhanh chóng bay đi. Bệnh viện, Nhã Tuệ đang quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc giống, kêu to, khả hinh. Cô cố kiên trì, cố kiên trì, tôi cầu xin cô. Các nhân viên hành chính đứng ở trước mặt của nhã tuệ, nhỏ giọng khuyên nhủ, nói, Lưu Tiểu Thư, tôi biết cô rất đau buồn, suy nghĩ một chút đến gia đình kia cũng giống như cô, tâm trạng cũng đau buồn, chúng tôi không muốn lúc sinh mạng cô ấy có khả năng khôi phục, yêu cầu cô trao đổi trái tim, nhưng bây giờ, xin cô. Thông cảm cho tâm trạng của gia đình kia thôi. Ai thông cảm tâm trạng của tôi? Nhã tuệ kích động đứng lên, nhìn bọn họ gào to, em gái của tôi đang ở bên trong, sống chết không rõ. Có người làm ở bệnh viện như các người sao? Tại sao cấp bách bức ép như vậy? Rốt cuộc người đó là ai? Đến cao quý cỡ nào? Cô ấy là con gái của tôi. Chấm than ngoặc kép, lúc này, bà Tần rơi lệ đi ra, không có chú ý tới quy định của pháp luật hay không, chạy đến trước mặt của nhã tuệ, khóc nói, cô gái, tôi biết rõ, tôi nói yêu cầu này, rất vô lý nhưng cô phải tin tưởng tôi, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ cho cô thủ lao tốt nhất. Để cho cô không lo cơm áo cả đời, ký giấy cam kết kia đi, tôi cầu xin cô, cứu con gái của tôi. Đừng nói với tôi, tiền của bà có thể mua được tất cả. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ khí tức giận phát run nói, tôi cảnh cáo bà. Lúc em gái của tôi vẫn còn sống, bà đừng nói cô ấy chết. Các người cút đi, tất cả đều cút hết cho tôi. Bà Tần không thể tiếp tục chịu nổi, lúc viện trưởng và ông tần không kịp ngăn cản ngửa mặt khóc giống thiên lỗi cháu mau tới đi thuyết phục người này không cần biết dùng biện pháp gì tôi muốn như mặt của tôi sống nhã tuệ sững sờ nước mắt lăn xuống lúc này tưởng thiên lỗi cũng vội vàng đi tới còn chưa thấy rõ người tới hỏi nhanh ký giấy cam kết chưa anh sững sờ khiếp sợ nhìn thấy nhã tuệ nhã tuệ cũng khiếp sợ nhìn tưởng thiên lỗi lại nhìn bà tần một chút lập tức mất đi lý trí mỉm cười, nước mắt kích động rơi xuống, hai mắt lại thoáng qua ánh sáng bi phẫn hận, nhìn tưởng thiên lỗi, cắn răng nghiến lợi nói từng chữ từng câu, thì ra. Chính là anh muốn trái tim của khả hình, là anh, là anh. Cô kích động thét trói tai. Tưởng thiên lỗi lập tức mất hồn, nhìn nhã tuệ, lại căng thẳng nhìn cánh cửa kia, trái tim đau nhói. Nhã tuệ kích động thở hồn hển không nói hai lời, bước lên trước, vung tay ra sức tát trên mặt của anh một bà tai. Chát một tiếng vang lên. Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ đến nói không ra lời, nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ không hết hận, lại cắn răng, bi phẫn vùng tay, ra sức tát mạnh trên mặt của anh một bà tay nữa, hét to tên khốn kiếp đáng chết. Chương 464, một cây dao khác. Nhã Tuệ, chấm ngoặc kép, lúc này bọn người Lâm Sở Nhai vội vàng chạy tới, Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cũng tới, vừa lúc nhìn thấy Nhã Tuệ đứng ở trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, hung ác tát vào mặt bọn họ cũng ngây người, tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ, sợ ngây người cũng không động đậy. Ba Tần nhìn thấy bọn họ nói chuyện, có thể biết nhau cũng sửng sốt. Nhã Tuệ Bi phấn nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khổ sở tuyệt vọng tức giận nói: Anh nói đi, kể từ lúc Khả Hinh gặp anh, mỗi ngày cô ấy đều phải chịu đựng tổn thương. Mỗi lần sau khi gặp anh xong cũng rất vất vả chống đỡ, cắn chặt răng mà sống. Cho dù anh làm chuyện gì đối với cô ấy cho tới bây giờ cô ấy cũng không có trách anh, toàn tâm toàn ý yêu tên khốn kiếp anh. Nếu như tình yêu của anh không đủ kiên định, tại sao anh muốn đi trêu chọc con bé kiên định đó? Anh có biết, cô ấy yêu anh đã bỏ ra bao nhiêu không? Thậm chí ngay cả người bạn bè tốt nhất như tôi đây, cũng muốn vứt bỏ. Nhưng anh, nhã tuệ được lâm sở nhai đỡ, vẫn kích động run rẩy đi tới, vươn tay, lại chát một tiếng, đánh mạnh vào mặt của anh, kích động gào to anh không chỉ không cần cô ấy vứt bỏ cô ấy, bây giờ còn muốn mạng của cô ấy. Anh không phải là người, tưởng thiên lỗi, anh không phải là người, tại sao anh không chết luôn đi? Cô lại kích động, muốn tiến lên, muốn bạt tay anh, bọn người lâm sở nhai nhanh chóng kéo lại, bất đắc dĩ nói, nhã tuệ, cô bình tĩnh một chút. Tôi không có cách nào bình tĩnh, tên khốn kiếp đáng chết này, yêu cầu tôi moi trái tim của khả hình lấp vào trên người của như mạt. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ kích động gào thét, lại muốn xông lên trước, đánh anh. Mọi người đau lòng vội vàng kéo cô lại. Tưởng thiên lỗi lập tức ngẩng đầu lên, đau lòng kích động gấp gáp nhìn nhã tuệ, hỏi khả hình ra sao. Anh có tư cách gì hỏi cô ấy như thế nào? Xem ra anh hy vọng cô ấy chết. Cô ấy chết rồi, tôi muốn anh chôn theo. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ lại kích động hét to. Hai mắt tưởng thiên lỗi lập tức đỏ thắm, trong đầu trở nên hỗn loạn, trái tim đau giống như bị xé nứt, mới vừa muốn dẫy ruộng cửa phòng cấp cứu nặng nề mở ra, anh lập tức tiến lên, căng thẳng đau lòng hỏi, bác sĩ. Người bị thương ra sao? Bác sĩ trực phòng cấp cứu nghiêm mặt, lắc đầu một cái, nói, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, có thể bởi vì lực đụng rất mạnh, vỡ tim mạch, không cách nào vá lại. Mặc dù chúng tôi đã tăng cường cấp cứu, nhưng cô ấy vẫn không ngừng hộp máu, chúng tôi đã tận lực. Nếu mọi người có gì muốn nói với cô ấy, một chút nữa, cứ nói đi tưởng thiên lỗi sững sờ trái tim chợt vỡ vụn nước mắt run rẩy nhã tuệ lập tức kích động khóc lớn lại một lần nữa quỳ gối bác sĩ trước mặt sụp đổ kêu to tôi không muốn khả hinh của tôi chết tôi không muốn ông trời ơi thượng đế ơi cầu xin các người cứu cô gái đáng thương này khả hinh cô còn có rất nhiều chuyện chưa làm gì còn chưa tha thứ cho cô sang năm ai sẽ hái vải cho bà ấy ngày mai ai đi thăm chú tôi làm sao nói với chú khả hinh nhã tuệ quỳ hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu vỗ mạnh kêu to rượu đỏ của cô giấc mộng của cô cô cũng không cần sao khả hinh đừng chết tôi hứa với cô nếu như cô sống chúng ta cùng nhau về quê mặc kệ làm việc gì chúng ta sống cùng nhau chỉ cần cô sống lại chúng ta giống như khi còn bé tay trong tay không có đau khổ không có bi thương thật yên lặng trải qua cuộc sống của chúng ta nếu cô cô đơn tôi đi hái dâu tây với cô cũng không cần trải qua tình yêu, cũng không cần trải qua đau khổ. Khả hình đáng thương của tôi, ông trời ơi, cứu mạng, đừng chết, em gái tốt của tôi, cứu mạng. Trần Mạn Hồng nghe xong, rơi lệ lập tức tiến lên, ôm nhẹ bản thân. Tưởng thiên lỗi nắm chặt quả đấm, hai mắt run rẩy nước mắt, một cơn đau xé lòng sông tới, hít thở không thông, muốn nói nhưng không thốt nên lời, cả người loạn choạng ngã trên mặt tường. Đúng lúc này, bà Tần đi lên trước, phịch một tiếng, quỳ gối trước mặt của nhã tuệ khóc nói con gái tôi biết rõ bây giờ cô đau lòng nếu như lời nói lúc này của tôi có xúc phạm cô tôi nhận lỗi với cô nhưng mặc kệ như thế nào bây giờ tâm trạng của tôi cũng giống cô cô hy vọng em gái của cô có thể sống lại tôi cũng hy vọng con gái của tôi có thể sống mặc kệ giữa mấy đứa bé xảy ra ý ân oán tình cừu gì nhưng tôi cầu xin cô cứu con gái của tôi đi con gái của tôi còn có thể cứu cầu xin cô tôi cũng dập đầu với cô Bà Tần lập tức chống hai tay trên mặt đất, khổ sở dập đầu, khóc nói, đứa nhỏ này tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, vẫn rất biết điều, là đứa bé tôi thân thiết nhất. Có cái gì quan trọng hơn tánh mạng đây? Bây giờ là lúc sống chết, cầu xin cô, cứu con của tôi đi, tôi cầu xin cô. Tôi không muốn nghe, chấm than ngoặc kép, nhã tuyệt kích động kêu to, em gái của tôi không có chết. Cho dù cô ấy muốn cứu ai, cô ấy cũng tuyệt đối không cứu tần như mạt. Con gái, Dì cầu xin con, chấm ngoặc kép, bà tần lại quỳ gối, khóc cầu xin cô. Bà tránh ra, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ tức giận đẩy mạnh bà ra, hét to. Bà tần té lăn trên đất, lại quỳ chuyển tới tưởng thiên lỗi đã kích động tái nhợt, mờ mịt, khóc nói, thiên lỗi. Khuyên nhủ con gái này đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng là một mạng người. Trong lòng của cháu, như mặt không quan trọng sao? Dì hứa với cháu, chỉ cần như mặt còn sống, dì thành toàn cho các người. Tất cả trong quá khứ đều là lỗi của gì? Thiên lỗi, cháu xem đi, cháu xem đi. Bà Tần kích động lập tức cầm một phần tài liệu, run rẩy đưa tới trước mặt Tưởng Thiên lỗi nói, trái tim của các cô là giống nhau. Giống nhau, Thiên lỗi, là giống nhau, chỉ cần cô ấy chấp nhận ký phần tài liệu kia, như mặt có thể sống. Dì cầu xin cháu. Gì? Chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi đột nhiên kích động gầm nhẹ, hai mắt rơi lệ gọi, không nên nói nữa. Trái tim đó bà tần lại kích động kêu to nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện trái tim đó cũng sẽ thối giữa vào lúc này đừng hành động theo tình cảm cứu người quan trọng hơn thiên lỗi để cho cô ấy ký đi cầu xin cháu nghĩ cách để cho cô ấy ký đi đây là một mạng người tưởng thiên lỗi khổ sở run rẩy nắm chặt giấy cam kết kích động cả người run rẩy nhớ tới từng chút từng chút chuyện lúc cùng đường khả hinh đi chung với nhau nước mắt tràn ra cắn răng khổ sở lắc đầu thiên lỗi, dì biết rõ cháu có biện pháp, dì cầu xin cháu, chấm than ngoặc kép, bà tần lại nằm áo anh, khóc kêu to. Chỉ cần tôi không ký, không có ai, có bất kỳ biện pháp buộc cô ấy moi trái tim đó ra. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ khóc giống kêu to. Thiên lỗi, chấm than ngoặc kép, bà tần lại sụp đổ kêu to, dì biết cháu khổ sở. Đây là một mạng người, dì cầu xin cháu, cứu người quan trọng hơn bác sĩ chính của phòng cấp cứu số 2 nhanh chóng đi ra, gấp gáp nói, trái tim của thị trưởng phu nhân xuất hiện sợ hãi nghiêm trọng, cơ tim có thể sẽ ngưng đập, phải quyết định nhanh một chút. Chấm than ngoặc kép, con mẹ nó, cả một bọn sát nhân, không, sát thủ. Trong đầu tưởng thiên lỗi chợt nổ tung, tê liệt khổ sở, nhất thời bóp nghẹ trái tim của anh. Con gái, chấm than ngoặc kép, bà Tân lại quỳ đến trước mặt của nhã tuệ, khóc nói con suy nghĩ một chút đi cô gái kia đã không sống nổi, tại sao không phát thể hiện lòng từ bi, con gái, dì cầu xin con, đây là một mạng người, dì van con, dì cầu xin con. Nhã tuệ không lên tiếng, chỉ kích động tựa vào trong ngực lâm sở nhai khóc lớn. Lúc này tô lạc hoành đau lòng nói, tần gì, lúc này, khả hình sống chết không rõ, xin mọi người bình tĩnh một chút đi, thông cảm tâm trạng của cô ấy một chút. Bên trong bệnh viện, nhân viên hành chính nhanh chóng đi tới, nói tài liệu chứng minh, Lưu Tiểu Thư và Đường Tiểu Thư không phải là quan hệ thân thuộc. Cho nên cô không có quyền quyết định ghép tim, bây giờ chúng tôi muốn đi vào, tự mình hỏi ý kiến bệnh nhân. Nhã tuệ sướng sờ, nước mắt lại chảy xuống, nhào tới kích động kêu to các người không thể đi vào. Không nên đi vào tổn thương cô ấy. Không được. Nhân viên hành chính không có nghe nhã tuệ khuyên can, bảo người ta chặn cô lại, nhanh chóng đi vào phòng bệnh, nhìn đường khả hình thoi thóp trên giường bệnh, tiêm thuốc cho cô, để cho cô tỉnh táo cúi người xuống ở bên tai của cô nhẹ nhàng gọi đường tiểu thư xin cô yên tâm bệnh viện chúng tôi sẽ tận sức cứu cô mấy vị bác sĩ phòng cấp cứu bất đắc dĩ nhìn bọn họ đường khả hinh nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt thoi thóp chậm rãi di động hai mắt phát ra một chút ánh sáng sinh mạng cuối cùng không còn hơi sức nhìn mấy người đàn ông trước mặt nhân viên hành chính lại dịu dàng nói chúng tôi là tổ chức nhân đạo muốn thương lượng với cô một chút nếu như thân thể của cô xuất hiện tình trạng gì thì có thể ký bản cam kết hiến tặng nội tạng hay không? Chúng tôi chỉ dựa vào tinh thần nhân đạo, tới hỏi thăm mỗi bệnh nhân, cô không cần có áp lực, nếu như không chấp nhận, chúng tôi sẽ không ép buộc cô. Hai mắt Đường Khả Hinh nổi lên hơi nước, nhìn bọn họ, biết sinh mệnh của mình sắp biến mất. Cô, chấp nhận không? Nhân viên hành chính lại muốn hỏi cô. Lúc này sinh mạng đang bị đe dọa, hai tròng mắt xinh đẹp của Đường Khả Hinh chảy xuống một chút nước mắt trong đầu hiện lên ánh sáng thiên đường còn có rất nhiều rất nhiều màu sắc của thế giới này còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong và rất nhiều người chưa cảm ơn được trong lòng xẹt qua một chút khổ suy nghĩ thật lâu nhưng cuối cùng khẽ gật đầu nhân viên hành chính thở phào nhẹ nhóm liền cầm bản cam kết dựa theo quy định bản cam kết nói mời cô ký tên lên bản ấn chỉ tay đường khả hinh nhìn bọn họ hai mắt chấp nhẹ bàn tay nhỏ bé bên mép giường nhẹ nhàng di động cha, thì ra chết chóc thật không đáng sợ, bởi vì con rất mệt mỏi, con gái đi trước một bước, kiếp sau sẽ hiếu thuận với cha. Để cho con gái tới bắt nước thang lên thiên đường. Hai mắt mờ mịt, nước mắt chảy xuống, dọc theo khuôn mặt đầy máu, nhỏ xuống dưới. Nhân viên hành chính lập tức cầm ngón tay út của Khả Hinh, nhẹ dính một chút mực đỏ, sau đó nhấn mạnh lên bản cam kết. Một dấu ngón tay nhẹ rơi xuống. Chúng ta đại diện bệnh viện cảm ơn cô các nhân viên hành chính hướng về phía đường khả hình khom lưng vật đầu sau đó nhanh chóng bước thẳng ra ngoài nhã tuệ lập tức nhào tới kêu to mấy tên khốn kiếp này sốt cuộc nói gì với cô ấy nhân viên hành chính không để ý đến nhã tuệ nói thẳng bệnh nhân đã đồng ý ghép tim tưởng thiên lỗi lập tức khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn bọn họ bà tần vui vẻ nở nụ cười ký rồi chấm hỏi ngoặc kép Bọn người Tô Lạc Hoành khiếp sợ kêu lên. "Đã đồng ý, mời viện trưởng ký tên, chúng ta lập tức chuẩn bị làm phẫu thuật ghép tim, nhân viên hành chính đưa đến cho viện trưởng, xin ý kiến của ông ta." Lúc này viện trưởng đi tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, bởi vì anh là chủ tịch bệnh viện, cũng bởi vì anh có quan hệ với Khả Hinh, trưng cầu ý kiến của anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ, mâu thuẫn, xé rách, khổ sở, rơi lệ, không lên tiếng. "Tưởng Thiên Lỗi, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ nhìn tưởng thiên lối kích động gào to, nếu như anh dám cho viện trưởng ký tên. Tôi thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh. Thiên lỗi, bà Tần lại quỳ xuống, nhìn anh, khóc kêu to, dì cầu xin cháu. Chỉ cần cháu để cho viện trưởng ký tên, dì bảo đảm, qua ngày mai, cháu có thể cùng như mặt sống bên nhau mãi mãi. Đây là một mạng người, cháu trơ mắt nhìn như mà chết sao. Cô ấy có ngày hôm nay, tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Tinh thần của tưởng thiên lỗi vẫn khổ sở kích động, không lên tiếng. Thiên lỗi, chấm than ngoặc kép, ba tần lại kích động gọi anh. Tưởng thiên lỗi bị tiếng gọi này, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn viện trưởng. Viện trưởng không nói gì thêm, lạnh lùng nói, đem tài liệu tới đây. Nhân viên hành chính lập tức trình tài liệu, viện trưởng cầm bút lên, muốn ký tên của mình. Không được ký, chấm than ngoặc kép, giọng nói mạnh mẽ của Tô Thủy Kỳ từ phía sau truyền đến mọi người xoay người đột nhiên nhìn thấy trang hạo nhiên và tô thủy kỳ hai người bước nhanh tô thủy kỳ khí thế hung hăng đi trước nóng mắt nhìn tưởng thiên lỗi một cái nhanh chóng căn dặn trợ lý sau lưng nói lập tức chuẩn bị giao phẫu thuật cho tôi tôi muốn giải phẫu vâng chấm than ngoặc kép trợ lý lập tức đi làm việc tất cả mọi người cũng khiếp sợ tưởng thiên lỗi càng thêm kích động nhìn anh tô thủy kỳ lạnh lùng đứng ở trước mặt mọi người lạnh lùng nói tôi mới là bác sĩ chính của như mạt nếu như tôi còn ở trong bệnh viện, không phẫu thuật cho cô ấy, cho dù là ai cũng không được động đến cô ấy. Hiện tại, trái tim của hai người này đều phải nghe lời của tôi. Cho dù là ai, dám thay khả hình đưa ra bất kỳ quyết định nào, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ. Tôi dùng thân phận cháu trai của thủ tướng để bảo đảm. Chấm than ngoặc kép, anh kỳ đẹp trai quá. Anh lạnh lùng nhìn mọi người một cái, mới tức giận xông vào phòng cấp cứu lúc này trang hạo nhiên càng tức giận níu cổ áo của tưởng thiên lỗi còn người sắc lạnh tiến tới gần anh tức giận gọi tưởng thiên lỗi cuộc sống có rất nhiều lúc do dự nhưng trong một lúc tại sao anh muốn giao quyết định này cho cô gái đáng thương đó cô ấy đã nói chết cũng muốn yêu anh anh thật sự khốn kiếp anh nói vừa xong vung lên tay đánh mạnh một quyền ở trên mặt tưởng thiên lỗi ánh đèn phòng giải phẫu sáng lên ánh sáng mãnh liệt chiếu trên người cô gái nằm trên giường bệnh lúc này khuôn mặt của cô giống như tràn đầy ánh hào quang thoi thóp hai mắt nhắm lại nhưng lại làm người ta bắt đầu hoài niệm cô gái đã từng thuần khiết dũng cảm nở nụ cười xinh đẹp tô thủy kỳ mặc đồng phục giải phẫu bảo y tá đeo lên khẩu trang cho anh hai mắt nặng nề đau lòng nhìn đường khả hinh nằm ở trên giường anh thở dài một cái nhận lấy dao giải phẫu y tá đưa tới nói bắt đầu đi vâng y tá lập tức để cho nhân viên kho máu truyền máu sau đó kéo kính hiển vi chuyển đến trước mặt của tô thủy kỳ tô thủy kỳ ngồi ở trước kính hiển vi hai mắt ngưng tụ nhìn vết sẹo bên má trái của đường khả hình đột nhiên nói sau khi phẫu thuật kết thúc chuẩn bị cho tôi một phòng giải phẫu khác đám bác sĩ và y tá đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh tô thủy kỳ nhìn chầm chầm má trái đường khả hình nói tôi muốn cầm một cây dao khác anh không lên tiếng chỉ sâu kín nhìn khả hình ngủ mê nói đã từng hứa với em trả lại cho em má trái hoàn mỹ, hôm nay anh làm tròn lời hứa. chương 465, bươm bướm bay. Mấy tháng sau, đầu mùa xuân, ánh mặt trời rực rỡ, mãnh liệt khúc xạ, chiếu sáng khắp muôn nơi. Khách sạn Á Châu, tòa nhà màu trắng kiến trúc huy hoàng, dưới ánh sáng ánh mặt trời, càng lộ vẻ đồ sộ. Ba năm một lần, tập đoàn Hoàn Cầu tổ chức cuộc so tài chuyên gia hầu rượu đã chính thức khởi động. Cách chuyên gia hầu rượu đến từ các quốc gia trên thế giới, rồi giết đứng ở trên quảng trường trước đại sảnh khách sạn cầm chứng nhận tham dự cuộc thi chờ đợi tổ chức gọi tới cuộc so tài này bởi vì một nguyên nhân mà kéo dài thời gian tranh tài đến nửa năm hôm nay chính thức khởi động thời gian tranh tài quy ước kỳ hạn nửa năm chuyên gia hầu rượu sẽ được tuyển dụng vào tất cả phòng ăn sau đó dựa vào cách bọn họ làm việc ở phòng ăn lập nên thành tích buôn bán là kết quả cuộc khảo hạch thi đấu lần đầu tiên nửa năm sau tiếp tục khảo hạch chuyên nghiệp Lauren và Vitas Hai vị lãnh đạo quan trọng của bộ rượu, trong sự mong đợi của bao người, đi ra thảm đỏ, nhìn tất cả chuyên gia hầu rượu đứng ở trước quảng trường, dùng tiếng Anh lưu loát, chia ra đại biểu cho tổng công ty Á Châu và tổng công ty Hoàn Á, đồng thời tuyên bố bắt đầu tranh tài. Một tiếng pháo mừng bay lên, giấy màu đầy trời, tung trên không trung, một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lauren và Vitus, hai người đứng ở trước thảm đỏ, ngẩng đầu lên, mỉm cười xúc động nhìn giấy màu bay bay trên bầu trời rối rít rơi xuống, chỉ mong cuộc thi rượu đỏ này có thể tổ chức hoàn mỹ. Ở một khu rừng cây, cành lá nảy mầm, bươm bướm nho nhỏ, phát kén chui ra, mở đôi cánh non nớt màu xanh nhạt, đón lấy ánh mặt trời, bay về phía mùi hoa rực rỡ nơi xa. Trên mặt ghế chuyên dụng, có một cô gái nhỏ mặc váy len dài màu trắng, khoác áo bành tô màu nâu có mũ trùm đầu, bởi vì rét lạnh, đầu đội mũ che lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn chăm chú con bươm bướm phía trước, hai mắt khẽ chớp. Tô Thủy Kỳ mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, áo khoác màu đen cài hai móc, thở ra khí trắng, đứng ở trên lá vàng rơi rụng, nhìn bóng dáng dịu dàng đó, trong lòng đau xót. Hai tròng mắt của cô vốn rất xinh đẹp ngập nước, lại giống như phủ một chút bụi bậm thời gian, ảm đạm và mờ mịt. Giống như không có tình cảm. Tô Thủy Kỳ từng bước từng bước đi về phía trước, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô. Hai mắt cô xoay tròn, nhẹ nhàng cúi xuống, không lộ vẻ gì nhìn anh. Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn cô, kể từ sau khi cô tỉnh lại, vẫn không nói gì, cũng không chấp nhận gặp bất kỳ ai, chỉ nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn trần nhà màu trắng, giống như vẫn còn đang lưu luyến ánh sáng thiên đường quang, cuối cùng má trái đã hoàn mỹ, nhưng không có chút vui sướng, mà yên lặng rơi lệ, băng gạc bên má trái chưa tháo bỏ, nhưng cô chưa bao giờ tò mò, vết sẹo đã từng có, hôm nay như thế nào? Khả Hinh chấm ngoặc kép Tô Thủy Kỳ có chút đau lòng gọi cô. Đường Khả Hinh sâu kín nhìn người đàn ông dịu dàn ở trước mặt, muốn nở nụ cười với anh, lại cười không nổi, hai mắt nổi lên hơi nước. Tô Thủy Kỳ thở khẽ dài, vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé rét lạnh của cô, nhẹ nhàng nói cuộc so tài chuyên gia hầu rượu đã bắt đầu. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ, hai mắt nổi nước mắt, đúng lúc này, khẽ mỉm cười. Kể từ sau lần phẫu thuật quan trọng đó, Đường Khả Hinh sống lại, lúc tỉnh lại cuối cùng phát hiện, khứu giác thiên phú duy nhất trong cuộc đời mình đã biến mất. Cuối cùng Thượng Đế thu lại quà tặng của cô, thực hiện trừng phạt cô tuyệt đối. Một giọt nước mắt trong suốt, chảy xuống, trượt qua vải thưa bao lấy má trái. Cô chỉ rất dịu dàng, lạnh nhạt nhìn Tô Thủy Kỳ, không muốn nói chuyện. Nước mắt đã thành ngôn ngữ duy nhất thổ lộ bi thương trong cuộc đời cô. Khả hình, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng cô, tâm trạng không khỏi bi thương, khổ sở, hai mắt xẹt qua đỏ tươi, dụng tâm khuyên, đừng như vậy, em không có khứu giác xuất sắc, nhưng chúng ta vẫn có thể nếm đồ ăn ngon nhất thế gian, em vẫn có thể nếm được mùi vị. Đường khả hình sâu kín nhìn anh, giống như đã chết. Khả hình, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ thật đau lòng nhìn cô nói, em đừng như vậy, mặt của em đã khôi phục, em xinh đẹp như trước kia, ba năm ác mộng đã qua. Thử dũng cảm một lần, thử kiên cường một lần, hả? Ngày hôm qua Nhã Tuệ và Tổng Giám Đốc Trang cũng điện thoại tới, yêu cầu gặp em một lần. Bọn họ đều rất nhớ em. Đường Khả hình rất chăm chú lắng nghe, nhưng giống như đang nghe chuyện của người khác, hai mắt xẹt qua một chút ảm đạm. Tô Thủy Kỳ không có cách nào, đứng dậy, ngồi ở bên cạnh cô, bất đắc dĩ nói, đã gần 4 tháng rồi, em giam mình ở chỗ này 4 tháng rồi. Suốt cuộc lúc nào em mới trở lại như trước kia. Đường Khả hình không lên tiếng. Nhớ tới 3 năm trước đây, sắc mặt em tái nhợt đi vào trong thế giới của anh, thật vất vả sống lại, bây giờ anh nhớ lại trong lòng cũng vẫn còn sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nói đến chuyện này, cảm thấy đau lòng, lại thở dài một cái, nói tại sao, cũng không thử gặp người bên cạnh, anh biết rõ em rất nhớ bọn họ, bọn họ không có trách em, thật không có. Đường khả hình nhìn tới trước, con bướm bướm kia không biết bay về phương nào, tâm trạng dần dần trôi nổi, giống như có một cô gái, vì một đoạn tình cảm mà cam tâm tình nguyện chuẩn bị gãy cánh, buông tha những người cô yêu nhất, cô nên vì tình yêu không thành mà chịu đựng lời hứa của mình, đã từng nói để cho bọn họ buông tha mình, hiện tại chỉ còn lại một chút tôn nghiêm mà thôi. Không bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng trong cuộc đời bọn họ nữa, không bao giờ muốn nữa. Đường Khả Hinh giống như mệt mỏi, bàn tay nhỏ bé buông tay Tô Thủy Kỳ, đứng lên, xoay người đi về phía biệt ngôi thự nhỏ hai tầng màu đỏ. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ thật rất đau lòng nhìn bóng lưng cô cô đơn một mình, đứng ở khúc quanh con đường mòn, khổ sở nói, mùa xuân đã tới. Tất cả quá khứ cũng đi qua, nếu như em quyết định buông tha mơ ước, vậy sống bình thường được không? Mặc kệ em có cho anh cơ hội hay không, cũng không có quan hệ, chỉ cần em khỏe mạnh. Anh thật sự rất nhớ em ngày xưa, giống như có chút lạnh. Đôi tay đường khả hình cắm vào bên trong túi áo bành tô, cúi xuống, để cho nón che kín băng gạc màu trắng bên má trái, nước mắt chảy xuống, tiếp tục im lặng đi về phía trước. Tô Thủy Kỳ, anh không hiểu, có một thứ mất đi do tự tay mình chôn vùi, loại khổ sở này ngay cả bản thân mình cũng không có biện pháp tha thứ cho mình. Cha đã nói, khả hình trời xanh khứ rác xuất sắc, đây là quà tặng của Thượng Đế, cô là con gái cưng của Thượng Đế. Vì sao, cha dạy cho mình nhiều như thế, mình lại cứ quên mất câu nói quan trọng nhất đường khả hinh từng bước từng bước đạp con đường nhỏ đá cuội đi vào trong ngôi biệt thự nhỏ nhẹ nhàng đóng cửa lại lại một lần nữa ngăn cách mình với thế giới bên ngoài tô thủy kỳ đau lòng quay mặt đi hai mắt nổi lên hơi nước đúng lúc này nhìn thấy trên mặt ghế chuyên dụng thả một lá thư màu xanh dương bên ngoài rừng cây nhã tuệ mặc quần áo len màu đen bên ngoài khoác áo khoác màu nâu buộc tóc lên mang khăn quàng cổ thật dài trong tay ôm một bình giữ nhiệt đứng ở ngoài cửa, thật căng thẳng nhìn vào trong. Đặc cảnh nghiêm túc đứng thẳng ở hai bên, không có mệnh lệnh, không ai có thể đi vào. Tại sao lâu như thế? Nhã tuệ gấp gáp nhìn vào trong, nhìn con đường mòn sâu thẳm, đang mong đợi bóng người nhỏ bé quen thuộc đó. Nhưng lần này vẫn là một mình Tô Thủy Kỳ, một mình dối trí mất hồn đi ra. Trong lòng của nhã tuệ đau nhói, hai mắt lập tức tràn lệ nhìn anh, nghẹn ngào gọi cậu chủ Tô. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ đứng ở bên ngoài hàng rào cửa, hai mắt anh nặng nề lóe lên một cái, mới khổ sở đi tới, mở cửa, đứng ở một bên. Cô ấy vẫn không chịu gặp tôi sao? Nhã Tuệ rơi lệ nhìn anh, khóc nói, anh có nói với cô ấy, tôi không có tức giận cô ấy không? Thật, không có tức giận cô ấy, bảo cô ấy không nên tự trách. Tôi hiểu rõ, hiện tại cô ấy rất cô đơn, rất khổ sở, cho nên tôi muốn ở bên cô ấy. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn nhã tuệ đau lòng khẽ thở dài một cái gần 4 tháng rồi rốt cuộc cô muốn ra mình tới khi nào chấm ngoặc kép nhã tuệ đau lòng nói tô thủy kỳ bất đắc dĩ lấy lá thư màu xanh dương đưa về phía nhã tuệ nói đây là khả hình đưa cho cô nhã tuệ nhìn lá thư màu xanh dương thật căng thẳng vội vàng nước mắt lau khô nhận lấy lá thư run rẩy mở ra vừa khóc vừa nhìn chữ viết xinh đẹp bên trong nhã tuệ nếu như có kiếp sau tôi tình nguyện làm con bươm bướm ở phía trước cửa sổ thời thơ ấu sinh mạng ngắn ngủi khi mùa đông tới sẽ theo mùa thu đi khỏi lúc tôi nằm ở trên bàn mổ vẫn ý thức được chị buông tha tự ái quỳ trên mặt đất bi thương dập đầu thật xin lỗi trong tương lai cuộc đời tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho chị chúng ta không chung dòng máu nhưng còn hơn chị em ruột thịt chị yên tâm con đường của tương lai tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt mời chị trở về khách sạn á châu đi bởi vì đó là nơi chị mơ ước. Giờ phút này tôi mới hiểu được, buông tha mơ ước là nổi bi thương nhất ở bên trong đời. Trở về đi thôi, trở về đi. Nhã tuệ run rẩy nắm lá thư, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, thất thanh khóc giống, khóc thật đau lòng. Tô Thủy Kỳ nắm chặt quả đấm, đứng tại chỗ, hai mắt lại hiện lên đau đớn. Một con bươm bướm nhỏ nhỏ, từ trong rừng cây sâu thẳm, chậm rãi vỗ cánh bay tới, vây quanh nhã tuệ, cho cô một chút ấm áp cuối cùng con bé ngốc nhã tuệ nắm chặt lá thư bật khóc nói tại sao cô không có nghĩ vì cái gì tôi đối tốt với cô như vậy lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cô đó là bởi vì tôi cũng cần cô bởi vì cô đối với tôi rất tốt tôi rất nhớ cô rất nhớ cô nhớ lúc tôi cô đơn bị thương cô ôm tôi an ủi tôi tại sao cô muốn nhận lấy thiệt thòi như vậy cô đi ra gặp mặt tôi một chút tôi nói rõ ràng với cô tôi rất nhớ cô tôi mang theo thức ăn ngon cho cô khả hinh. Tiếng khóc bi thương truyền khắp rừng cây nho nhỏ, con bươm bướm vẫn dừng ở trên bả vai cô bi thương, dịu dàng phe phẩy đôi cánh. Audio điện tử võ tấn bền chương 466, 4 cầm thú Nhà hát kịch, vỡ kịch, lương trúc, lại biểu diễn một lần nữa, vô số cô gái mặc váy dài trắng, múa vũ khúc, hóa bướm, tuyệt đẹp, vất tay áo thật dài trắng như tuyết, lại xoay tròn 360 độ, hướng phía trước, gian nan tiến lên, Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, vạt áo trước cài bông hoa tơ tầm màu trắng, nhưng mặt lắng nghe Cố Di ở bên cạnh nói lên cảm nhận vỡ kịch trên sân khấu, anh khẽ mỉm cười, lại nghiêng người ở bên tai của cô, không biết nói câu gì. Cố Di thật dịu dàng nở nụ cười, vươn tay, đánh mạnh bờ vai của anh một cái. Trên sân khấu, rốt cuộc nữ chính xuất hiện, đứng ở trong đám mây, thân thể chậm rãi bay lên, tay áo vung trên không trung, đôi chân dài vươn ra phía sau, bày hình mặt trang rằm mỉm cười nhìn đám mây ở dưới phồn hoa rực rỡ tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên cố di vừa thưởng thức vũ điệu tuyệt mỹ vừa nghiêng người sang trang hạo nhiên nói khẽ hôm nay vốn muốn hẹn như mà tiểu thư cùng đi nhưng bởi vì thân thể cô ấy mới vừa vặn bình phục tôi cũng đành chịu trang hạo nhiên khẽ mỉm cười không lên tiếng cố di nhìn vẻ mặt anh liền hư một tiếng cười khẽ nói lúc ấy muốn lặng lẽ dẫn cô ấy đi thật may là anh không có. Nếu tôi biết rồi, không thể không bóp chết anh, chỉ là, trong khoảng thời gian này, thật xảy ra rất nhiều chuyện, hôn nhân của cô ấy và thị trường đã kết thúc, lại may mắn cùng tổng giám đốc tưởng ở chung một chỗ, cô ấy thật sự rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Trang hạo nhiên giống như rất chăm chú xem kịch ở trên sân khấu. Cố gì nhìn anh như vậy, liền làm nũng đưa ra quả đấm nhỏ, đánh mạnh trên lồng ngực của anh. Trang hạo nhiên nhịn cười không được, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô bóp một cái tại sao không nói lời nào cái miệng của cố di và tử hiền gần như giống nhau một phút cũng không thể ngừng tôi nói bây giờ không phải đang xem kịch trên sân khấu sao trang hạo nhiên quay đầu bất đắc dĩ nhìn cố di cười nói từ ngày trước cô đã ẩm ý với tôi tới buổi chiều hôm nay tôi thật vất vả sắp xếp thời gian đến xem biểu diễn kịch với cô từ lúc mở màn đến bây giờ cô vẫn không ngừng nói chuyện với tôi tôi nên như thế nào? Tôi nên xem hay không? Tôi hẹn anh ra ngoài, chính là vì nói chuyện với anh. Cố gì nói thẳng thắn. Trang hạo nhiên lập tức bất đắc dĩ nhìn cô, nói cố tiểu thư, cô ngàn vạn đừng trở nên giống tử hiền cô cũng không thích hợp với tôi. Chấm ngoặc kép, cố gì đột nhiên hơi dịu dàng, nở nụ cười nhìn anh. Trang hạo nhiên không muốn để ý tới cô, chăm chú xem kịch trên sân khấu, đúng lúc này, nhìn thấy đằng trước, có một bóng dáng rất quen thuộc, bóng lưng hấp dẫn lạnh lùng, còn có mái tóc dài quyến rũ, anh cao mày sướng sờ, lại nghiêng người, nhìn tới trước. Có người rất đồ, tinh xuyên tỏ vẻ lễ phép, quay mặt sang, nhìn người kia, khẽ mỉm cười. Ánh mắt trang hạo nhiên sáng lên, nhìn thấy tinh xuyên, cả người lập tức hưng phấn, đúng lúc này, liếc nhìn thấy cố di đang chăm chú xem kịch trên sân khấu, anh lập tức lén lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn. Bên trong quán bar, âm nhạc mê người. Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai, hai cầm thú đang cùng một đôi minh tinh vui cười trò chuyện, lúc này tin nhắn điện thoại di động vang lên. Tô Lạc Hoành nói một câu sơ di, liền mở điện thoại di động ra vừa nhìn, thấy Trang Hạo Nhiên gửi nhắn tin nói hết sức khẩn cấp. Nhanh chóng cứu giá. Xít, chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành đau khổ, lập tức kêu lên. Ai vậy? Lâm Sở Nhai nâng một ly whisky, vừa uống vừa quay đầu, nhìn Tô Lạc Hoành, cười hỏi anh xem ông chủ của anh đi. Anh ấy lại tới, Tô Lạc Hoành tức giận đưa điện thoại di động, nện ở trước mặt của anh, nói: "Lâm Sở nhai nghiêng người tới trước vừa nhìn, liền khổ não, hét lên, thật muốn đánh anh ấy." Tào Anh Kiệt cũng thế, anh ấy cũng thế. Nhưng hai người bọn họ rất nhanh chóng đứng dậy, nhìn hai Minh Tinh, xin lỗi nói, "Xin lỗi, bảo bối, bây giờ chúng tôi có chuyện đi ra ngoài. Mọi người từ từ chơi, nơi này chúng tôi tính tiền." "Em không muốn." chấm ngoặc kép, hai minh tinh tức giận nói xong, một người còn chưa từ bỏ ý định, chu mỏ nói, hôm nay người ta mới vừa tròn 18 tuổi. A, à, Bảo bối, thật xin lỗi, Tô Lạc Hoành lập tức cúi người xuống, đưa hai tay ra, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói, lần sau anh bồi thường cho các em. Bọn họ vừa nói xong, lập tức chạy đi khỏi. Nhà hát kịch, trên sân khấu, Lương Xuân Bá và Trúc Anh Đài đã gặp nhau, cùng nhau phất tay áo lụa, nhìn nhau, xoay tròn xung quanh vô số bươm bướm bồng bềnh bay đến khói mù ở nơi này tạo hiệu ứng giả tưởng bay bay ở giữa hai người nếu như tôi có thể ở bên anh tôi tình nguyện làm chúc anh đài chấm ngoặc kép cố di nhìn đôi nam nữ si tình trên khán đài mỉm cười nói tôi mới không muốn làm lương sơn bá tôi muốn sống thật tốt trang hạo nhiên cười nói cố di lập tức chừng anh lúc này điện thoại di động chấn động trang hạo nhiên khe khẽ nghe điện thoại alo có chuyện nghiêm trọng sao được tôi lập tức trở lại mọi người mau tới đây cùng cố di xem biểu diễn tốt cố di nghe xong lời này lập tức ra đầu tê dại chỉ vào anh tức giận nói anh đừng nói với tôi anh lại có việc gấp sau đó để cho hai cầm thú đi theo tôi tôi cảnh cáo anh trang hạo nhiên nếu như anh còn dám gạt tôi tôi sẽ bỏ thuốc mê ở trong rượu của anh sau đó sẽ xảy ra quan hệ với anh sau đó mang thai con của anh tuyên bố với mọi người tôi là vợ của anh trang hạo nhiên khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn cô người xung quanh nghe cô nói này lời nói dối rít kinh ngạc nhìn cô cô gái phải dè dặt một chút trang hạo nhiên hoảng sợ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô hạ thấp giọng nói tôi thật sự có chuyện cô xem bọn họ cũng tiến vào cố di lập tức quay đầu quả nhiên nhìn thấy lâm sở nhai và tô lạc hoành đi vào nhà hát kịch cô tức giận cắn răng cô từ từ xem tôi đi trước trang hạo nhiên lập tức đứng lên soạt một tiếng lập tức lách mình đi khỏi trang hạo nhiên cố di cắn răng nghiến lợi nhìn anh trang hạo nhiên cảm thấy kích động đi ra khỏi chỗ ngồi khách quý đi về phía bọn tô lạc hoành nói nhanh tôi mới vừa nhìn thấy tinh xuyên rồi mọi người mau giúp tôi ngăn cô ấy tôi muốn nói chuyện với tinh xuyên lâm sở nhai bất đắc dĩ nhìn anh nói anh đừng làm ra vẻ bắt a ca vừa nhìn thấy tinh xuyên iq của anh giảm thấp Tại sao anh có tâm tư cùng cô ấy đến xem kịch, lại muốn tán tỉnh tinh xuyên, anh không đi thăm tiểu đường. Cô ấy đã ra mình 4 tháng rồi, hôm nay nhã tuệ đi gặp cô ấy, cô ấy vẫn không chịu gặp người, nhã tuệ trở lại chỗ của tôi, khóc bù lu bù loa, tôi không chịu nổi. Trang hạo nhiên lập tức cau mày tức giận nói, các người nói với tôi chuyện này cũng vô dụng, tôi cũng đã từng muốn gặp cô ấy, nhưng cô ấy không muốn gặp tôi, cô ấy muốn giam mình lại, thì để cho cô ấy giam, liên quan gì tới tôi hả? đây là vấn đề của cô ấy. Thật vất vả sống, khuôn mặt thật vất vả khôi phục, cô ấy cứ như vậy. Khiến nhã tuệ cũng mặc kệ cô ấy. Tôi vừa nhắc tới cô ấy, tôi đã phiền lòng. Đây là lời thật của anh sao? Chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành chỉ vào anh, tức nói, nếu như sau này, anh còn dám nhắc tới cô ấy, tôi với anh không xong. Đi, Trang Hạo Nhiên lập tức nói, nhanh đi qua, giúp tôi trông chừng cố di. Hai người lâm sở nhai không có cách nào, chỉ đành phải thật cẩn thận đi tới. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra kịch trường, ngăn ở lối ra vào bữa tiệc khách quý, biết một chút nữa Tinh Xuyên sẽ phải đi ra ngoài từ nơi này, anh cảm thấy vui vẻ và hưng phấn đứng một bên, ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn bầu trời trong vắt, ánh sao nhấp nháy, sắc mặt hơi thu lại, nhớ tới khu rừng nhỏ ngoài thành, nơi đó có biệt thự nhỏ nóc màu đỏ. Lại nhớ tới Lâm Sở Nhai mới vừa nói, cô ấy đã ra mình 4 tháng rồi, hôm nay Nhã Tuệ đi gặp cô ấy cô ấy vẫn không chịu gặp người nhã tuệ trở lại chỗ của tôi khóc bù lu bù loa tôi không chịu nổi anh tựa vào trên tường ôm vai lại nhớ tới lúc ấy tô thủy kỳ ra tay phẫu thuật xong cho đường khả hinh chuyển qua biệt thự nghỉ ngơi sau đó dùng đặc công suất ngũ làm bảo vệ trông chừng chính là vì phòng ngừa người khác quấy dày và hãm hại và để cho cô một mình ở hoàn cảnh thanh tịnh bởi vì cô phẫu thuật mới có mấy tháng thân thể vẫn hơi suy yếu không chịu được đả kích quá lớn và tâm tình dao động hoặc sự kiện quá mức nghiêm trọng, trừ khi đường khả hình tự nguyện, cho dù là ai cũng không gặp được. Thời gian từng giờ trôi qua, suốt cuộc trên sân khấu đã biểu diễn xong, bọn lâm sở nhai cùng với cố di tức giận đùng đùng đi ra, muốn tìm trang hạo nhiên núp ở một bên, nhưng cái tên kia, anh có lý do trốn vào góc không gặp người, bọn họ lập tức sợ hãi kêu, người đâu rồi? bóng đêm rất sâu, mùa xuân cũng rất lạnh lẽo, huống chi. Rừng cây này còn tọa lạc trên một ngọn núi nào đó, một trận gió lạnh lẽo quét đến. Rừng cây ước chừng 10.000 km vuông, thuộc đất riêng của Tô Linh tiểu thư, cũng là vùng đất tương lai cô có thể sẽ dùng để xây dựng tất cả biệt thự tư nhân, bởi vì đây là nơi của cháu gái thủ tướng, cho nên vùng đất này cũng chẳng có bao nhiêu người dám tới. Hai người đặt cảnh, tượng trưng cho thân phận quốc gia đứng ở bên hàng rào, nghiêm túc nhìn tới trước. Có một tiếng động nho nhỏ theo tiếng gió lớn thổi tới hai người đặc cảnh cũng không nhúc nhích tiếp tục đứng nghiêm ở đầu hàng rào rừng cây thật xa có một cái thang nho nhỏ nhẹ nhàng gác ở bên ngoài tường rào trang hạo nhiên thở một hơi nghiên cứu cả một buổi tối biết lúc này bên trong vệ sĩ mới vừa đổi ca trực vừa đúng có thể trèo vào anh không ngừng thở ra khí lạnh vừa mắng thời tiết quỷ quái vừa leo lên cái thang mới vừa muốn trèo vào bên trong đi không ngờ chân bị người nắm chặt anh hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân xoay người nhìn thấy tô lạc hoành lâm sở nhai và lãnh mặc hàn đều tới anh lập tức tức giận nói các người muốn hù chết lão tử hả vẻ mặt tô lạc hoành rất hả hê nhìn trang hạo nhiên tức giận nói không phải anh nói không để ý đến cô ấy sao không phải anh nói nhắc tới cô ấy liền phiền sao anh tới nơi này làm gì anh xuống cho tôi 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 chấm ngoặc kép trang hạo nhiên có chút lúng túng nhưng khí thế vẫn hung hăng nhìn bọn họ cắn răng nghiến lợi nói, chuyện của lão tử, các người đừng động tới. Tôi thích nói thế nào, liên quan gì đến các người. Đừng kéo tôi, thời gian sắp đến. Không được, tôi tức giận, mẹ kiếp, khắp thiên hạ, chỉ có một mình anh thoải mái. Chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành vẫn muốn kéo anh xuống. Con mẹ nó, cậu muốn cút ra khỏi hoàn á đúng không? Trang hạo nhiên quay đầu, liều mạng nhìn anh. Đúng vậy, tôi đang muốn cút ra ngoài, tôi đang tức giận. Tô Lạc Hoành vẫn muốn kéo chân anh lại. Được rồi, được rồi, đừng tranh cãi nữa, bây giờ không phải là lúc nội đánh nhau, tên đê tiện này đã tới, cho anh ấy vào đi. Lâm sở nhai nói xong, đẩy tay Tô Lạc Hoành ra, nhìn Trang Hạo Nhiên nói khẽ, anh đi vào trước, chúng tôi sẽ vào sau. Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn mò tường đi vào, nghe được Lâm sở nhai nói anh như vậy, anh lập tức quay đầu, chợt nhíu mày lông, phách lối bá đạo nói, lão tử vào phòng của khả Hinh cậu dựa vào cái gì mà tới sau. Cầm thú các người, đừng cho rằng tôi không biết, mặt của cô ấy khôi phục, nửa người dưới của các người vui mừng. Ôi chao, anh, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai nghe xong lời này, tức giận kéo chân anh một cái, anh a hát một tiếng, cả người ngã trên cỏ. Người nào, đặc cảnh được huấn luyện cấp bậc cao nhất quốc gia sau đó thống lãnh vệ sĩ, lập tức rút súng ra, bằng tốc độ nhanh nhất, giống như khỉ, mãnh liệt phóng qua tường, bật đèn cường quang, Súng lục lên đạn, nhắm ngay bốn cầm thú trên đất, muốn bắn. Chương 467, con thỏ nhỏ. A, à, một âm thanh hoảng sợ trong đêm tối truyền đến. Đường Khả hình mới vừa cầm một bó hoa bách hợp đã héo tàn, đi ra cửa chính, muốn đi bỏ, nhưng dừng tại chỗ, sửng sốt nhìn tới trước. A, à, anh ta ném tôi, anh ta ném tôi, anh ta có thể ném tôi vào. A. À, chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành nằm ở trên cỏ bên trong hàng rào bị đau nắm chặt hông của mình ở nơi đó kêu to ôi trao ôi chao a à, chấm ngoặc kép một tiếng kêu sợ hãi cả người lâm sở nhai lại bị ném vào phịch một tiếng nện ở trên người của tô lạc hoành a à, chấm ngoặc kép tô lạc hoành gào khóc một tiếng cảm giác mình sắp tắt thở ngẩng đầu lên kêu to muốn chết hả đè trên người của tôi đừng 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 chấm than ngoặc kép tiếng của trang hạo nhiên truyền đến không đến bao lâu một bóng dáng bị người ta ném mạnh vào rầm 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 ngã trên mặt cỏ ở chỗ khác mẹ của tôi gãy xương sống rồi không sinh được đứa bé trong lúc nhất thời trang hạo nhiên ôm chặt ngang lưng của mình đau đến không chịu nổi đường khả hinh đứng ở đầu kia hai mắt rưng rưng nhìn trang hạo nhiên trên cỏ kêu to oai oái trong lòng đau xót cũng không lên tiếng đầu kia một loạt tiếng bước chân truyền đến ba người đàn ông đau đến lăn lộn lung tung ngẩng đầu lên Thấy một mình Lãnh Mặc Hàn, hết sức tiêu sái, đôi tay cắm túi quần đi tới, nhìn bọn họ. "Anh." chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành tức giận ngẩng đầu lên, nhìn anh hỏi, "Tại sao anh không có bị ném vào?" Sắc mặt Lãnh Mặc Hàn vẫn bình tĩnh, nói rất đơn giản, "Bởi vì tôi đầu hàng." Anh nói xong, bất đắc dĩ giơ hai tay lên. "Xít, anh đó, anh biết rõ như vậy, còn nhìn chúng tôi phản kháng. Anh không có lương tâm." chấm than ngoặc kép Tô Lạc Hoành lại ôm hông của mình, kêu ôi trao, ôi chao. Sau lưng mười mấy tên vệ sĩ, giơ súng lên, chỉ vào lãnh mặc hàn, còn có bọn trang hạo nhiên lạnh lùng nói, muốn tìm đường tiểu thư, tại sao không đi cửa trước. Trèo tường làm gì, thật sự cho mình là chim sao. Mấy người đàn ông nằm trên mặt đất, tiếp tục ôm hông, kêu ôi, ôi, ôi. Trang hạo nhiên cảm thấy thận của mình cũng bị vỡ ra, đang suy nghĩ tương lai có thể đoạn tử tuyệt tôn hay không, lại cảm thấy phía trước có bóng dáng rất dịu dàng đứng ở dưới ánh đèn, anh không khỏi ngẩng đầu lên. Quả nhiên nhìn thấy đường khả hình mặc váy len dài màu đen, khoác áo khoác dài màu trắng, đầu đội mũ, tóc dài che khuôn mặt, đón gió lạnh thổi qua, nhìn mình, hai mắt giống như đã trải qua ngàn vạn năm tang thương, ảm đạm và không còn hơi sức. Anh lặng lặng nhìn cô, hai mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Bọn người lãnh mặc hàn cũng không nhịn được nhìn tiểu đường. Đường Khả Hinh nhìn mấy người bọn họ vẫn nằm trên mặt đất, nét mặt nhăn nhó đau đớn, trong lòng đau nhói, nhưng vội ôm bó hoa héo tàn, xoay người muốn đi vào bên trong nhà. Vệ sĩ nhìn thấy thái độ của cô còn không muốn gặp người, lập tức muốn ném mấy người bọn họ ra ngoài. Cô xoay người đi, tôi sẽ không để ý tới cô nữa. Trang Hạo Nhiên chợt đứng dậy, nhìn bóng dáng nhàn nhạt đó, kêu to. Đường Khả Hinh dừng ở cạnh cửa, đưa lưng về phía bọn họ, không lên tiếng. Cô đã từng xoay người hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác buông tôi ra. Cô nên biết chuyện này rất khó khăn, cô nên biết hiện tại tôi rất khó khăn. Trang hạo nhiên lạnh lẽo cứng rắn nghiêm mặt, tức giận nói không có ai giống như cô. Khi tất cả mọi người biết ơn cô còn sống, cô lại sống không bằng chết. Sớm biết như vậy, lúc ấy tôi cũng sẽ không mạo hiểm tánh mạng, lái xe vài chục cây em trong vài giây, để cho Tô Thủy Kỳ kéo cô từ trong quỷ môn quan trở về. Để cho cô chết là được. Khi đó, nếu như chúng tôi trở lại chậm một chút, trái tim trong thân thể cô sớm đã bị moi ra. Đường khả hình run rẩy, ôm bó bách hợp héo tàn, hai mắt nhấp nháy, nước mắt lập tức lăn xuống. Trang hạo nhiên lại nhìn bóng lưng của cô, thật lòng nói, tôi suy nghĩ rất nhiều kết quả sau khi cô phẫu thuật xong. Nhưng tôi không nghĩ tới, lại là kết quả như vậy. Cô thật làm cho tôi rất thất vọng. Trong lòng của đường khả hình đau xót, nước mắt trong hai tròng mắt lại từng viên chảy xuống. Nếu như cô thật muốn cáo biệt với tôi, mời cách xa chúng tôi một chút, yên lặng đi khỏi, một mình kéo hành lý đi càng xa càng tốt, tôi sẽ tin cô kiên cường." Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo cứng rắn nói. "Này, Lâm Sở Nhai có chút căng thẳng nhắc nhở anh, sợ anh kích tiểu đường." Đường Khả Hinh ôm chặt bó hoa, cúi xuống, nước mắt từng viên rơi xuống đất. "Tôi cho cô biết, Đường Khả Hinh, tôi lại cho cô một cơ hội xoay người, tha thứ cho cô cả buổi tối làm cho tôi cảm động, lại bỏ lại tôi?" Cô đừng học anh ấy, sau khi cho người khác hy vọng, rồi ném người ta xuống, chính là vô cùng tàn nhẫn. Trang hạo nhiên nhìn chừng cô nói, giữa chúng ta, không phải là hoa nho và rượu đỏ sao. Mặc kệ, cô cách tôi rất xa, tôi cũng mãi mãi nhớ tới mùi hoa này. Nước mắt đường khả hình lại chảy xuống. Cô nhớ không, tôi đã từng nói một câu, muốn cô đi tới trước mặt của tôi. Cô hiểu ý của tôi không? Trang hạo nhiên đột nhiên nhìn cô, hỏi. Đường khả hình không hiểu, chỉ lặng lẽ rơi lệ, cuối cùng chậm rãi xoay người, im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy cô xoay người, chợt mỉm cười. Đêm, thật yên tĩnh, mùa xuân đến rồi, cơn mưa đi qua, dịu dàng, bi thương, cũng đã rửa sạch sẽ. Mặt trăng giống như bánh xe màu bạc thật lớn, phát ra ánh sáng huyền diệu. Mấy người Lâm Sở Nhai đứng ở bên ngoài căn phòng nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên bầu trời, lạnh đến thở ra khí trắng, nhưng vẫn nói cười bên trong nhà, rất ấm. Tầng 2, phòng khách nhỏ theo phong cách châu Âu, là tầng tầng lớp lớp, bày trí tinh xảo. Trong phòng có cánh cửa, nhẹ mở, lộ ra ánh sáng ấm áp. Đường khả hình vẫn mặc váy len dài màu đen, khoác áo khoác, đầu đội mũ, sắc mặt tái nhợt bưng một bình thủy tinh, bên trong nhột nhạo hoa cúc vàng và kỳ tử màu đỏ, sau đó đặt nó lên bếp điện đang đun nóng trước một cái bản sách nho nhỏ. Trang hạo nhiên ngồi ở bên giường nho nhỏ, mượn ánh sáng yếu ớt đèn bàn trong gian phòng, nhìn Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, hai mắt vẫn mờ mịt, thật bình tĩnh mà từ bên cạnh giá sách thủy tinh, bưng ra một khay trà, phía trên có bốn cái ly thủy tinh, cẩn thận đặt nhẹ ở trên bàn sách, thấy bình thủy tinh đã dần dần sôi lên, cô liền muốn đi lấy một chút viên đá và đường, lúc xoay người đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở trước mặt của mình, hai mắt nóng bỏng nhìn mình. Đường Khả Hinh đứng trước mặt của anh, cúi đầu, không lên tiếng trang hạo nhiên im lặng nhìn cô thật lâu mới khẽ mỉm cười vươn tay cách mũ đội đầu khẽ vuốt cái ót cô nhìn viền nón che kín má trái ngược lại càng lộ vẻ mông lung xinh đẹp đường khả hinh tiều tụy đứng đó không lên tiếng nước trong bình thủy tinh sôi lên anh nghiêng người tới trước đưa tay muốn đè xuống nút tắt lửa lồng ngực áp tới sắp dựa vào cô gái trước mặt đường khả hinh lui về phía sau một bước tựa vào bên cạnh bàn muốn tránh tiếp xúc tay chân với anh thế nhưng anh lại sợ cô đụng phải phích nước nóng sau lưng, chợt đưa tay ôm cô vào trong ngực. Đường khả hình trở nên mất hồn, đã tựa vào trong ngực trang hạo nhiên, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, cái mũ nhẹ rơi ra, lộ ra tóc ngắn đã dài đến vai, rũ xuống cái cổ trắng tinh khiêu gợi, đôi mắt to sáng ngời, cánh môi hồng hồng, màu sắc trơn bóng, thuần khiết, mê người. Trang hạo nhiên cười, đường khả hình nhìn anh, có chút bất đắc dĩ trang hạo nhiên lại bá đạo ôm chặt cô vào trong ngực dựa vào bên tường hai người ở trong bóng tối anh cúi xuống nhìn đôi mắt mơ mộng xinh đẹp của cô hấp dẫn mập mờ hỏi người ra hôm nay tôi sức nước hoa mùi gì không trái tim của đường khả hình chợt cảm thấy đau nhớ tới mình mất đi khứu rác xuất sắc hai mắt lập tức rưng rưng người được không trang hạo nhiên nhìn cô hỏi nữa đường khả hình lắc đầu một cái nước mắt chảy xuống trang hạo nhiên mỉm cười đột nhiên thật nhanh chóng đứng ở trước mặt của cô, cởi tây trang màu đen xuống, ném sang một bên, mặc áo sơ mi trắng thật mỏng, quần tây màu đen phẳng phiu, lộ ra làn da khêu gợi, lại mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, dựa vào chiều cao và sức mạnh, kiềm chế đường khả hình, giống như con thỏ nhỏ. Đường khả hình chợt đỏ mặt, không hiểu tựa vào trong ngực của anh, nghi ngờ, nhưng không muốn nói chuyện. Trang hạo nhiên lại cúi xuống, nhìn cô, rất hấp dẫn cười nói, hiện tại ngửi được không? Đường khả hình không lên tiếng, tay chống nhẹ trước lồng ngực rắn chắc của anh, giống như có thể cảm nhận trái tim của anh, không ngừng phập phồng, rất nóng bỏng. Vẫn không ngửi ra, vậy tôi cởi tiếp, dù sao cũng tắm xong, lúc chưa mặc quần áo, phun nước hoa. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên không nói hai lời, lại lập tức muốn nới lỏng cúc áo. Không cần, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ hơn, theo bản năng, xấu hổ ngăn cản. Trang hạo nhiên dừng lại, lại ôm nhẹ cô, dịu dàng hỏi, vậy cô ngửi ra. Đường khả hình không lên tiếng, mặt tựa vào trước lồng ngực của anh, khẽ chớp mắt, theo bản năng ngửi mùi thơm bay ra trên người anh, chỉ là mùi nước mưa, nhưng vẫn có mấy phần mùi thơm ẩn núp phía dưới, cô lại nhẹ nhàng dùng chóp mũi nho nhỏ, dọc theo lồng ngực của anh, cổ của anh, rồi tới xương quai xanh đầy nam tính của anh, nhăn nhẹ lông mày, nhón chân lên, lại muốn đi lên. Cô sửng sốt, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy trang hạo nhiên cúi xuống, đang nóng bỏng nhìn mình, môi mỏng khêu gợi sắp sán lên môi nhỏ của mình, thậm chí khí nóng nhẹ nhàng trêu đùa. Đỏ mặt, cô vội vã muốn tránh thoát ngực của anh. Trang hạo nhiên lại mạnh mẽ cúi xuống, môi mỏng đến gần làn môi của cô, cảm tính nỉ non như người tình thì thầm mập mờ nói, nếu như cô không ngửi ra, tôi cởi quần áo hả? Hai mắt đường khả hình lập tức nhấp nháy, biết anh nói được là làm được, liền không nhịn được vươn tay, kéo nhẹ cổ của anh, nhón chân lên, kê sát mặt, chóp mũi kề sát khuôn mặt của anh, đến sau dài tai, môi đỏ mỏng hé mở, thở nhẹ khí nóng. Có chút nhồn nhột ngứa ngáy. Hai mắt trang hạo nhiên xẹt qua một chút ánh sáng mê ly, không nhịn được ôm chặt cô gái trong ngực, tay nhẹ nhàng rơi vào sau lưng cô, khẽ vuốt ve. Đi o no một, chấm ngoặc kép, suốt cuộc đường khả hình có đáp án, nhẹ nhàng buông ra cổ của anh ra, muốn dẫy ruộng trong ngực của anh. Trang hạo nhiên vẫn đè cô ở cạnh tường, cúi đầu mỉm cười hỏi cái gì đi o no một chấm ngoặc kép đường khả hình lại cúi xuống nói nhanh thành phần là cái gì chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lại hỏi đinh hương hoa hồng trắng lá đàn hương chấm ngoặc kép theo bản năng cô còn muốn nghĩ mới tiếp tục dịu dàng nói còn có một chút hoa bạc hà tôi tôi chỉ có thể ngửi được như vậy còn thiếu một thứ chấm ngoặc kép trang hạo nhiên chợt mỉm cười nhìn cô nói Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu, Trang Hạo Nhiên nhìn đôi mắt to xinh đẹp của cô, mỉm cười nói: Mùi thơm cơ thể tôi. Đường Khả Hinh không nói nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên vui vẻ cười to nói: Cô không có thiên phú, cô cũng không nhận được mùi thơm này sao? Đường Khả Hinh không lên tiếng. Cô không có thiên phú, cô đã cảm thấy đối với rượu ngon, thức ăn ngon và hiểu biết đều biến mất sao? Trang Hạo Nhiên hỏi tiếp. Đường Khả Hinh cúi đầu xuống tôi cho cô biết, đường khả hình, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt sắc bén, nóng bừng, nghiêm nghị nói, tôi để cho cô sống ở bên cạnh tôi, tương lai giao cho cô trách nhiệm nặng nề, không phải bởi vì thiên phú của cô, là bởi vì cô kiên trì, nhiệt tình, còn có tinh thần dâng hiến có một không hai đối với rượu đỏ mà rất nhiều mọi người không có. Cô cảm thấy thiên phú, nó có thể thành tựu cái gì? Nó là cái chết, cô mới là sống, chẳng lẽ Cô cảm thấy sau khi thành công, càng nhận được vui vẻ hơn. Thật ra cô sẽ phát hiện, sau khi thành công, cô phải khổ sở hơn là thành công vui sướng. Chuyện này, tôi cũng đã nói, cho tới bây giờ tôi cũng không có cảm thấy, cô mất đi thiên phú, đây là một chuyện rất bi ai. Bởi vì cuộc sống chính là không ngừng nghênh đón nó từng giai đoạn khiêu chiến. Đây chỉ là một bước khiêu chiến trong đời của cô mà thôi. Cô đã cố gắng, để cho cô biết trên thế giới có rất nhiều mùi vị. Cho nên có thiên phú là tốt. Thật ra lúc cô đã có tất cả kinh nghiệm và mùi thơm trồng chất thì nó sẽ từ từ biến mất. Đây là một việc thoải mái. Thượng đế không có vứt bỏ cô, nếu như cô biết quý trọng, sẽ liền phát hiện, nó đóng một cánh cửa sổ của cô, thì mở ra cánh cửa chính. Nó cho cô quà tặng quý giá nhất, không phải thiên phú, mà là tình cảm. Trong lòng của đường khả hình đau xót, ngẩng đầu lên, vẫn có chút buồn bã nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười xúc động nói, không nên cảm thấy buồn bã, thật ra nó vẫn luôn ở trong thân thể của cô, thỉnh thoảng sẽ bướng bỉnh chạy đến, giống như tôi, tôi cũng từng bởi vì một chuyện mà để nó biến mất. Nhưng tôi phát hiện, lúc nó trở lại, tôi đã không cần nó. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hai mắt ngập nước, nổi lên nước mắt, dọc theo khuôn mặt chảy xuống. Cô đã trốn quá lâu rồi, thời gian tôi cho cô cũng đã hết, cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu đã khởi động trong tay tôi còn cầm bảng tên dự thi của cô. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười nói tôi sẽ không bỏ lại cô. Tôi cũng đã nói. Đường Khả Hinh cúi xuống, kích động run rẩy đến nói không ra lời. Trang Hạo Nhiên lại bá đạo nâng mặt của cô lên, nhìn băng gạc bên má trái của cô, lại dịu dàng hỏi cậu chủ tôi nói lúc nào có thể tháo băng gạc này. Đường Khả Hinh dịu dàng nói giống như phải qua chút thời gian. Da của tôi quá nhạy cảm, trang hạo nhiên bật cười nói tốt anh mới vừa định nói chuyện lại đột nhiên nhân mặt đè chặt ngang lưng khổ sở nói a à, trời à lại đau mới vừa người kia quá độc ác ném tôi vào đường khả hình bất đắc dĩ nhìn anh nói không phải anh biết võ thuật sao tôi biết chấm ngoặc kép anh lại xoa ngang lưng nói nếu như tôi đánh nhau với anh ta anh ta làm sao có thể ném tôi vào được đường khả hình sững sờ nhìn anh Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, có chút đáng thương. Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Chương 468, tìm đường chết. Tiểu Đường, mở cửa nhanh, các người không chịu cho chúng tôi vào, chúng tôi thật sắp lạnh chết rồi. Đang lúc hai người trò chuyện với nhau thật vui thì nghe được dưới lầu có người kêu lên, Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc đi tới bên cửa sổ, chậm rãi đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy đám người lâm sở nhai, Tô Lạc Hoành đang đứng ở trên đất trống dưới lầu lạnh đến run chân, ngước lên kêu to, lạnh muốn chết, từ nay về sau cô sẽ không có anh trai nữa. Phi, cậu là anh trai của cô ấy cái lông. Trang Hạo Nhiên lập tức hướng dưới lầu kêu to, lạnh chết các người. Hai tên không có lương tâm. Anh đừng nói kiểu đó, tôi cảnh cáo anh, Trang Hạo Nhiên. Tô Lạc Hoành tức giận, chỉ vào anh, vừa lạnh run run vừa kêu to, hôm nay nếu không phải là tôi nói cho anh biết, tình huống của cô ấy, đoán chừng anh cũng sẽ không đi. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, "Ôi một tiếng", vừa muốn cầm quyển sách trên bàn ném bọn họ. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng đi xuống lầu, đi qua phòng khách ấm áp, lập tức mở cửa. "Tiểu Đường." chấm ngoặc kép, ba người Lâm Sở Nhai đồng thời kêu to, Tô Lạc Hoành xông lên trước, ôm lấy Đường Khả Hinh hưng phấn xoay một vòng. "Hôn một chút." chấm than ngoặc kép, Lâm Sở Nhai chợt nhào lên, muốn bưng mặt của cô hôn. "Cậu dám." chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vừa đi xuống lầu vừa chỉ vào bọn họ kêu to, ai dám động đến cô ấy, tôi sẽ giết người đó. Rồi tôi chôn ở sân cỏ bên cạnh. Phi, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai lập tức ôm lấy đường khả hình, trang hạo nhiên quả thật đi tới, kéo đường khả hình qua một bên, muốn đưa chân. Lãnh mặc hàn thật yên tĩnh đứng ở bên cửa, nhìn đường khả hình mấy tháng không thấy, người hơi tiểu tụy, điềm đạm đáng yêu đến khiến người ta đau lòng, tóc ngắn chạm vai che má trái cô. Không có ảnh hưởng chút nào đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhất là lỗ mũi, rất đẹp mắt. Đường Khả Hinh lập tức mỉm cười nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn đứng tại chỗ, lập tức cúi đầu, không lên tiếng. Phó tổng, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh mỉm cười đứng ở bên ghế salon, nhìn Lãnh Mặc Hàn. Ừ, Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, có chút nhỏ giọng đáp. Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai có chút hiên lặng nhìn anh, Trang Hạo Nhiên cũng không hiểu ánh mắt của anh, chỉ giơ tay cười nói, đừng để ý đến bọn họ. Đến đây, ngồi xuống. Đường Khả Hinh lập tức mời các vị phó tổng ngồi, hơi áy náy nói, thật xin lỗi, chỗ này cách nội thành quá xa, cho nên không có biện pháp chuẩn bị một chút ăn ngon cho mọi người, chờ một chút, tôi đi pha trà trước. Ôi chao, vừa nhắc tới ăn ngon, tôi liền rất nhớ món bào ngư xào của tiểu đường. Lâm sở nhai ngồi ở trên ghế salon ấm áp, không ngừng thở khí trắng, nói. Đường Khả Hinh nghe vậy, cũng hơi sướng sờ, mỉm cười nói trùng hợp như thế. Sáng sớm hôm nay, quản gia mới mang một chút bào ngư tới đây, muốn bảo đầu bếp làm một chút cho tôi ăn, hiện còn ở trong tủ lạnh, tôi làm cho mọi người ăn hả? Tốt, tốt, chấm than ngoặc kép, đám người tô lạc hoành tham ăn, liền vui vẻ kêu to. Các người cút đi, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên ngồi ở bên cạnh đường khả hinh, vòng tay trên ghế salon ở sau lưng cô, nhìn bọn họ tức giận nói, cậu nhìn bộ dáng cô ấy, rất tiểu tụy, còn nở lòng để cho cô ấy làm món ăn cho các người Bọn Tô Lạc Hoành lập tức không dám lên tiếng Đường khả hình xoay người, nhìn Trang hạo nhiên, mỉm cười nói không có chuyện gì Trang hạo nhiên quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của đường khả hình Đột nhiên mỉm cười, nói, nói cho tôi biết, ở chỗ này không ăn cái gì sao Sắc mặt rất tiểu tụy Đường khả hình im lặng không lên tiếng, cúi đầu Trang hạo nhiên không có cách nào với cô ngồi dậy, cuốn ống áo sơ mi tay, nói, được rồi, vì nể tình cô nhóc nhỏ gần đây không có muốn ăn, tôi tự mình làm cho các người một chút. Ánh mắt bọn lâm sở nhai sáng lên, vui vẻ kêu to có thật không? Đường khả hình cũng hơi sướng sở nhìn Trang Hạo Nhiên. Sao, còn hấp nữa đấy, Trang Hạo Nhiên cười đứng lên, căn dặn bọn họ nói, đi phòng bếp, lấy một than lò ra đây. Tốt, chấm than ngoặc kép, bọn người tô lạc hoành lập tức nhảy dựng lên trang hạo nhiên lại đi ra ngoài phòng anh đi đâu vậy đường khả hinh vội vàng đi theo ra ngoài lập tức cảm thấy không khí ngoài nhà thật sự lạnh lẽo cô ra ngoài làm gì thời tiết rất lạnh trang hạo nhiên chỉ mặc áo sơ mi mỏng và quần tây dài đen không sợ rét lạnh trực tiếp đi về phía khu rừng nhỏ bên kia trong tay đã có thêm một con dao nhỏ bén nhọn anh muốn làm gì đường khả hinh vẫn có chút không hiểu trang hạo nhiên không nói gì lấy dao nhỏ ra lập tức chặt rất nhiều cây trúc, lưu loát tỉa cành lá, kéo bọn chúng về. Đường khả hình không hiểu, cũng đi vào theo, lúc này, bọn tô lạc hoành đã rất ăn ý lấy ra một cái lò than nho nhỏ, đặt ở trên bàn trà. Trang hạo nhiên cầm cây trúc thật dài đi vào phòng bếp, đi tới trước tấm thớt, hai mắt nghiêm túc chăm chú, cầm dao sắc thức ăn lên, cắt trúc thành từng đoạn từng đoạn, sau đó trẻ thành chiếc đũa mảnh, chiều dài bằng bàn tay, căn dặn, lấy bào ngư ra, tách thịt và vỏ ra, rửa sạch, Đường khả hình đứng ở bên cửa, vẫn sững sờ nhìn anh. Trang hạo nhiên quay đầu, nhìn đường khả hình nói, còn ngây ngốc đó làm gì? Rửa bào ngư, mau. À, đường khả hình vừa nghe, lập tức đi tới, từ trong tủ lạnh lấy bào ngư ra, bỏ vào bên trong bồn rửa tay, nhanh chóng rửa sạch sẽ bào ngư, tách thịt và vỏ, cẩn thận đặt vào hai cái đĩa. Trang hạo nhiên lập tức cầm dao sắc thức ăn lên, sau khi lau sạch sẽ, cầm một tấm thớt khác, đặt bào ngư lên trên mặt, đao pháp rất lạnh lùng cắt thành ba miếng mở ra đường khả hình đứng ở một bên quay mặt sang nhìn nửa khuôn mặt kiên nghị của trang hạo nhiên và hai mắt lóe sáng môi mỏng hấp dẫn mím chặt đẹp trai không trang hạo nhiên vừa chăm chú cắt bào ngư vừa hỏi đường khả hình đột nhiên mỉm cười cúi đầu trang hạo nhiên khẽ mỉm cười lại rất lưu loát cắt gọn bào ngư đặt ở trong đĩa cầm củ tỏi đập mấy cái sau đó đông 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 lưu loát băm nát lấy một chút bỏ vào trong bào ngư, lại đem bào ngư cắt xong, cẩn thận đặt ở phía trên tỏi băm, cầm lấy một khay thật lớn, đặt từng miếng từng miếng bào ngư ở trên mặt, nói, bưng ra đi. Đường Khả Hinh ngửi mùi tỏi, đang cảm thấy thoải mái, nghe anh kêu lên, lại vui vẻ đáp được. Nghe âm thanh hoạt bát, Trang Hạo nhiên cười. Đường Khả Hinh thật cẩn thận đi ra phòng khách, đã thấy mấy người Tô Lạc Hoành thật sự tìm được than, đốt lửa xong, cô mỉm cười đi tới, cẩn thận để cái khay xuống cười nói, đã chuẩn bị xong rồi sao? Chuẩn bị xong rồi, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành rất hả hê cười nói, chờ lão đại của chúng ta trổ tài. Ngày ngày chỉ có biết ăn thôi, chấm than ngoặc kép, lúc này Trang Hạo Nhiên đã đang cầm một đĩa bào ngư còn sót lại, và bó chúc nhỏ đi ra, cùng đường khả hinh ngồi ở trên sofa dài, trên khay còn có một ít bột hồ tiêu, muối, ớt cắt sợi, hành tây. Đường khả hinh mong đợi nhìn anh vẻ mặt trang hạo nhiên lại nghiêm túc và yên lặng, nhanh chóng cầm vỉ sắt để ngang trên lò than, trước tiên bày một phần nhánh trúc, sau đó cầm cây gắp, kẹp vỏ bào ngư đặt ở trên nhánh trúc, dưới lên mặt đồ gia vị khác nhau mà từng người thích ăn, tô lạc hoành thích ăn cay, lãnh mặc hàn thích ăn lạt, lâm sở nhai thích ăn tỏi băm, đường khả hinh. Anh im lặng dưới lên một chút tiêu, mới dùng cây quét, nhúng dầu vừng, quét lên bào ngư. Lạc hoành, đi giá rượu chuẩn bị rượu vàng, lúc tôi mới vừa lên lầu, nhìn thấy trên kệ rượu có chai hoa điêu thật tốt. Trang hạo nhiên cảm thấy lửa than dần dần mạnh lên, bào ngư tươi mới bên trong vỏ, bắt đầu dần dần bung dầu, sôi lên, tỏi băm ở trong dầu tỏa mùi thơm ngào ngạt, lập tức phủ phía trên thanh trúc, làm cho mùi trúc bên dưới hỏa với bào ngư, thật sự là ở bên trong mùi thanh, đặc biệt lộ ra mùi tỏi thơm. Đường khả hình không nhịn được nuốt cổ họng một cái, nhiều ngày trôi qua, vẫn không thấy đói bụng, thế nhưng mùi than đốt, thật là khiến người ta hơi chảy nước miếng. Tô lạc hoành cầm lấy rượu vàng để lên bàn, trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng. Chờ bào ngư tươi nóng bay ra mùi thơm mới cầm chai rượu vàng đi vào phòng bếp tìm ra một bình sứ trắng kiểu hồ lô, rót rượu vàng vào trong, sau đó cầm một cái chậu đổ nước nóng đặt bình sứ vào bên trong bưng đi ra. Wow, ồ, oh, thời tiết lạnh như vậy uống rượu này ăn bào ngư thật sự quá tuyệt vời. Chấm than ngoặc kép, bọn Tô lạc hoành dối rít kêu to. Trang Hạo Nhiên cười ngồi ở bên cạnh đường Khả Hinh, đặt cái chậu xuống, cũng không sợ nóng đưa tay vào trong nước nóng, lấy ra chai rượu, rót cho mỗi người một ly rượu. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút vui vẻ, cũng nâng ly rượu trống không, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên để chai rượu xuống, nói bao tử của cô không tốt, tạm thời đừng uống. Cô có chút thất vọng. Trang Hạo Nhiên lại không để ý đến cô, trực tiếp cầm cây gấp, lật hàng chút thứ nhất, nhìn tất cả bào ngư trắng tươi mới, ở trong cái vỏ màu xanh xám hơi nhô lên dầu và củ tỏi sôi tí tách rất thơm trời à bào ngư của tôi bọn tô lạc hoành lập tức vui vẻ cầm đũa lên nhanh chóng kẹp lát bào ngư bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa hít mùi thơm bào ngư cười nói ăn rất ngon đúng là rất ngon rất lâu không có ăn bào ngư nướng lão đại làm rồi lâm sở nhai cũng rất vui vẻ kẹp một lát bào ngư ăn rất thích thú trang hạo nhiên im lặng mỉm cười cầm đũa lên, gắp lên một lát bào ngư, đưa về phía đường khả hinh. Đường khả hinh ngẩng đầu lên, thật dịu dàng nhìn anh. Há miệng, anh dơ lát bào ngư đến bờ môi cô. Đường khả hinh khẽ mỉm cười, liền nghiêng người tới trước, vui vẻ há miệng ra, muốn ăn lát bào ngư này. Trang hạo nhiên lại rụt tay về, bỏ lát bào ngư vào trong miệng của mình, có chút hả hê nhai nuốt. Đường khả hinh có chút đáng thương nhìn anh. Trang hạo nhiên không lên tiếng, tiếp tục cầm đũa lên, gắp một lát bào ngư, đưa về phía bờ môi cô, nhìn cô. Đường khả hình có chút không tin liếc về phía anh. Trang hạo nhiên vừa nhai lát bào ngư trong miệng, vừa nhịn cười nhìn cô. Ánh mắt của đường khả hình nhíu lại, nhìn bào ngư thơm ngát kẹp trong đôi đũa, đột nhiên đôi tay khẽ chống ghế salon, nhưng người tới trước muốn ăn lát bào ngư kia. Trang hạo nhiên lại chợt ôm lấy đường khả hình, cúi người xuống, đè cô ở trên ghế salon mấy người tô lạc hoành đồng thời ngẩng đầu lên, như bị điểm huyệt đần độn nhìn hai người trước mặt. Mặt của đường khả hình đỏ lên, ngẩng đầu lên, mắt to ngập nước, giờ phút này có chút mê ly nhìn trang hạo nhiên, thân thể có chút nóng ran. Sau này, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên cúi xuống, sống mũi cao thẳng, nhẹ điểm trên chóp mũi nho nhỏ của cô, hai mắt nóng bỏng, có chút bá đạo mở môi mỏng, hỏi, sau này, xảy ra chuyện, còn dám không ăn cơm hay không? Đường Khả Hinh nhìn anh chầm chằm, ngây ngốc lắc đầu một cái. Nói, Trang Hạo Nhiên đè chặt ở trên người của cô, cường thế nói. "Không dám." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại ngoan ngoãn lắc đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt khéo léo của cô, đột nhiên mỉm cười, kẹp một lát bào ngư nhẹ nhàng đưa đến bờ môi cô, nói "Ăn đi." Đường Khả Hinh dịu dàng nhìn anh, nhẹ nhàng há miệng ra. Trang Hạo Nhiên cầm lát bào ngư nho nhỏ Dịu dàng đưa vào trong miệng nhỏ của cô. Đường Khả Hinh há miệng ra, nhẹ nhàng nhai lát bào ngư tươi mềm kia, cảm thấy ăn thật ngon, trên mặt nở nụ cười tươi tắn. Trang Hạo Nhiên hài lòng mỉm cười, ôm nhẹ cả người, nhìn ba người Tô Lạc Hoành vẫn nhìn mình, như bị điểm huyệt, anh bỗng tức giận giống lên, nhìn cái gì vậy, muốn tôi bóp các người hả? Mấy người đàn ông cười đùa ăn bào ngư. Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế salon, mặt đỏ dần. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện rót một chút rượu vàng hâm nóng vào trong ly rượu nhỏ, đưa đến bên môi cô, nói uống một chút cho ấm người, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng trước kia, không biết đi đâu mất rồi. Đường khả hình xấu hổ mỉm cười, nhẹ nhàng như người tới trước, uống một hớp rượu vàng, chợt cảm thấy có chút cay, ho khan mấy cái. Trang hạo nhiên lập tức ôm nhẹ eo cô, vỗ nhẹ sau lưng nói, xem cô, uống chút rượu đã sặc như vậy rồi, không có việc gì, tối nay tôi ở bên cô, bọn người Tô Lạc Hoành lập tức phun rượu vàng trong miệng ra ngoài, vẩy vào trên người Trang Hạo Nhiên. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhắm lại, mở mắt ra, chợt nhìn thấy áo sơ mi trắng thật đắt của mình đều là rượu vàng, anh lập tức nhìn về phía bọn họ quát to, này, áo sơ mi thật đắt đấy, tìm đường chết hả, chấm than ngoặc kép, chương 469, cười lên rất đẹp, lạnh quá, lạnh quá. Đường khả hình đứng ở cửa, có chút không nở, có chút lúng túng nhìn bọn người tô lạc hoành. Tô Lạc Hoành đứng ở trước cửa, nhìn nét mặt Đường Khả Hinh điềm đạm đáng yêu, lập tức ôi một tiếng, giả vờ như không có việc gì cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Anh ấy ở lại cũng không dám làm gì cô. Cô không có phát hiện, mới vừa rồi anh ấy phục vụ chúng ta ăn, cố ý không uống rượu, chính là sợ mình say rượu mất lý trí, xông vào phòng của cô, nhào tới giường của cô. Đường Khả Hinh lập tức có chút căng thẳng. "Đi." Lâm Sở Nhai lập tức đẩy ra Tô Lạc Hoành nói con mẹ nó, anh đừng có nó anh ấy thành cầm thú. Nếu như anh ấy là cầm thú, trước khi Tào Anh Kiệt gặp phải Mạn Hồng, còn có thể là trai tân sao? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cười. Đi thôi, lãnh mặc hàn bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, bình tĩnh nói, mọi người đừng hù dọa cô ấy, để cho cô ấy đi vào nghỉ ngơi sớm một chút. Đường Khả Hinh có chút biết ơn ngẩng đầu lên, nhìn lãnh mặc hàn, mỉm cười. Lãnh mặc hàn cũng nhìn cô nói, thời tiết lạnh, vào đi không có chuyện gì, nhưng nửa đêm đóng cửa chặt. Phốc, bọn lâm sở nhai che miệng cười âm hiểm đi khỏi. Đi thong thả, chấm ngoặc kép, đường khả hình đi ra cửa, nhìn bóng dáng bọn họ đi khỏi, không yên lòng dặn dò, nói, lúc lái xe đi ra, cẩn thận một chút, vài giờ trước, mới vừa mới có mưa, đường rất gập gành. Biết rồi, mau trở về đi, bọn tô lạc hoành đã đi tới đầu kia. Đường khả hình đón gió lạnh, nhìn bóng dáng bọn họ càng lúc càng xa, nhưng bọn họ mới vừa ồn ào vẫn vang tràn ở bốn phía, giống như cười vui vẫn chưa qua, trong lòng khẽ mềm mại, im lặng đi vào nhà phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nghĩ tới trang hạo nhiên bởi vì lúc này trên người dính rượu, cho nên phải đi lên lầu tắm, muốn ở lại qua đêm, nói mình nếu như qua 12 giờ không ngủ, ngày mai không tâm tư ăn cơm, không tâm trạng làm việc, không muốn làm người. Cô bất đắc dĩ thở dài, cười khẽ xoay người, đi lên cầu thang, mới vừa lên tới phòng khách nhỏ lầu 2, cũng đã nghe được trong phòng tắm gian phòng của mình, phát ra tiếng nước chảy, cô suy nghĩ một chút, liền xoay người, đi về phía một gian phòng khác, mở ra, bật đèn, phòng ngủ của Tô Thủy Kỳ, từ trước đến giờ thiết kế ấm áp tao nhã, cô im lặng đi về phía trước tủ quần áo, kéo nhẹ cửa ra, từ bên trong lấy ra áo len màu trắng và quần tây màu trắng. So với Tô Thủy Kỳ, dường như trang hạo nhiên cao hơn. Đường khả hình im lặng đóng cửa tủ, đi ra phòng của anh, lại vào gian phòng của mình, nhìn ánh đèn phòng tắm bên kia giường, cô liền khe khẽ đi tới, đưa tay vừa muốn gõ cửa, cánh cửa tách một tiếng, mở ra, trang hạo nhiên cởi trần nửa người trên, dùng áo choàng tắm màu trắng vây chặt dưới người, tóc và khuôn mặt ướt sóc sách, hai mắt nóng bỏng nhìn mình. Cô lập tức đỏ mặt quay mặt đi, có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, tôi không biết anh đi ra, tôi muốn đưa quần áo cho anh. Trang hạo nhiên cúi đầu, nhìn đường khả hình cầm trong tay quần áo nam, nhíu mày, hỏi đây là quần áo của người nào đường khả hình cúi xuống dịu dàng nói tô thủy kỳ anh ấy chấm ngoặc kép trang hạo nhiên dừng lại một lát mới nhìn vẻ mặt đường khả hình có chút xấu hổ hỏi bình thường anh ấy cũng ở nơi này qua đêm rất ít là có đúng không đường khả hình bất đắc dĩ quay mặt sang nhìn mặt trang hạo nhiên còn ướt át cùng tóc ướt đẫm rũ xuống nói anh lau khô thân thể nhanh lên thời tiết rất lạnh cầm quần áo Trang hạo nhiên không lên tiếng, cầm quần áo trong tay cô, nói, được rồi. Tôi đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, đường khả hình xoay người muốn đi ra ngoài. Không cần, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên đã đóng cửa phòng tắm, bên trong truyền đến âm thanh thay quần áo. Đường khả hình đứng ở bên cửa phòng tắm, không biết nên làm sao, đột nhiên nhìn đến trên bàn sách, bày một cái hộp màu hồng, cô có chút ngạc nhiên đi tới, đôi tay đặt nhẹ ở trên cái hộp xinh đẹp mộng ảo, dịu dàng hỏi tổng giám đốc cái hộp này là anh đặt ở trên mặt sao tại sao mới vừa tôi không nhìn thấy vậy bên trong phòng tắm không có tiếng trả lời cô sững sờ xoay người đã thấy trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng quần tây màu trắng đứng ở trước mặt của mình cúi xuống hai mắt nóng rực nhìn mình cô chợt sợ hết hồn tựa vào trước bàn đọc sách nói anh làm tôi sợ muốn chết anh đi ra không có tiếng động vậy trang hạo nhiên nhìn cô im lặng không lên tiếng mặt của đường khả hình lại đỏ lên. Sợ tôi à, Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhìn cô, có chút thâm trầm hỏi. Đường khả hình im lặng, có lẽ bởi vì hơn 4 tháng không gặp, có chút xa lạ, một chút cảm giác tự nhiên trong quá khứ theo thời gian trôi mất. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, nhìn cô vậy thẹn thùng, đột nhiên mỉm cười, vươn tay, nắm nhẹ cầm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng chiếc đèn bàn, gian phòng hơi nhỏ, cho nên hơi thở hai người tản ra ấm áp, tràn ngập cả gian phòng. Cửa vô tình đóng lại rồi. Đường khả hình có chút căng thẳng ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nắm cầm nhọn của cô, nhìn cô bởi vì ăn không ít bào ngư, uống một chút rượu vàng lúc này, rốt cuộc vẻ mặt hơi hồng nhuận, anh ôn nhu mỉm cười, nói, bây giờ nhìn lại, mới đẹp. Đường khả hình mở đôi mắt to ngập nước, có chút mê ly nhìn anh. Tôi không thích sắc mặt cô tái nhợt. Trang Hạo Nhiên buông tay ra, sau đó nhẹ nhàng tiến lên, cẩn thận ôm cô vào trong ngực của mình, lại cầm cái hộp màu hồng phía sau lưng cô, mở ra, cười nói, "Đây là quà tặng tôi cố ý mang tới cho cô, là quà trước kia đi nước Anh chuẩn bị muốn tặng cho cô." "Thật sao?" Đường Khả Hinh xoay người, có chút ngạc nhiên xuyên qua đèn bàn, nhìn cái hộp nhỏ màu hồng. "Ừ." chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười đáp xong, mở ra cái hộp nhỏ. Dù sao cũng là con gái Đường khả hình có chút mong đợi nhìn cái hộp nhỏ màu hồng, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, lúc anh mở ra, vẻ mặt lập tức thay đổi, con người chừng to muốn rớt ra ngoài, kêu nhỏ, à. Trang hạo nhiên không nhịn được cười. Đây là cái gì? Đường khả hình cầm từng khối từng khối hình dáng không đồng nhất trong hộp, mảnh ghép lộn xộn, có hơi thất vọng nói, sẽ không trêu chọc tôi như vậy chứ. Tôi có thể nếm rất nhiều rượu, tôi có thể làm được rất nhiều việc nhà, tôi có thể giặt quần áo cho anh, tôi có thể nấu cơm cho anh nhưng tôi không muốn ghép hình cô ớt ức mất mát cúi đầu lầu bầu nói làm việc nhà giặt quần áo nấu cơm cho tôi tốt như vậy trang hạo nhiên đứng ở phía sau ôm nhẹ cô vào trong ngực dịu dàng hỏi đường khả hình khẽ thở dài một hơi không muốn quà tặng này liền vội vàng gật đầu cô cũng không phải là vợ tôi tại sao làm việc nhà giặt quần áo nấu cơm cho tôi trang hạo nhiên lập tức buông cô ra giọng nói cứng rắn, lúc tôi đi dạo ở nước Anh, rất ưa thích hình ghép này, nhưng nó là bức tranh chưa sắp xếp, hơi lộn xộn, tôi liền nhanh chóng mua lại, biết cô sẽ giúp tôi ghép lại. À, đường khả hình nhìn anh, lập tức muốn lắc đầu. Nhanh lên, tới đây, tối nay tôi không ngủ, cùng với cô ghép lại. Trang hạo nhiên không nói hai lời, cũng đã cầm cái hộp kia, chiếm giường lớn rất mềm mại của cô, mở cái hộp và hình mẫu ra. Tôi không muốn, đường khả hình đứng ở đầu kia, không chịu qua đi. Không tới, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên mạnh mẽ hỏi. Đường Khả Hinh nhanh chóng lắc đầu một cái. Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận, nhanh chóng xuống giường, đi tới trước mặt cô, chợt không người, ôm cô lên, dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. À, Đường Khả Hinh khẽ kêu một tiếng, đôi tay không nhịn được vươn tay, ôm cổ của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, chợt mỉm cười, nói, xem đi. Không nghe lời, đường khả hình bất đắc dĩ nhìn anh. Trang hạo nhiên ôm đường khả hình đi tới bên giường, đặt cô ở trên giường, mình cũng ngồi xuống, ở giữa chính là đống hình lộn xộn và hình mẫu ghép. Đường khả hình nằm lì ở trên giường, nhìn những khối hình, thở dài một cái. Trang hạo nhiên lại cười có chút hả hê, ôm gối đầu vào trong ngực, nói, đến đây. Bắt đầu. Đường khả hình nhìn anh rất thích, chỉ đành phải giúp anh, có chút nhàm chán cầm khối hình ghép, Đối chiếu hình mẫu bên ngoài chừa lại một chút hoa văn phong cảnh, cái này cũng không đúng, kia cũng không đúng, cô hơi buồn ngủ, ngáp một cái. Trang Hạo Nhiên lập tức từ trong ngăn kéo trước giường rút ra một hộp kim châm, đặt lên. Đường Khả Hình lập tức chấn động tinh thần, chống người ngồi dậy, có chút bất đắc dĩ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cầm khối hình ghép, đặt ở một mảnh đối diện. Lúc này tôi nên nghe lời của phó tổng, Đường Khả Hình có chút không cam lòng khẽ cắn môi dưới nói cái gì trang hạo nhiên cũng không ngẩng đầu lên hỏi nửa đêm đóng cửa thật chặt đường khả hình nói nhanh trang hạo nhiên cầm lên một khối vuông trong đó ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình bật cười nói chẳng lẽ cô còn tưởng rằng tôi là cầm thú nửa đêm xông vào phòng cô đè cô ở trên giường hôn cô à mặt của đường khả hình vừa đỏ vừa tức vừa phồng lên nhìn anh nhanh lên trang hạo nhiên thúc giục cô ghép hình mới nói, nếu thật như vậy, cô đóng cửa có thể ngăn cản được tôi sao? Đóng cửa, anh còn có thể làm gì tôi? Đường khả hình cầm khối ghép hình, đặt ở trước mắt, lật qua nhìn một chút. Trang hạo nhiên mãnh liệt nhào tới, đè cả người xuống giường, kéo chăn, đắp lên trên người của hai người, quá mức mở ám. Đường khả hình giật mình, trợn to hai mắt, ở trong không gian nho nhỏ, lộ ra một chút ánh sáng, nhìn hai mắt trang hạo nhiên nóng bỏng. Trang hạo nhiên cúi xuống, thật dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tay không nhịn được khẽ vuốt ve eo nhỏ của cô, mập mờ nói chính là làm như vậy. Đường khả hình nuốt cổ họng khô khốc, sợ hãi nhìn anh. Ánh mắt trang hạo nhiên chợt lóe, nở nụ cười đẹp trai, giống như lời thì thầm, cúi xuống, rất cảm tính nói, biết cô lạnh, ôm cô, đắp kín chăn, cho cô một chút ấm áp, bởi vì khi đó, cô từ phòng giải phẫu ra ngoài, sắc mặt thật trắng, mặc dù trái tim đã khôi phục đập trở lại, nhưng tôi cảm thấy cô rất lạnh, rất lạnh. Hai mắt đường khả hình ửng đỏ, trong lòng có chút chua xót nhìn anh. Trang hạo nhiên lại nhìn cô thật sâu, thật lòng nói, sau này uống nhiều rượu đỏ, để cho nó bổ sung máu mới cho cô, khuôn mặt phải hồng giống như hôm nay, hả? Nước mắt chảy xuống, đường khả hình nhìn anh, khẽ kích động run rẩy cánh môi, nghẹn ngào gật đầu. Trang hạo nhiên nhìn cô, hài lòng mỉm cười, buông lỏng chăn ra, lại rất hăng hái ngồi dậy, nói, nào. Bắt đầu, mới vừa cảm động xong, đường khả hình lau đi nước mắt, đột nhiên có chút giả bộ đáng thương nói tôi, đột nhiên có chút nhức đầu. Tay trang hạo nhiên nhấn hộp kim châm một cái. Đường khả hình lập tức ngồi dậy, trên mặt vẫn treo nước mắt, rất yên lặng cầm khối ghép hình, không cam lòng, tình không nguyện so sánh từng cái từng cái, rốt cuộc tìm được một khối hoa văn lá cây nho nhỏ, cùng hình mẫu đối chiếu nhau. Trang hạo nhiên cười, đường khả hình thở nhẹ một hơi lấy thêm khối ghép hình như có như không nói lúc nảy nghe bọn họ nói anh đã cua được tinh xuyên rồi hả cua được còn tới tìm cô sao trang hạo nhiên cũng không có ngẩng đầu lên lại dán một khối hình mẫu nói thẳng đường khả hình chợt ngẩng đầu lên nhìn người này luôn luôn thích làm chuyện một hòn đá hạ hai con chim thật đáng ghét cô lại hung hăng tìm hình mẫu đêm càng lúc càng sâu cũng càng lúc càng lạnh Ngoài cửa sổ vầng trăng đã núp ở dưới ngọn cây, thỉnh thoảng bóng cây lay động, mới nhô ra ngoài. Một chút gió lạnh từ song cửa sổ bên cạnh lùa vào. Hệ thống sưởi ấm cũng không dùng được. Đường khả hình khoác chăn trên người, rất chăm chú cầm khối mô đun, đặt ở trước mắt, so sánh, hết sức chăm chú. Không biết lúc nào, có lẽ bởi vì quá mức mệt mỏi, trang hạo nhiên cứ nghiêng người nằm ở bên cạnh hình mẫu, nhắm mắt lại, hai chân thon dài hơi co lại, đã ngủ say xưa đường khả hình nương theo ánh đèn bàn hơi yếu, lại lắp vào một khối mô đun, mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, quỳ gối bên cạnh anh, đỡ hai chân của anh, nâng nhẹ đầu của anh tựa vào trên gối đầu mềm mại, kéo tấm chăn lông ngống, đắp nhẹ lên trên người của anh. Ánh đèn dịu dàng, chiếu rọi nửa khuôn mặt của anh. Đường khả hình ngồi ở một bên, nhìn anh nhắm mắt, lông mi thật dài, sống mũi cao thẳng, rất kiêu ngạo, môi mỏng nhấp nhẹ cũng hơi giống đứa bé lẳng lặng nhìn anh nhìn một chút không nhịn được cười ngoài cửa sổ có chút gió lạnh lùa vào cô vội vã kéo xuống chăn lông trên người đắp lên trên người của anh mới ngáp một cái lại chuyển người qua nhớ tới anh đã nói thật sự thích mô hình này liền cắn răng kiên chỉ cầm khối ghép hình cố nén buồn ngủ tiếp tục xếp từng khối từng khối thời gian trôi qua một chút ánh trăng từ từ lặn xuống ngọn cây ánh sao bên kia bầu trời cuối cùng sáng lên. Đường khả hình cố nén mệt mỏi, mắt nửa nhắm nửa mở, án theo màu sắc hình ảnh, rốt cuộc theo như hình mẫu, ghép xong, cô cảm thấy vui sướng thở dốc một hơi, dịu dàng thỏa mãn, mỉm cười nhìn bộ ghép hình trên giường, vẻ mặt từ từ thu lại, hai mắt run rẩy nước mắt có chút kích động, nhìn trên hình đã ghép xong. Đó là một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt mềm mại ửng hồng, nhìn một mảnh rừng phong đỏ rực trước mặt, lộ ra nụ cười xinh đẹp động lòng người, đôi mắt to ngập nước, Nụ cười tràn đầy dịu dàng môi đỏ mọng hé mở, giống như trang rằm, tình ý như thế, lãng mạn như thế, tuyệt vời như thế. Cô biết không, cô cười lên rất đẹp. Có một câu nói nhẹ xoáy quanh trong phòng. Đường Khả hình đột nhiên mỉm cười, nước mắt không nhịn được chảy xuống, kích động nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh đang mệt mỏi ngủ say sưa, mặt hơi nghiêng, hai mắt khép chặt. Chương 470, xung quanh cũng yên tĩnh. Sáng sớm đầu xuân ánh mặt trời vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng quét ở trên thảm cỏ một mảnh màu vàng kim căn phòng nhỏ trang nhã truyền đến một chút tiếng thở dốc nhỏ nhỏ đường khả hình đắp chăn nằm nghiêng ở trên giường ngủ ngon hai mắt nhắm lại lông mi thật dài ngoài cửa sổ trong sân nhỏ truyền đến âm thanh gãy vỡ nho nhỏ một mùi gạo nhẹ nhàng bay tới nửa bên mặt cô đã vùi vào trong chăn nhẹ nhíu mày mùi gạo giống như khói vẫn nhẹ nhàng từng đợt bay tới Suốt cuộc, đường khả hình đang nhắm hai mắt, lông mi di động, nhẹ nhàng mở mắt, tiếp xúc được một vệt ánh mặt trời bị ngăn ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh, lại tạo thành ánh sáng trói mắt giống như viên hồng ngọc. Cô không cách nào thích ứng, chớp mắt, giúp khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn, suy nghĩ bắt đầu dần dần hiện lên, bức trang ghép hình cô gái, xuất hiện tại trong đầu, ngày hôm qua trang hạo nhiên tìm đến mình, không phải nằm mơ. Đường khả hình đột nhiên bình tĩnh, mở hai mắt lim dim, hơi nâng thẳng người, nhìn không gian yên tĩnh xung quanh gian phòng, nhìn lại bên cạnh trống trơn giường nệm, tay nhẹ phủ đến một gối đầu mềm mại khác, hơi ấm đã sớm tiêu tán. Anh đi đâu? Đường khả hình nhẹ nhàng ngồi dậy, cũng không nhớ mình thiếp đi như thế nào, cô muốn vén chăn xuống giường, lại thấy chăn đắp lên trên người mình thật dày, một cái chăn lông, sau đó là tấm ga giường thật mỏng. Đường khả hình cười, có chút gấp gáp rời giường, đi vào trong phòng tắm trước, nhanh chóng rửa mặt, sau đó chỉ mặc váy len dài mỏng màu đen, cầm một khăn choàng kẻ sọc màu xám, khoác lên trên người của mình, nhanh chóng xuống lầu. Cửa trước biệt thự màu hồng mở ra. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, có chút kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên đứng trên đất trống đầu kia, mặc áo trắng và quần tây màu trắng, săn ống tay áo, lộ ra cánh tay to lớn, ngồi xổm trước giá gỗ dựng lên đã buộc chặt, nhìn nồi đất đặt nằm giữa hai bên cạnh thanh giá, bên trong cháo gà sôi ùn ụp, anh khẽ mỉm cười, lấy thêm cây củi khô, ném vào đống lửa ở dưới nồi đất để cho nó cháy hừng hực. Đường Khả Hinh sừng sốt, đôi tay nắm chặt áo khoác, đạp lá khô thật dày trên đất, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngạc nhiên hỏi Tổng Giám đốc: Anh đang? Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, hai mắt nóng bỏng nhìn Đường Khả Hinh, đẹp trai cười, nói: Đã dậy rồi hả? Ừm. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh tùy tiện đáp, sau đó trở về đống lửa trước mặt, nhìn nồi đất treo ở giữa, bên trong cháo đang sôi hết sức thơm liền có chút tò mò hỏi, trong nhà có phòng bếp rất tốt, anh không dùng, tại sao muốn như vậy? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ cười, đem cây củi mình bổ ra, ném vào dưới đáy nồi, mới nói, lúc tôi dậy sớm, thuận tiện đi dạo hoàn cảnh xung quanh một chút, phát hiện ở đầu kia khu vườn, có một vài gia đình sống, vườn rau của bọn họ có thể trồng không ít kỳ tử, còn có nuôi không ít gà núi, tôi liền đi qua nói chuyện với bọn họ một lát, mua một chút kỳ tử cùng một con gà trở về thấy khắp núi củi khô rất tiếc cô phải biết truyền thống người Trung Quốc chúng ta nấu ăn bằng cách đốt than và củi sẽ có mùi thơm đặc biệt tôi liền dựng lên một cái giá để nấu một chút đường khả hình nghe vậy đứng ở trước nồi thơm ngát nhìn bên trong còn nổi lên một chút màu trắng giống như khoai tây liền tò mò hỏi vậy thứ màu trắng là cổ từ trang hạo nhiên nói xong liền cầm một cái thìa nhỏ bên cạnh múc nhẹ một chút cháo mềm nhẹ nhàng nếm xong cười hài lòng, lại múc một chút, đưa lên môi thổi mấy cái, mới đưa đến bên môi đường khả hình, dịu dàng mà cưng chiều nói, nè, nếm thử một chút. Gió, rất lạnh. Đường khả hình đón gió, nếm thử một chút cháo thơm ngát, chợt cảm thấy cháo mịn, vào miệng có mùi thơm đặc biệt nói không ra được. Cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hỏi ăn rất ngon. Thêm một chút củ từ, cháo mịn hơn. Trang hạo nhiên im lặng nhìn đường khả hình nhắc tới thức ăn thì ánh mắt trong suốt, anh đột nhiên mỉm cười, đi về phía bên cạnh giá gỗ, cầm lấy cái ghế nhỏ, đặt ở bên cạnh bếp lửa, nói: "Ngồi đi, buổi sáng xuân ăn chút cháo nóng, rất thoải mái." Đường Khả Hinh vừa nhìn anh, vừa mỉm cười ngồi xuống, nâng nhẹ váy dài. Trang Hạo Nhiên cầm chén lên, múc một chén cháo nóng hổi, đưa tới trước mặt của Khả Hinh. Khả Hinh vui vẻ nhận lấy, cầm cái muỗng, khuôn mặt tươi cười đáng yêu khuấy cháo, theo bản năng ngửi mùi vị một cái, rất thư thái. Trang Hạo Nhiên cười, lại cầm một cái tô, múc một tô thật to, đặt ở trong khay, bưng đi về phía bên ngoài hàng rào. Anh đi đâu?" Đường Khả Hinh nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. "Đưa ra cho hai vệ sĩ trai đẹp đứng ở ngoài cửa, giữ một buổi tối, rất mệt." Trang Hạo Nhiên nói xong, trực tiếp bưng tô cháo đi khỏi. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn bóng lưng cao lớn của Trang Hạo Nhiên, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc cha kết thúc công việc vào đêm khuya nhìn nguyên liệu nấu ăn còn sót lại của khách sạn, ngày mai sẽ hư, thích làm một ít món ăn, đưa ra bên ngoài cho mọi người ăn, ôn hòa nói, làm việc vất vả. Trang hạo nhiên trở lại rất nhanh, cùng ngồi trên băng ghế, cầm chén lên, múc một chén cháo, cũng thật đói, ăn rất chăm chú. Đường khả hình lặng lặng nhìn anh. Nhìn cái gì, Trang hạo nhiên múc một cục thịt gà, đưa đến trong chén đường khả hình, hỏi. Đường khả hình cười khẽ, tiếp tục ăn cháo lúc này điện thoại di động vang lên trang hạo nhiên vừa ăn cháo nóng vừa lấy điện thoại di động ra mở ra màn hình nhìn mã số gọi tới nhận máy đáp ừ tiếng của tiêu đồng truyền đến trang hạo nhiên rất yên lặng nghe đường khả hình bưng cháo nóng vừa ăn vừa nhìn trang hạo nhiên được tôi lập tức trở lại trang hạo nhiên đáp lời liền cúp điện thoại trái tim đường khả hình khẽ nhảy lên nhìn anh nói anh phải đi về rồi Ừ, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đáp lời, rất nhanh ăn xong chén cháo, thật có chút gấp gáp. Đường Khả Hinh lập tức nhạt nhẽo vô vị, nhìn Trang Hạo Nhiên cúi đầu ăn cháo cũng rất đẹp trai, cô không nở, lẳng lặng nhìn anh. Chừng nào cô đi, suốt cuộc Trang Hạo Nhiên hỏi. Đường Khả Hinh nghĩ đến đi khỏi chỗ này, trong lòng vẫn có chút trùng bước, cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ăn xong chén cháo, nhìn bộ dáng cô im lặng, cũng không có miễn cưỡng cô, chỉ hơi cười nói, không có chuyện gì, muốn cô lập tức tiếp nhận tôi có thể có chút miễn cưỡng. Cô ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày nữa, tôi có thời gian sẽ tới thăm cô, được không? Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn anh, cười dịu dàng. Trang hạo nhiên thật sự không có thời gian, liền nhanh chóng đứng lên, vỗ nhẹ bả vai của cô, lại đi về phía ngôi biệt nhỏ. Đường khả hình cũng buông chén xuống, đứng lên, đi về phía nhà, nhưng vừa đi đến cửa, đã thấy trang hạo nhiên vẫn mặc quần áo của tô thủy kỳ khoác thêm tay trang màu đen của mình có chút gấp gáp đi ra nói nhanh cô ở nơi này buổi tối ngủ nhớ đóng cửa sổ đắp kín chăn không nên quá lười nếu như có thời gian tự mình làm gì đó ăn sắc mặt mới tốt mấy ngày nữa tôi tới nếu như cô tiểu tụy tôi không tha cho cô đâu trái tim đường khả hình không ngừng phập phồng đi theo anh đi ra vườn đôi tay cũng níu chặt quần áo nói anh thay lại quần áo ở chỗ này tôi sẽ giặt sạch sẽ, phơi khô cho anh. Ừm, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi tới bên cạnh xe, hai vệ sĩ canh giữ ở trong vườn, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cũng đã hơi cung kính gật đầu. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình đi theo sau lưng anh, lại nói nhanh anh, chấm s, lần sau anh tới, anh muốn ăn cái gì? Tôi làm cho anh. Tùy tiện, Trang Hạo Nhiên lấy chìa khóa bảo vệ, nhấn nhẹ, mở chiếc Audi Pipeix, anh nhanh chóng đi tới, ngồi vào ghế anh không thể nói tùy tiện đến lúc đó tôi không biết chuẩn bị cái gì cho anh đường khả hinh đi tới bên cửa sổ nhìn người anh đã lái xe chuẩn bị đi khỏi trái tim lại nhảy lên căng thẳng nói trang hạo nhiên quay đầu nhìn đường khả hinh ở phía ngoài cửa sổ nhìn mình ánh mắt căng thẳng mờ mịt chợt mỉm cười nói vậy thì làm một chút sushi dưa xanh đi lần trước làm ăn thật ngon đó là để bạch tuộc hay để 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 lươn nướng đường khả hinh nhìn anh đã lái xe có chút căng thẳng hỏi lươn đi trang hạo nhiên nhìn cô mỉm cười từ từ buông thắng xe cho xe chạy tới phía trước nói mau trở về đi thời tiết rất lạnh đường khả hinh đứng ở một bên nhìn anh thật chặt đi theo xe đi về phía trước trang hạo nhiên đạp chân ga cho xe chạy thẳng đi phía trước theo bản năng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu đường khả hinh mặc váy dài màu đen bên ngoài khoác khăn choàng kẻ sọc đón gió xuân giá rét đứng ở trên lá vàng, nhưng người nhìn theo mình, bóng dáng thật cô đơn. Anh không lên tiếng, cầm tay lái, tiếp tục lái xe chạy đi. Đường Khả Hinh nhìn xe đi xa dần, hai mắt lập tức đỏ bừng. Toàn bộ thế giới đột nhiên cô đơn. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, nhìn đầu đường núi giao nhau ở phía trước, hai mắt anh xoay tròn, nắm chặt tay lái, cắn răng đạp chân ga. Nước mắt Đường Khả Hinh chảy xuống, cảm thấy xe sắp rời khỏi, cúi đầu xuống, vừa muốn xoay người đi khỏi. Chi, một tiếng thắng gấp, ở phía trước truyền đến. Đường khả hình trở nên kích động xoay người, nhìn thấy chiếc Audi Pipex dừng ở trước đường giao nhau, cô sửng sốt. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ lái xe, dừng xe, đi xuống xe, đứng bên cạnh sườn xe sáng chói, nhìn bóng dáng nho nhỏ của đường khả hình đứng ở phía trước, anh chợt bất đắc dĩ mỉm cười, cất bước đi về phía cô. Đường khả hình đứng ở giữa trời gió lạnh, nghi ngờ nhìn anh. Trang hạo nhiên mỉm cười, từng bước từng bước, đạp đoạn đường bùn đất, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, đau lòng nhìn cô gái này, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai mắt tràn nước mắt, nói: "Được rồi, cùng tôi đi về." Nước mắt trong đôi mắt to mơ mộng của Đường Khả Hinh nhanh chóng chảy xuống, kích động nhìn anh. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, đi tới trước mặt cô, ôm nhẹ cô vào trong ngực, nói: "Chúng ta đi về trước, thu dọn hành lý của cô lúc tới đây, còn có mô hình tối hôm qua chúng ta làm tiếp." Tôi nắm chặt tay của cô, cùng cô đi về nhà. Đường khả hình tựa vào trong ngực của anh, nghe anh nói như vậy, ấm áp, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào không lên tiếng. Trang hạo nhiên hở dài một hơi, tay nhẹ phủ cái ót cô, cười khổ nói, xem ra trách nhiệm làm anh trai chống đỡ còn chưa đủ. Phải làm cha của cô mới được. Đường khả hình đột nhiên mỉm cười, dựa sát vào ở trong ngực anh, mặt dán chặt vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim đập, trong lòng từ từ yên ổn. Audio điện tử võ tấn bền chương 471, ngọt ngào. Chiếc Audi pipic ở trên đường núi ngoằn ngoèo, nhanh chóng chạy như bay, nhiều lần leo dốc núi, cũng vô cùng xinh đẹp và trói lọi. Đường khả hình mặc váy dài trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, đầu đội mũ che kín má trái, hai mắt dịu dàng mà mờ mịt nhìn phong cảnh ngoài xe, liên nguyên bất tuyệt, rừng núi xuân ý giạt rào, khắp nơi cảnh trơ trọi nhé trồi xanh mướt, mấy con bươm bướm phá tan cái lạnh lẽo ngày xuân, dương cánh bay cao, cô nhìn mấy con bươm bướm dũng cảm bay dưới bầu trời xanh, dáng dấp xinh đẹp phóng túng bay đi. Ánh mắt đuổi theo thật chặt. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả khổ sở, tất cả mọi thứ tự mình tôi chịu đựng. Cho dù số mạng của tôi sẽ gãy đổ, tôi cũng cam tâm trạng nguyện. Tim cảm thấy đau đớn sâu sắc, đau đến đổ mồ hôi hột, lạnh lẽo run rẩy. Cô chờ níu chặt áo trên ngực, trên trán suốt mồ hôi, hai mắt run rẩy nước mắt, hồi tưởng lại buổi tối đáng sợ đó một đau đáng sợ còn có từng trận tiếng kêu khóc chuyển tới phòng giải phẫu cùng người kia im lặng đáng sợ cô đột nhiên cất tiếng hét to dừng xe chi một tiếng thắng gấp chuyện gì vậy trang hạo nhiên quay đầu vội vã hỏi cả người đường khả hinh run rẩy vặn cửa xe nước mắt rơi xuống tinh thần thất thường lao xuống xe dọc theo đường lúc đến chạy như bay về phía trước vừa chạy vừa gào cứu mạng cứu mạng đừng có giết tôi đừng giết tôi đừng moi tim của tôi khả hinh chấm ngoặc kép trang hạo nhiên gấp gáp nhào ra xe ở dưới ánh mặt trời rực rỡ nhìn cô gái đột nhiên sụp đổ hoảng sợ khóc sống chạy đi trong lòng của anh đau nhói chạy như bay về phía trước kêu to khả hinh đừng moi tim của tôi đừng tôi không muốn chết cứu mạng đường khả hinh vấp ngã xuống con đường mòn nào đó trong rừng núi nhớ tới ký ức đi qua cô không ngừng khóc sống muốn chạy trốn muốn chạy trốn trong đầu cảm thấy hỗn loạn, sắp chạy qua một con đường nhỏ khác trong rừng núi, không ngờ bị vấp tảng đá, cả người nhào vào trên đất, hai tay chống đá vụn trên đường nhỏ, cô vừa khóc vừa điên cuồng đứng lên, muốn chạy như bay về phía trước, phải ẩn trốn. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên từ trong rừng cây chạy như bay xuống, gấp gáp kêu to, "Cô đừng như vậy. Tất cả đều đã qua, không sao." Đường Khả Hinh không nghe, thân thể nhỏ nhắn tiếp tục rơi lệ chạy như bay về phía trước nhớ tới đêm đó từ linh hồn đến thân thể đều rét lạnh thấu xương cả người cô run rẩy chạy về phía trước mắt nhìn thấy trước mặt có một hồ nước cô không nói hai lời thần chí mơ hồ muốn nhảy xuống khả hinh chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên mạnh mẽ nắm chặt cánh tay của cô xoay cả người cô lại nhìn cô đau lòng gọi cô đừng như vậy đường khả hinh điên cuồng giấy dụa thân thể kích động run rẩy nhìn trang hạo nhiên mất hồn rơi lệ lạnh lẽo nói tôi không đi tôi không trở về tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, anh buông tôi ra, tôi muốn về nhà. Sắc mặt của cô tái nhợt, tức giận rét lạnh run rẩy đẩy trang hạo nhiên ra, muốn xoay người chạy về phía trước. Cô trở về nhà nào? Trang hạo nhiên nhìn cô giống giận nói, nơi đó là nhà của cô sao? Đường khả Hinh dừng ở tại chỗ, nước mắt chảy xuống, không lên tiếng. Trang hạo nhiên đứng ở sau lưng cô, nắm chặt quả đấm, tức giận nhìn cô nói, cô nói cho tôi biết, đó là nhà của cô sao? Cái nhà kia thậm chí không phải của tô Thủy Kỳ, đó là của tô Tiểu Thư đấy. Thế giới này có rất nhiều người đều có nhà, nhưng chỉ có cô là không có. Thậm chí ngôi nhà cô và nhã tuệ ở hiện tại cũng không phải là nhà của cô. Cô nói cho tôi biết, cô sống lâu như vậy, đi theo tôi bao lâu, cô có chính thức sáng lập một phần giá trị thuộc về chính cô hay không? Thân thể đường khả hình lào đảo muốn ngã, sắc mặt tái nhợt, hai mắt rơi lệ cô không có cô không có chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô giống giận nói đây chính là nguyên nhân cho tới nay mặc dù đau lòng cho cô nhưng tôi cũng không thưởng thức cô tôi không thích nhất là loại phụ nữ như cô mỗi một phút cũng sống yếu ớt dùng sự hiền lành đáng chết của cô sau khi làm tổn thương mình lại để cho người khác dọn dẹp cục diện cho cô cô đừng cho rằng cô có thể trốn tránh cả đời ở chỗ đó không có ai có bất kỳ nghĩa vụ đối tốt với cô cả đời qua chút thời gian, một chút lời đồn đại, cô lại muốn trốn ở chỗ nào? Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nói không ra lời. Trang Hạo Nhiên đứng gần phía sau cô, nóng mắt nhìn cô, nói, trong đời tôi không thích nhất một chuyện, chính là miễn cưỡng người khác. Nếu như cô không tự nguyện, vậy cô ở lại đây đi. Tôi không có ý miễn cưỡng muốn dẫn cô đi. Sắc mặt của anh lạnh lẽo, đạp con đường đá gập ghềnh, muốn đi lên núi. Một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của anh. Trang hạo nhiên chậm rãi quay đầu, im lặng nhìn cô. Hai mắt đường khả hình dưng dưng, nhìn anh, sắc mặt tiều tụy, vừa điềm đạm đáng yêu, vừa giống như con thỏ nhỏ mềm mại. Cô nắm tôi làm gì? Trang hạo nhiên nhìn cô, không khách khí hỏi. Nước mắt chảy xuống. Chân của tôi, bị thương, chấm ngoặc kép, cô nhìn anh, đột nhiên mềm nhũn nói. Trang hạo nhiên nhìn cô, trong đầu lập tức thoáng qua một hình ảnh, trên cỏ lavender, cô gái nhỏ ngồi ở trên tảng đá nhỏ, mềm nhũn khóc nói chân của em bị thương. Anh không nhịn được nhìn cô. Đường khả hình xin lỗi cúi đầu, nước mắt từng viên chảy xuống, cũng không dám lên tiếng. Trang hạo nhiên không có cách nào với cô, nhẹ nhàng bước tới trước, xoay người nói, lên đây đi. Đường khả hình nhìn bóng lưng của anh, đang do dự. Lên đây đi, tiếp trước tôi mắc nợ cô đấy. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nói hai mắt đường khả hình khẽ lóe lên ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn nhẹ nhàng tiến lên, từ phía sau lưng ôm nhẹ của anh. Trang hạo nhiên lập tức cóng đường khả hình lên, sau đó dựa vào trí nhớ, đi về phía đường lúc đến. Đá nhỏ gập gành, trang hạo nhiên bước lên đều có đá vụn ào ào lăn xuống, anh vì sợ ngã xuống, ánh mắt sắc bén mà chăm chú, cắn chặt răng, có người sau lưng, từng bước từng bước lên trên. Mặt của đường khả hình dính vào bả vai rộng rãi của Trang Hạo Nhiên, giống như có thể cảm giác bên trong thân thể của anh, khí nóng đang lưu chuyển, tiếng trái tim đập thình thịch, truyền tới. Trang hạo nhiên không để ý tới cô, tiếp tục cắn chặt răng đi lên trên. Anh rất giống một người anh trai lớn lúc tôi còn nhỏ. Chấm ngoặc kép, tiếng của đường khả hình lại êm dịu nhẹ nhàng truyền đến. Ha ha, thật khó được, Trang hạo nhiên cười khổ nói, phụ nữ bên cạnh tôi, mọi người đều nói tôi giống như em trai của các cô. Tôi nói thật, chấm ngoặc kép đường khả hình lại nghiêm túc nói với anh mặc kệ cô có phải thật hay không chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nói thẳng đường khả hình nghe được lời này liền mất hứng liền hơi nghiêng mặt nhìn nửa khuôn mặt kiên nghị của anh cẩn thận thật dịu dàng hỏi anh tức giận à có gì phải tức giận tôi và cô không có quan hệ gì đón cô trở về cho nhã tuệ tôi liền theo đuổi tinh xuyên của tôi sau này cô sống hay chết tôi đều mặc kệ Trang hạo nhiên tiếp tục cõng cô, lên trên. Đường khả hình nhấp nhẹ đôi môi, có chút đau lòng ngẫm nghĩ, liền nghiêng mặt, có chút lấy lòng cười nói tôi. Tôi giúp anh theo đuổi tinh xuyên. Không cần cô lo, Trang hạo nhiên nói ngay. Trong lòng của đường khả hình hơi đau, mặt dính vào trên bả vai của anh, không biết nên nói gì. Trang hạo nhiên không nói lời nào, tiếp tục cõng cô lên trên. Đã chưa rồi, dưới ánh mặt trời trói lọi chiếu vào chiếc lên Audi Pipeak. Pipe giống như tên của nó, rất lợi hại. Suốt cuộc trang hạo nhiên thở hổn hển cõng đường khả Hinh đi tới trước xe, mở cửa xe, để cho cô ngồi ở ghế cạnh tài xế, cũng không kịp nghỉ ngơi, liền đứng ở trước mặt cô, nâng nhẹ váy cô một chút, cởi giày nhỏ của cô xuống, quả nhiên thấy mắt cá chân sưng đỏ, anh lập tức đi tới buồng sau xe, đem rượu thuốc dễ ớt lúc ấy nhã tuệ đưa cho anh, trở lại đến trước mặt của đường khả Hinh, nhỏ vài giọt rượu thuốc lên mắt cá chân cô, nhìn chân cô trắng nõn, da mịn màng, có chút hồng hồng ngón chân đều đặn hết sức chọc người thế nhưng anh lại lạnh lùng đôi tay không ngừng trà sát dùng sức trà sát a à, đường khả hình nhăn mặt kêu nhỏ kêu cái gì có cái gì hay mà kêu cô lớn mật chạy chối chết như vậy cũng đừng sợ đau trang hạo nhiên nắm chặt bàn chân nhỏ của cô lại ra sức trà sát không trà nữa rất đau đường khả hình muốn rút chân lại cuốn vào ghế trước trang hạo nhiên cảm thấy tức giận đứng lên muốn kéo ra chân cô ra đường khả hình không chịu rút bàn chân nhỏ nhắn của mình muốn xoay người trang hạo nhiên lại mạnh mẽ đứng lên thân thể to lớn thon dài cứng rắn xông vào không gian nho nhỏ ở trong buồng xe tay nhanh chóng quay ghế ngồi xuống mạnh mẽ đẻ cô cùng với cô nằm ở trên ghế xe tay xông vào trong váy nắm chặt một chân của cô đường khả hình sững sờ quay mặt sang có chút lúng túng nhìn anh hai mắt trang hạo nhiên nóng lên nhìn cô đè nén thân thể nhỏ nhắn của cô cảm thụ sự mềm mại của cô nhưng sắc mặt cứng rắn đường khả hình nghi ngờ nhìn anh trang hạo nhiên không lên tiếng chỉ nắm chặt bàn chân của cô ngón cái dùng sức trà sát a à, chấm ngoặc kép đường khả hình đột nhiên đau đến ngửa mặt đổ mồ hôi lạnh mồ hôi trên trán chảy xuống trang hạo nhiên nhìn cô thật chặt tay không khỏi dùng sức mạnh hơn a à, đau quá chấm ngoặc kép đường khả hình khổ sở kêu nhỏ trang hạo nhiên nhìn cô như vậy đột nhiên cúi đầu xuống mặt tựa nhẹ vào cổ của cô thở dài một hơi đường khả hình cũng thở khẽ không nhịn được xoay mặt nhìn anh trang hạo nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên ở khoảng cách thật gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của đường khả hình hai mắt mê ly giống như có thể vê ra sóng nước dịu dàng cái mũi nhỏ rất nhọn thật mê người môi mềm hé mở lộ ra màu hồng phấn anh nhìn môi đỏ mọng mê người của cô hai mắt xẹt qua một chút dịu dàng và bối rối cảm tính dịu dàng hỏi hôm nay thoa son môi sao không có chỉ là chấm ngoặc kép đường khả hình nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh kêu nhỏ chỉ là thoa một chút son dưỡng môi hai mắt trang hạo nhiên nhẹ xoay tròn nhìn môi cô sáng bóng lại hỏi mùi vị gì hai mắt đường khả hình nhấp nháy suy nghĩ một chút không nhớ ra được tôi ngửi chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên đột nhiên cúi xuống, nghiêng mặt tới trước, để cho môi mỏng hấp dẫn của mình chạm vào môi của cô. Đường Khả Hinh sững sờ, không biết nên làm sao, đôi bàn tay nhỏ bé chống trước ngực của anh, khẽ nắm thành quả đấm. Lồng ngực của anh truyền đến khí nóng. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn cô, hai mắt nóng bỏng chợt lóe, trong đầu sông một con sóng lạnh lẽo, chợt đứng lên. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. "Đi thôi." Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ đứng lên, nuốt cổ họng khô khốc một cái, nhanh chóng đi tới ghế lái, ngồi xuống, cài dây nịt an toàn xong, tay đè vị trí kế bên tài xế, tăng lên, cũng không có nhìn lại cô, tiếp tục cầm tay lái chạy tới phía trước. Đường khả hình vẫn thật tò mò nhìn anh, ánh mắt càng ngày càng dịu dàng. Trang hạo nhiên lái xe, hết sức hết sức khó chịu, cảm giác thân thể của mình, bắt đầu dâng lên khí nóng ran, loại cảm giác này sắp làm cho mình cháy hừng hực. Đường khả hình vẫn rất nghi ngờ nhìn anh cô đừng nhìn tôi trang hạo nhiên cảm thấy tức giận quay mặt sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của đường khả hình che ở trong viền nón hết sức mê người anh lẳng lặng nhìn cô đường khả hình phát hiện ánh mắt anh hơi nóng bỏng lại càng ngạc nhiên trang hạo nhiên chợt dừng xe dừng ở giữa đường trong đầu hỗn loạn tương bừng cổ họng khô khốc tổng giám đốc anh chấm ngoặc kép đường khả hình mất hồn gọi nhỏ trang hạo nhiên mạnh mẽ nhào tới lập tức đè cô vào chỗ ngồi nhìn cô, nóng bỏng nói tôi. Tôi có chút nhớ đến tinh xuyên rồi. Đường khả hình chớp mắt to, kinh ngạc nhìn anh. Trang hạo nhiên phát hiện sự trói buộc đạo đức trên người mình chợt biến mất, nhìn đường khả hình, hai mắt nóng bỏng xoay tròn, vội vàng nói tôi. Tôi, hiện tại rất muốn hôn cô. Đường khả hình không hiểu nhìn anh, không nhịn được đáp à. Trang hạo nhiên nhìn đường khả hình, nhớ tới mới vừa xoa nắn bàn chân nhỏ nhắn êm ái cho cô, trái tim nhảy thình thịch, muốn nổ tung, hóc môn sinh dục nam liên tiếp bị kích thích, cũng không có chỗ phát tiết, nhìn cô vội vàng nói thật sự, thật muốn hôn cô ấy, có chút không nhịn được. Cô, cô phải biết, Tây Phương muốn nói tạm biệt với một người, cũng có thể hôn môi chứ. Đường khả hinh nghe lời này, mắt lập tức sáng lên, trái tim nhảy thình thịch, nhìn anh. Thì cho tôi một cái hôn đi, một chút nữa tắt tay tôi, tôi không thể nhịn được nữa. Trang hạo nhiên nói xong, đột nhiên cúi đầu xuống, Vô cùng nóng bỏng hôn lên môi mềm Đường Khả Hinh, cảm giác mềm mại giống như dòng điện nhanh chóng truyền khắp thân thể của anh. Đường Khả Hinh lại trừng mắt, cả người cứng ngắc, nói không ra lời. Lồng ngực Trang Hạo Nhiên dồn dập phập phồng, đè nén thân thể mềm mại lên, mút lấy cánh môi mềm mại của cô, cảm giác rất ngọt ngào, tình ý miên man thấm tận đáy lòng, vốn chỉ muốn chuồn chuồn lướt nước, lại một lần khó kìm lòng nổi, tháo dây an toàn trên người mình, áp tới ngậm nhẹ môi dưới của cô lại nhẹ nhàng bao trùm đôi môi của cô, cũng không có ép buộc, chỉ rất cảm tính mập mờ, lộ ra một chút trẻ con nói nhỏ, khả hình, cho tôi một nụ hôn. Trong óc đường khả hình hỗn loạn, mới vừa muốn nói. Đầu lưỡi của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xông vào trong bờ môi của cô, cùng với đầu lưỡi nho nhỏ của cô quấn lấy, mút, thân thể nóng ran dâng lên hơi thở, nồng nặc chiếm đoạt, anh vừa không ngừng dây dưa quấn lấy đầu lưỡi cô, thậm chí phát ra một tiếng rên rỉ. Ư mờ chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình mê loạn mở to, vẫn còn đang trong khiếp sợ, trong đầu nghĩ tới anh một mực thương yêu và săn sóc mình, còn có anh như đứa trẻ nói cho tôi một nụ hôn. Chấm ngoặc kép, hai tròng mắt của cô ửng đỏ, cảm thấy mềm lòng, nhẹ buông lỏng thân thể. Trang hạo nhiên biết cô thỏa hiệp, lập tức hạ ghế ngồi của cô xuống, đè ở trên người của cô, cùng với cô trần trọc, ở trong buồng xe hôn cuồng nhiệt bá đạo. Lúc này một trận gió thổi qua con bươm bướm nào đó, dịu dàng dương cánh bay đến, lướt qua bóng người đung đưa cửa sổ xe. Người bên trong xe, giống như không muốn bị người quấy dày, đột nhiên đóng cửa sổ xe lại, lại mạnh mẽ ôm lấy cô, thật bá đạo mút lấy ngọt ngào. Trường 472, bươm bướm là hoa. Xe lửa nơi xa, quét qua âm thanh đường dây, vang xa, kéo dài. Trang hạo nhiên lập tức ngồi trở lại vị trí, nhớ tới vẻ điên cuồng của mình mới vừa rồi, bản thân mình cũng bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người. Đường khả hình cũng cảm thấy hồ đồ ngồi dậy, cả khuôn mặt đỏ lên, rất lúng túng, hai mắt càng không ngừng nhấp nháy, không biết nên làm sao, cảm giác cánh môi tê dại vẫn còn đó. À, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức quay đầu, nhìn bộ dáng đường khả hình lúng túng, xấu hổ, lập tức hối tiếc, xin lỗi giải thích nói thật. Thật xin lỗi, mới vừa rồi ô, tôi xoa chân cho cô, tôi, tôi, lúc tôi làm nhất định là 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 bị ong mật đốt rồi đường khả hình đỏ mặt quay đầu lại nhìn anh thật 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 trang hạo nhiên căng thẳng trên trán cũng dịn mồ hôi lạnh không biết nên làm sao nghĩ tới nghĩ lui không biết nói gì ngay lập tức bắt lấy lời nói của cô nói cô 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 cũng biết từ trước đến giờ tôi có một nguyên tắc chính là thỏ 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 người đàn ông nhanh nhẹn đã lắp bắp thỏ không ăn cỏ gần hang chấm ngoặc kép đường khả hình cúi đầu dịu dàng nói đúng vậy thỏ không ăn cỏ gần hang tôi mới vừa tôi mới vừa chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn đường khả hình cúi đầu xuống hai mắt hiện lên một chút dịu dàng và uất ức anh lập tức luống cuống giải thích tôi mới vừa không cẩn thận nếm tôi 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 nếm ăn không ngon chứ rất khó nếm chấm ngoặc kép đường khả hình đột nhiên quay đầu nhìn anh a à, không có không có tạm, tạm được. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thật có chút giở khóc giở cười, không biết nên làm sao, nhìn cô. Đường Khả hình không muốn nói chuyện, cúi thấp hơn. Hiện tại cả người Trang Hạo Nhiên cũng rối loạn, nóng nảy, mâu thuẫn, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ đành phải nghiêng người tới, xoay mặt qua, căng thẳng nói, được rồi. Cô đánh tôi một bà tai đi, giết tôi đi, giết đi, tôi không phải là người, tôi sai rồi. Đường Khả hình nghe vậy, không lên tiếng, không để ý anh. Trang hạo nhiên quay mặt sang, nhìn bộ dáng đường khả hình, lập tức sốt ruột nói, cô làm tôi lo lắng chết rồi, tôi mới vừa. Tôi mới vừa, tôi, 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 hay là cô đánh chết tôi đi. Trang hạo nhiên lại thở gấp gáp quay mặt sang. Sốt cuộc đường khả hình quay đầu, nhìn trang hạo nhiên nghiêng mặt, trầm ngâm một lúc lâu, quả thật vươn tay, vỗ nhẹ một cái trên mặt đẹp trai của anh. Trang hạo nhiên sửng sốt quay đầu, nhìn cô. Mặc dù đường khả hình không có trải qua chuyện chăn gối, nhưng cũng hiểu hành động kích động của đàn ông, dịu dàng cúi đầu thấp, nói tôi hiểu. Cô hiểu cái gì? Trang hạo nhiên nhìn cô, trợn tròn mắt. Tôi thường thường thấy các phó tổng thích một số minh tinh, nhìn người ta trẻ tuổi trắng trẻo mũm mĩm, sau đó không nhịn được hôn ngay. Mới vừa rồi, đoán chừng chân của tôi rất đẹp. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên tuyệt vọng nhìn đường khả hình, gần như gào khóc nói, làm sao cô có thể mang mấy tên cầm thú so với tôi. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, bật cười nói, nếu không phải như vậy, vậy tại sao anh hôn tôi? Tôi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đột nhiên bối rối, nhìn cô không lên tiếng. Đường Khả Hinh nhàn nhạt cúi đầu, mỉm cười nói, lái xe đi, sau này đừng trả sát chân cho cô gái khác, không phải mỗi người đều giống như tôi. Hơn nữa, không được như vậy nữa. Nếu còn như vậy, sẽ bạt tai anh thật đấy. Trang hạo nhiên im lặng nhìn cô. Lái xe đi, đường khả Hinh lạnh nhạt nói. Trang hạo nhiên không lên tiếng, quay đầu, im lặng suy nghĩ một lúc, chỉ đành phải lái xe, nắm chặt tay lái, cho xe chạy thẳng. Đường khả Hinh ngồi tại chỗ, suy nghĩ từ từ chuyển động, khẽ cắn môi dưới, ức chế một chút mềm yếu, bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua một lúc. 3 giờ chiều, rốt cuộc xe lái về phía nội thành, dừng ở trước đèn xanh đèn đỏ, Trang Hạo Nhiên dừng xe, quen vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của đường Khả Hinh, mới đụng chạm, lập tức nhảy ra, quay đầu, nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng rút bàn tay nhỏ bé của mình, cúi đầu, không nói lời nào. Tôi thật sự đang tạo nghiệt gì? Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, nhìn xe cộ tới tới lui lui phía trước, nhớ tới mới vừa ở trong buồng xe, đóng lại cửa sổ, mình đè ở trên người của cô, cô hơi nghênh hợp, mở môi đỏ mọng, lộ ra một chút thỏa hiệp, giống như có chút báo ơn, thế nhưng mình không biết sống chết, mạnh mẽ bá đạo hôn môi nhỏ của cô, còn cởi áo khoác của cô, còn sờ soạn ngực của cô. Đầu óc nổ tung, anh cảm thấy mồ hôi lạnh lại tuôn ra. Đường khả hình cũng không nhịn được nhớ tới lúc này Trang Hạo Nhiên cởi áo khoác của mình, nói, nhóc nhỏ, thân thể của cô thật đẹp, tôi thật thích. Mặt cô đỏ lên, bình thường đàn ông không có lễ phép đối với mình, theo tính tình kích động lúc 19 đến 20 tuổi, sớm đã vặn gảy ngón tay của anh rồi nhưng anh là trang hạo nhiên anh là trang hạo nhiên trang hạo nhiên có tình có nghĩa có ân đối với mình cô thở dài trang hạo nhiên quay đầu nhìn cô một cái hiểu rõ cô cảm thán xin lỗi nói thật thật xin lỗi chuyện này thật sự là ngoài ý muốn của tôi đây là chuyện ngoài nguyên tắc xin lỗi để cho cô khốn đốn đường khả hinh chỉ cười cười đèn xanh sáng lên Trang Hạo Nhiên vẫn nhìn đường khả hình thật chặt, không khởi động xe, tất cả xe sau lưng, bao gồm Mercedes-Benz, BMW, toàn bộ không dám động, cũng không dám nhấn kèn, ai dám chọc Audi PP. Đèn xanh rồi, chấm ngoặc kép, đường khả hình bất đắc dĩ nhắc anh. Trang Hạo Nhiên mới phản ứng được, cầm tay lái, xoay vô lăng, cho xe chạy thẳng về hướng chung cư. Chiếc Audi PP rất lợi hại, nhưng điềm đạm, thật điềm đạm. Nó ở trong mùa xuân tuyệt vời này, chậm rãi lái về phía trung cư Nam Quốc, xe chạy qua con đường lớn hoa anh đào thật dài, hai bên cánh hoa màu hồng, bay về phía chân trời, rất lãng mạn và tuyệt vời. Đường khả hình nhất thời có chút kích động, ngồi thẳng người dậy, nhìn nóc phòng trọ nhỏ màu trắng đang ở trước mắt, nghĩ tới nhã tuệ, người bạn tốt nhất trên thế giới này đang ở bên trong, hai tròng mắt của cô lập tức đỏ bừng. Trang hạo nhiên quay đầu, nhìn cô một cái, dịu dàng mỉm cười, cho xe dừng ở trước rào chắn phòng trọ nhỏ, sau đó xuống xe, đỡ đường khả hình đã kích động run rẩy đi ra. Hai mắt đường khả hình rưng rưng, nhìn cánh cửa nhỏ màu trắng bên trong vườn, nhớ tới nhã tuệ vì mình mất mát tình yêu, cắn răng mướn một căn nhà ở chỗ này, là muốn mình trở lại tuổi thơ hạnh phúc, trong đầu lập tức nhớ lại hình ảnh mông lung khi còn bé, có một cô gái, tuổi chừng 12, cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu xanh đen, rắt ra một cô bé mới vừa tỉnh ngủ, mái tóc thật dài rối tung xóa xuống, ngồi ở trên ghế nhỏ vườn hoa, vừa trải bím tóc cho cô bé, vừa dạy cô hát bươm bướm là hoa. Âm thanh non nớt, ngọt ngào vang lên, bươm bướm nói gì với bông hoa nhỏ, hãy nhìn tôi, bông hoa nhỏ nói gì với gió xuân, hãy hôn tôi, gió xuân nói gì với thung lũng để cho tôi im lặng tựa vào bạn, thung lũng nói gì với trái đất, để cho tôi ngủ ở trong lòng rộng rãi của bạn, om mani thật xinh đẹp. Cô bé ngồi ở trước ghế nhỏ, để cho chị trải tóc cho cô, đôi tay càng không ngừng cột sợi dây nhỏ màu hồng, kết từng cái, vừa buộc vừa hát theo, trái đất hỏi các bạn muốn điều gì, tôi là các bạn, các bạn cũng là tôi, bươm bướm là hoa, trong thung lũng có gió xuân, trong lòng có ước mộng, các bạn có thể thu hoạch. Đường khả hình nhìn nóc phòng trọ nhỏ màu trắng, nước mắt từng viên chảy xuống, nhớ tới mình chỉ còn lại ý thức, nghe được tiếng kêu khóc của nhã tuệ ở ngoài phòng bệnh, trái tim đau nhói. Cánh cửa nhỏ, đón tia nắng chiều mở ra nhã tuệ mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu xanh đen, bên ngoài khoác áo khoác dài tới đầu gối, mái tóc suông mềm mại, sách theo túi sách màu đen, có chút vộ và đóng cửa lại, muốn bước đi, nhưng ngẩng đầu lên lập tức sửng sốt. Hai mắt đường khả hình dương dương nhìn nhã tuệ, bốn tháng không thấy, lại tiêu tụy rất nhiều, trái tim đau nhói. Nhã tuệ không thể tin nhìn đường khả hình, thật sự xuất hiện tại trước mặt của mình, mấy tháng không có tin tức, tóc hơi dài, khuôn mặt hơi tái nhợt, lại gầy gò, đứng ở bên cửa ngoài rào chắn, gầy cùng như cảnh liễu, giống như gió vừa thổi, liền ngã xuống. Cô thở hổn hển, hai mắt dương dưng nhìn đường khả hình. Đường khả hình cũng xin lỗi nhìn nhã tuệ, nước mắt từng viên lăn xuống, muốn gọi cô, rồi lại không dám gọi, chỉ thật kích động đứng nhìn. Nhã tuệ nhìn đường khả hình, hai mắt kích động nhấp nháy, cả người run rẩy, nhưng bởi vì gặp gỡ quá nhiều biến cố, không để cho cô tin tưởng sự thực rất tốt đẹp trước mắt, chỉ nhìn đường khả hình, Giống như không có chuyện gì xảy ra, nghẹn ngào nói, "Trở về, trở về, đã về rồi." Hai mắt Đường Khả Hinh nhấp nháy, nước mắt rơi xuống, liền vội vàng gật đầu. Trong lòng của Nhã Tuệ đau nhói, nhìn cô, mới có chút không tin, kích động hỏi còn, "Còn đi không?" Đường Khả Hinh vội vàng lắc đầu một cái, nghẹn ngào nói, "Tôi, tôi ở trong núi, trong khoảng thời gian này biết chị thích ăn dưa chuột, làm nhiều một chút, đã ướp rồi." Nhã Tuệ nghe vậy, nhanh chóng hít hít lỗ mũi đỏ bừng, nén nước mắt, sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, nói tốt. Cô nhắc cổ tay, nhìn thời gian đã sắp 5 giờ, liền nói tôi phải đi làm gấp, cho nên đi trước. Tổng giám đốc Trang, làm phiền anh đưa khả Hinh vào. Cô nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài sân nhỏ, nhanh chóng đi tới đường lớn hoa anh đào. Đường khả Hinh quay đầu, hai mắt lóe lên nước mắt, nhìn bóng lưng của cô. Nhã tuổi cắn chặt răng, hai mắt nhấp nháy nước mắt, sách theo túi sách, bước nhanh đi về phía trước. Trang hạo nhiên nhìn cảnh tượng này, sửng sốt. Đường khả Hinh nhịn đau ở chân, đột nhiên khóc chạy tới phía trước, nghẹn ngào gọi nhã tuệ. Nước mắt nhã tuệ nhanh chóng lăn xuống, dừng bước lại, kích động nước nở. Đường khả hình nhìn bóng lưng của cô, khóc nói tôi nhớ khi chúng ta còn bé, trên đường đi học, bởi vì chị lớn hơn tôi, cao hơn tôi, cho nên luôn đi nhanh hơn tôi, nhưng chị đi vài bước, sẽ dừng lại, quay đầu lại liếc nhìn tôi một cái, sợ tôi té ngã, theo không kịp. Nhã tuệ không lên tiếng, mặc cho nước mắt chảy xuống. Có lúc, chị sẽ quay lại, nắm chặt tay của tôi, cùng nhau bước đi, khi đó, tôi liền hỏi chị, có thể làm như chị của tôi hay không, chị nói không được, chị nói tôi là tiểu thư, chị là người ở, chị nói chúng ta tuyệt đối không thể làm chị em. Chấm ngoặc kép, đường khả hình tiếp tục khóc giống nói, nhưng lúc tôi nằm ở trong phòng phẫu thuật, vẫn có ý thức, nghe được chị quỳ lại bác sĩ, xin bọn họ cứu em gái của chị. Đây là lần đầu tiên trong đời chị chịu nhận tôi làm em gái của chị. Nhã tuệ đột nhiên run rẩy một trận, bật khóc. Tôi không biết tương lai, tôi có thể đối tốt với chị giống như chị đối với tôi hay không, nhưng xin tin tưởng tôi, lúc ấy tôi sống, còn một chút ý thức, ý thức hạnh phúc, chính là rốt cuộc tôi được làm em gái của chị. Tôi thật hạnh phúc, khi có người chị gái tốt, còn hơn chị ruột, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh đột nhiên bật khóc nói. Nhã Tuệ nghe lời này, kích động xoay người, nhìn Đường Khả Hinh, bật khóc cô luôn như vậy. Từ nhỏ đến bây giờ, vẫn làm sai chuyện, không ngừng theo sát phía sau tôi khóc, mấy lần tôi muốn bỏ lại cô, nhưng không bỏ được. Cũng bởi vì cha mẹ của cô đã cứu cha mẹ của tôi, cũng bởi vì cô luôn chấp nhận ở phía sau của tôi, gọi tôi một tiếng chị, hai tiếng chị. Nhưng chị có thể đi với cô bao xa? Lúc cô bị bệnh, chị không thể bệnh thay cô lúc cô sắp chết không thể chết thay cô cô cần người chị này làm gì chị chẳng có tác dụng gì chị chỉ có thể quỳ gối trước mặt người khác cầu xin người khác cứu cô nhưng tất cả mọi người đều nói không cứu được cô thậm chí muốn moi tim của cô ra khi đó tôi hận mình vô dụng tôi ngoại trừ dập đầu tôi cũng không làm được gì tôi thật hận mình tại sao khi còn bé muốn dắt tay của cô đi rõ ràng phải nghe lời của chú đừng dắt cô đi phải cho cô tự đi một mình chú vẫn nói với tôi, nếu như cô té ngã, đừng đỡ cô dậy, phải để cô một mình, tại sao tôi không nhịn được. Lúc tôi còn nhỏ, nên cố nhịn, đừng dắt tay của cô. Bây giờ tôi rất hối hận, hối hận để một con bé không biết tự ái như cô, đi một mình cũng lảo đảo. Cho đến khi thiếu chút nữa mất mạng, tôi rất đau lòng, tôi không nên mềm lòng. Đường khả hình không chịu nổi đau lòng và khổ sở, ngồi xổm trên mặt đất, kích động nước nở rơi lệ. Cô khóc đi, chấm than ngoặc kép, nhã tệ nhìn cô, cũng bật khóc nói, ít ra còn có thể khóc, ít ra còn biết đau. Cô không biết cậu chủ tô cứu cô sống lại, lúc đẩy ra phòng bệnh, sắc mặt cô tái nhợt, dáng vẻ rất đáng thương. Trong lòng của tôi suy nghĩ, từ nay về sau, cô sẽ thay đổi, sẽ hiểu chuyện, không ngờ, cô tự giam mình lại, ước chừng 4 tháng rồi. Cô có biết 4 tháng này, bởi vì khuôn mặt cô đã khôi phục, tôi mua rất nhiều cây lược hay không? Nghĩ tới giống như khi còn bé sẽ tết tóc cho cô. Cô có biết tôi rất vui khi cô còn sống không? Cô có biết tôi rất vui khi mặt của cô có thể khôi phục không? Con bé chết tiệt này, tại sao cô muốn nhốt mình? Cô có nghĩ tới tôi hay không? Nhã tuệ ngã ngồi trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Đường khả hình đau lòng khó chịu từ dưới đất đứng dậy, lập tức kích động đi về phía nhã tuệ, đứng ở phía sau cô, đưa hai tay ra, vội ôm lấy cô, gọi thật xin lỗi, nhã tuệ, tôi sai rồi, trong lòng nhã tuệ đau đớn khóc không thành tiếng, nhưng vẫn vươn tay, nắm chặt bàn tay nhỏ bé trên bả vai, khóc nói, cô hứa với tôi, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô cũng phải nghĩ đến mình trước, đừng làm chuyện ngốc nữa, bởi vì không phải mỗi lần cô cũng đều may mắn được cậu chủ tô và tổng giám đốc hết sức cứu giúp mạng của cô đến lúc cuối cùng. Đường khả hình rơi lệ nghe lời, vội vàng gật đầu. Nhã tuệ đau lòng, lại nắm chặt tay đường khả hình, lại rơi lệ khóc giống. Trên thế giới này, có rất nhiều cuộc gặp gỡ, người thân gặp gỡ, người yêu gặp gỡ, bạn bè gặp gỡ. Chỉ cần bạn thật lòng bỏ ra, cái loại gặp gỡ đó rất tốt đẹp. Tình bạn khắc sâu của hai người, cảm động hoa đào trên cây, gió xuân lất phất, thổi qua vô số cánh hoa mềm mại, lơ lửng ở trên không trung, vui vẻ vây quanh. chương 473 quyết định. Mặt trời lặn, ánh chiều tà rực rỡ. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ hai người vừa khóc, vừa cười đỡ nhau đi về nhà trọ nhỏ chân còn đau không? Nhã Tuệ có chút đau lòng nhìn về phía đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, khẽ cười nói, không có việc gì, tôi đi chậm một chút thì tốt rồi. Trang Hạo Nhiên đứng ở đó, nhìn về phía này hai người vừa nói vừa cười cùng đi trở về, anh cũng cười đi qua, nhìn rồi nói với các cô, các cô cứ đi như vậy, đi tới ngày mai cũng không về nhà được. Hai người đồng thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, đột nhiên không người đem Đường Khả Hinh cả người đến, ôm vào trong ngực. Đường Khả Hinh không khỏi sợ hãi vươn tay, ôm cổ anh, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cũng có chút xấu hổ. Nhã Tuệ trầm mặc nhìn về phía hai người bọn họ, cười nói: "Hai người có chuyện gì sao?" "A, à, Trang Hạo Nhiên và Khả Hinh cùng nhau quay đầu, nhìn về phía cô nói: "Sao vậy?" "Tôi hỏi các người có chuyện gì?" tự dưng xấu hổ làm chi, nhã tuệ cười rộ lên, hỏi. Kia có, đường khả hình vội vã cúi đầu. Trang hạo nhiên cũng chỉ miễn cưỡng cười cười, mới ôm đường khả hình, nói, về nhà thôi. Đường khả hình không lên tiếng, để mặc anh ôm, cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Nhã tuệ mỉm cười đứng ở bên này, ngẩng đầu, nhìn bóng lưng to lớn của trang hạo nhiên, ôm chặt đường khả hình đi về phía trước, mặt trời chiều vừa hạ xuống, ánh chiều tà đem thân ảnh của anh kéo dài, Cô cảm thấy thật ấm lòng, thầm cảm ơn Trang Hạo Nhiên như vậy chiếu cố cùng che chở, chỉ mong tất cả đều đã qua, năm tháng tốt đẹp. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh đi vào nhà trọ, đi lên cầu thang, đứng ở phòng khách nhỏ tầng hai, nhìn hai phòng nhỏ, hỏi, phòng nào là phòng của cô? Đường Khả Hinh chỉ chỉ bên trái. Trang Hạo Nhiên nhìn gian phòng bên kia liếc mắt một cái, liền ôm Đường Khả Hinh vừa muốn đi vào phòng. Cởi giày đã, Đường Khả Hinh cúi đầu, thanh âm tinh tế nói trang hạo nhiên nhìn cô một cái liền bất đắc dĩ cởi giày ra rồi mới ôm đường khả hình đi vào sàn gỗ trong gian phòng sau đó cẩn thận đem cô đặt ở trên giường mềm mại biết phòng này sạch sẽ liền theo thói quen muốn giúp cô cởi giày ai biết tay mới đụng tới giày vải màu trắng của cô tay anh tức khắc co rụt lại đường khả hình cũng liền vội ngồi ở trên giường hai chân chạm đất kéo váy dài che khuất đôi chân nhỏ trang hạo nhiên nhìn cô như vậy lại hối hận nặng nề thở hắt một cái nói khả hình cô vẫn biết, con người của tôi, thật rất ít thời điểm cùng người con gái khác xấu hổ như vậy, tôi. Tôi, con người của tôi cực kỳ đứng đắn cô biết không? Đường Khả Hinh đột nhiên không nói gì cười. Trang Hạo Nhiên lại bất đắc dĩ nhìn cô, nói cô không tin tôi sao? Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi thật giống cầm thú sao? Cùng đám cầm thú kia một ruột sao? Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía anh, bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, hôn chính là hôn, hãy quên nó đi, sau này không cần như vậy là được chuyện này sao cô còn gợi ra hả cô một người con gái bị người khác hôn còn bị trang hạo nhiên nhìn về phía đường khả hình có chút kinh ngạc không tiếp thu được lại có một chút lúng túng nói còn bị người khác cái kia đường khả hình vừa nghe lời này trên mặt đột nhiên bộc lộ một chút ôn như tươi cười nhìn hắn nói anh ngồi xuống một bên đi a à, trang hạo nhiên thoáng cái ý di chuyển thân thể lúc này mới nghiêm túc lại qua đây ngồi đi, đường khả hình lại vỗ nhẹ vị trí trên giường bên cạnh mình nói. trang hạo nhiên nghĩ nghĩ, liền có chút hiếu kỳ ngồi vào một chỗ bên cạnh cô, cúi đầu nhìn về phía cô hỏi như thế nào. đường khả hình trầm mặc không lên tiếng, mắt khẽ chớp. trang hạo nhiên nhíu mày, lại cúi đầu có chút tò mò nhìn về phía cô, vừa muốn hỏi cô bị làm sao vậy, lập tức sắc mắt tái mét, há to mồm khóc thét lên đau đớn kêu to, a à, mẹ ơi, đau chết tôi rồi a à, buông tay buông tay đường khả hình im lặng không lên tiếng ngón tay út đã có chút đỏ liền vặn ngón trỏ của trang hạo nhiên a à, trang hạo nhiên lại đau đến thất thanh kêu lên ngã xuống giường trước mặt mồ hôi nhỏ từng giọt kêu to cứu mạng a cứu mạng a đừng vặn cứu mạng a sau này còn dám sằng bậy hay không đường khả hình mặt không chút biểu tình hỏi không dám không dám thật không dám chấm than ngoặc kép Trang Hạo Nhiên nằm ở trên giường, đau đến chịu không nổi kêu to, tôi sai rồi. Tôi không phải là không có việc gì, trước đây tôi ở quán ba làm việc, có nam nhân muốn chiếm tiện nghi của tôi, tôi luôn là vặn đầu ngón tay của họ như vậy, có lần tôi còn đánh gãy xương bọn họ. Đường Khả Hinh đột nhiên cười, nhẹ buông lỏng bàn tay nhỏ bé, mới chậm gì gì nói. Trang Hạo Nhiên thở gấp một cái, ôm ngón trò tay trái của mình, vừa đỏ lại vừa sưng, đau đến không phải người bình thường có thể chịu đựng được anh một bên thở dốc, một bên nhìn về phía đường khả hình này ôn nhu yếu đuối, khóc thét nói cô nữ nhân này, không phải là không có chuyện gì xảy ra sao. Cô quá nhẫn tâm, người kia hôn cô nhiều lần như vậy, cô vì sao không đem đầu ngón tay của hắn vặn đứt luôn đi. Đường khả hình sắc mặt lập tức ngưng lại. Trang hạo nhiên cũng lập tức phát hiện mình nói sai, liếc về phía đường khả hình khuôn mặt đột nhiên có chút mất hứng, hai mắt vừa chuyển, lập tức nói, à, ngồi trên xe lâu như vậy, sắp chết đói rồi, tìm cái gì ăn đã. Anh lập tức muốn chống tay đứng lên, ai biết tay vừa đụng tới giường, ngón áp út liền bị người ta dùng lực nhấc lên, rất dùng sức đến, hắn lập tức khiếp sợ há to mồm, giọng nói tê dại kêu to, mẹ ơi, đau chết con rồi, sau này còn dám nói chuyện linh tinh nữa không, đường khả hình dùng sức phận anh. Sẽ không, sẽ không, tiểu tổ tông, van cô, trang hạo nhiên đau đến một thân mồ hôi lạnh, đau đến cầu xin tha thứ nói, tôi sai rồi. Mau, mau buông tay đường khả hình còn làm như không hiểu lại muốn ra sức a à, cứu mạng a à, chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên lại đau khổ gọi cầu xin tha thứ nhã tuệ nghe thấy tiếng kêu vội vã đi lên lâu nhìn thấy đường khả hình đang vặn ngón tay trang hạo nhiên cô hoảng sợ gọi khả hình đừng sằng bậy, đây không phải là chuyện đùa đâu đường khả hình nhìn thấy nhã tuệ đi lên cầu xin tha thứ cho anh lúc này mới chậm rãi buông ra Trang hạo nhiên thật khó chịu giơ ngón tay áp út và ngón giữa lên, tất cả đều sưng đỏ, đau lòng nói, đem ngón áp út của tôi vặn đứt luôn, tôi kết hôn làm sao mang nhẫn cưới đây. Lại nói lung tung, tôi lại đem người anh ra vặn, đường khả hinh phốc thanh cười, đây là châm ngôn của lâm sở nhai. Trang hạo nhiên một trận tức giận nhìn về phía cô, nói cô một nữ hài tử A, thế nào lại có thể như vậy? Đúng vậy, nhã tuệ thoáng cái lại phát một cái vào đầu gối đường khả hinh tức giận nói, không biết cô học từ ai đây, trước đây nói chuyện không có hư hỏng như vậy. Đường khả hình cúi đầu, không lên tiếng. Được rồi, hai người nghỉ ngơi một chút đi. Phó Tổng và Mạn Hồng bọn họ biết cô đã trở về, đều nói muốn tới thăm cô. Tôi cũng đã nói với Phó Tổng xin nghỉ, ở dưới lầu chuẩn bị thức ăn, cô nhanh một chút thu dọn đồ đạc đi. Nhã Tuệ tức giận liếc mắt lườm cô một cái, mới quay người đi xuống lầu. Trang Hạo Nhiên cũng tức giận nhìn đường khả hình liếc mắt một cái, nói tôi cũng không để ý đến cô nữa ác như vậy đau chết tôi rồi anh không nói hai lời cũng xoay người đi xuống đường khả hinh nhìn về phía trang hạo nhiên đi ra ngoài khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười cẩn thận đứng lên đi tới chỗ đặt hành lý đầu tiên mở ra từ bên trong lấy ra một bức ảnh cũ khi đó là khi còn nhỏ mặc váy trắng đứng ở cánh đồng hoa oải hương cầm lấy trong chóng đưa lưng về phía ống kính chụp một bức ảnh khi đó cha còn nói bóng lưng con gái rất đẹp Khả Hinh ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi tấm hình kia, nhìn mình hồi bé, mặc váy trắng bóng lưng nhỏ bé, ngây thơ, thuần khiết như vậy. "Hôm nay muốn ăn cái gì?" Trang Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói, "Anh làm cái gì, tôi cũng thích ăn." Trang Hạo Nhiên ôn nhu nhìn cô một cái, mới chịu xoay người, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh đang cầm khung ảnh nhỏ trong tay. Kỳ quái hỏi ảnh chụp. Sao tôi chưa từng thấy qua vậy? Là ảnh tôi chụp hồi còn nhỏ. Đường Khả Hinh mỉm cười vừa muốn đưa ảnh qua cho Trang Hạo Nhiên xem, lại nghe thấy giọng của một cô gái, thanh âm non nớt, kêu to: "Khả Hinh." Đường Khả Hinh nghe thấy một tiếng kêu này, cô liền có chút kích động đi tới bên cửa sổ, tức khắc nhìn thấy tiểu Nhu mặc váy chấm bi nhỏ màu lam, trên người khoác chiếc áo nhỏ màu trắng, sau gáy thắt một bím tóc đơn giản, hôm nay nhìn cô như một cô nữ xinh đáng yêu xinh đẹp vậy thật vui vẻ đeo ba lô, thở dốc chạy vào khuôn viên, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, kích động nhảy thẳng lên, khóc lóc kêu to, khả hình. Đường khả hình hai tròng mắt thoáng cái đỏ bừng, cũng vui sướng gọi tiểu nhu. Tiểu nhu thoáng cái vọt vào trong nhà trọ, cũng không chào hỏi trang hạo nhiên đang ở đứng ở đó, liền nhanh nhanh chóng, chóng chóng chạy lên, cười kêu to, khả hình. Đường khả hình kích động chạy ra khỏi phòng, tiểu nhu đã khóc lóc lao vào trong lòng khả hình, kích động nói tôi cho rằng cả đời này không gặp được cô nữa. Tôi cũng vậy, đường khả hình cũng có chút xót xa trong lòng mắt ứa lệ, nghẹn ngào nói. Nói bậy, nhã tuệ đi lên lâu, nhìn về phía tiểu nhu, có chút trách cứ cười nói cái gì mà cả đời không thấy được nữa. Cô ấy không phải vẫn đang tốt sao? Đúng vậy, đúng vậy, tiểu nhu thoáng cái lau khô nước mắt, hít hít cái mũi đỏ bừng, buông thân thể đường khả hình ra, nhìn một lần từ trên xuống dưới, liền lập tức có chút tức giận nói, thật đáng ghét. Trong khoảng thời gian cô không ăn đồ ăn cùng khoai lang trong nhà tôi, xem đi, cả người cũng đã gầy như vậy. Tôi và mẹ tôi nói về chuyện của cô, bà ấy thập phần hết sức tức giận và đau lòng, tôi còn nói chuyện của cô với em gái tôi nó cũng thập phần hết sức tức giận và đau lòng. Con bé cũng bởi vì nói chuyện này với em trai tôi mà thằng bé cũng thập phần hết sức tức giận, cho nên tôi quyết định. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ chăm chú nhìn về phía cô ấy. Tiểu Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía đường Khả Hinh, rất nghiêm túc gật đầu, nói chúng ta cả nhà đã quyết định. Mỗi tháng, sẽ cho cô thật nhiều rau quả và khoai lang, và cả long nhãn khô nữa. Phốc, nhã tuệ nhịn không được cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhu, nói không thể nào. Trong nhà của cô long nhãn khô, còn chưa có ăn hết sao? Đương nhiên không có, chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu nhìn về phía nhã tuệ. Nhanh chóng nói, ở nhà tôi long nhãn đã ăn hết rồi, nhưng là trong vườn cây long nhãn vẫn còn, còn chưa có ăn hết. Nhà cô còn có vườn sao? Nhã Tuệ nhìn về phía Tiểu Nhu, cười rộ lên nói. Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Nhu vội vã gật đầu nói, cũng gần 20 vạn mét vuông vườn đấy. Xì, Nhã Tuệ không tin cười nói, khi ấy cô mặc một chiếc váy, sơn móng tay, đều phải xem trong túi của mình có bao nhiêu tiền, hơn nữa trong nhà của cô, ngay cả cái điều hòa cũng không có. Nói đúng cũng đúng a. À. Tiểu Nhu nhắc tới chuyện này, cũng rất tức giận nói, tôi chỉ cảm thấy mẹ tôi thật là tiết kiệm, liền ngay cả cái nhà để ở cũng không muốn mua. Mỗi ngày chính là chờ ở dưới cây long nhãn, từ từ ăn. Được rồi, được rồi, nói hưu nói vượn, nhã tuệ không muốn lại nghe cô ấy nói lý, chỉ là cười nói, Mạn Hồng và Phó Tổng bọn họ đều sắp tới, mau đi xuống đi. Làm khổ cho Tổng Giám Đốc Trang phải ở dưới bếp làm thức ăn, này thật đáng thương. Đúng đúng, đường khả hinh cũng liền nắm lấy tay tiểu nhu cười nói nhanh lên một chút đi xuống đi mấy người cùng nhau vui vẻ xuống lầu dưới lúc này cũng đã nhìn thấy mấy người lâm sở nhai còn có tào anh kiệt nắm tay trần mạn hồng vừa nói vừa cười đi tới tiêu đồng ở phía sau đuổi kịp hôm nay khó có được ngày không mặc đồ công sở mà mặc áo len màu trắng quần jean xanh đặt quà xuống thật vui vẻ đi tới khả hinh lâm sở nhai nhìn thấy đường khả hinh lại nhịn không được muốn đi tới ôm cô Trang Hạo Nhiên tức khắc tiến lên, vung tay lên liền muốn đấm. Ô hay, anh không muốn cũng vậy thôi. Lâm Sở Nhai tức giận trừng mắt Trang Hạo Nhiên, nói anh cũng không phải tiểu đường. Có bản lĩnh, anh hôn cô ấy đi rồi lại nói. Đường Khả Hinh sừng sốt. Trang Hạo Nhiên lập tức tức giận giơ chân lên, liền muốn đạp cho hắn một phát nói, cậu lại nói bậy, tôi đánh chết cậu. Tào Anh Kiệt lại nắm chặt tay Trần Mạn Hồng, đi lên phía trước, lấy thân phận là ông chủ của Khả Hinh, cười nói, khả hình à, trở về là tốt rồi, trong khoảng thời gian này, cô cũng sắt dày vỏ nhã tuệ đến chết rồi. Thời gian này chúng tôi còn đang lo lắng, cô không tham gia được hôn lễ của chúng tôi đấy. Đường khả hình thức khắc ngẩng đầu nhìn về phía Tào Anh Kiệt và Trần Mạn Hồng, cười nói, hai người. Muốn cử hành hôn lễ sao? Trần Mạn Hồng lập tức cười rộ lên nói, đương nhiên. Còn muốn tìm cô làm phù dâu đây. Chúc mừng, chúc mừng, đường khả hình lập tức cười rộ lên, nói, Hôn lễ của chúng ta, đáng nhẽ ra được tổ chức từ lâu, nhưng là bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu nhu lập tức cũng rất tức giận nói, tổng giám đốc lại muốn đính hôn, cho nên rất phiền phức. Cái chén trong tay nhã tuệ cộp một cái. Phanh, phòng bếp truyền đến âm thanh thủy tinh vỡ vụn. Mọi người há hốc mồm quay đầu nhìn về phía cô ấy. Đường khả hình sắc mặt cũng hơi tái nhợt, đứng ở một bên, hai mắt nhìn kỹ phía trước dường như cũng nhìn thấy một cái gì đó vỡ vụn. chương 474, trăm vạn hoa hồng. Thật, xin lỗi, tôi, tôi vừa lỡ tay, nhã tuệ trong lúc nhất thời, trái tim dường như vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt, tâm trạng phát run, hai mắt dưng dưng ngồi xổm xuống đất, nhanh chóng nhặt lên mấy mảnh thủy tinh bị vỡ. Mọi người nhất thời im lặng nhìn về phía cô ấy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lại có chút lo lắng nhìn khả hình. Đường khả hình ngay tại lúc này, nhanh chóng đi vào phòng bếp ôn nhu nhìn về phía nhã tuệ bộ dáng run rẩy tức khắc cúi người xuống nói chỉ cẩn thận cắt vào tay bây giờ để tôi đi nhã tuệ lập tức ngẩng đầu khẩn trương nhìn về phía khả hình mọi người cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía cô đường khả hình thế nhưng sắc mặt thật bình tĩnh vươn tay từng chút từng chút nhặt những mảnh thủy tinh trên mặt đất nhưng khả hình nhã tuệ cực kỳ lo lắng nhìn về phía cô đường khả hình trầm mặc đem rất nhiều những mảnh thủy tinh nhỏ từng mảnh từng mảnh nhặt lên đặt ở trong mảnh to nhất giống như không có chuyện gì trang hạo nhiên cũng trầm mặc nhìn về phía cô đường khả hình thu thập xong thủy tinh bị vỡ đứng lên nói câu muốn vào quét dọn liền xoay người nhìn mọi người đang lo lắng cho mình mỉm cười nói ngày đó chủ nhà lúc chuyển đi đã đem tất cả đồ lưu lại cho chúng ta sử dụng mấy vật này đều rất tốt nhất là phòng bếp chén chén đĩa đĩa đều là đồ sứ thanh hoa thượng đẳng, thời điểm cầm, liền trượt tay. Tất cả mọi người đều miễn cưỡng cười cười. Cô bưng đống thủy tinh, nhịn đau do vết thương ở chân, muốn đi ra phòng khách. Khả hinh, nhã tuệ thoáng cái đứng lên, nhìn về phía cô, đau lòng nói, có một số việc, sớm muộn cũng phải đối mặt. Là, hắn muốn đính hôn, bốn tháng này, xảy ra quá nhiều việc. Nếu như cô muốn khóc, thì khóc đi, đừng để nỗi đau, phiền muộn chôn giấu trong lòng. Đường Khả Hinh sắc mặt lạnh nhạt, đứng tại chỗ, nghe Nhã Tuệ nói, rồi mỉm cười đáp, đây là chuyện của anh ta, không liên quan tới tôi. Khả Hinh, Nhã Tuệ lại đau lòng gọi cô. Trên cái thế giới này, mỗi ngày có người chia tay, cũng có người ở cùng một chỗ, chúng ta chỉ cần quan tâm cuộc sống của mình là đủ rồi. Chuyện của người khác, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lúc yêu, còn không ngăn cản được, huống chi không yêu, Đường Khả Hinh nói xong, người cũng đã trầm mặc đi ra ngoài, đem những mảnh thủy tinh kia ném vào trong thùng rác bên cạnh rào chắn, xoay người. Thì đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đi ra, chính là lo lắng nhìn về phía chính mình. Cô Vân Đạm Phong khinh nở nụ cười. "Cô, thật không có sao chứ?" Trang Hạo Nhiên còn là có chút lo lắng nhìn về phía cô. "Tôi sao lại không có việc gì?" Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, khẽ cười nói, "Đây chỉ là qua 4 tháng, cũng không phải bốn thế kỷ." trang hạo nhiên hai tròng mắt xẹt qua một tia đau lòng mặt trời chiếu rọi lưu lại một tia sắc tím cuối cùng đường khả hình kiềm chế cảm xúc rung động trong lòng hướng về phía bên kia rào chắn nhìn về phía mặt trời đang chiếu hai tròng mắt trong veo mà lạnh lùng nói tôi trốn tránh bốn tháng cuộc sống xung quanh tựa như mỗi phút đều có vô số ma quỷ đem tôi ăn mòn đều phải đem tôi xé rách những hứa hẹn ấy những tin tưởng ấy những cái gì là quan trọng nhất với tôi toàn bộ đều bị đánh vỡ đến giờ cũng không thể lành lại được nữa. Trang hạo nhiên đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nặng nề thở ra một cái, tay nắm chặt rào chắn, hai tròng mắt run rẩy đẫm lệ, nói: vào thời điểm những lúc đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại nhớ tới ngoài cửa phòng phẫu thuật những thanh âm gào xé ấy, nhớ tới có người muốn đem trái tim của tôi moi ra, toàn bộ thế giới của tôi như rơi vào trong giá rét, tôi đau đớn khóc, tôi nghĩ muốn trốn, muốn trốn, thế nhưng tôi lại mặc kệ dẫy ruộa trong đau đớn trốn thế nào, đau đớn ấy như bủa vây lấy tôi. Sau đó tôi trầm mặc, không trốn nữa, tôi ở nguyên nơi đó mặc cho chúng tổn thương tôi. Trang hạo nhiên nhanh chóng tiến lên, từ phía sau ôm chặt bả vai của cô. Đường khả hình đột nhiên cười, nước mắt đong đầy, giống như như ánh sáng bảo thạch, nghẹn ngào nói, anh làm sao biết được cảm giác đó, đứng nguyên một chỗ, để mặc cho tất cả thống khổ, toàn bộ ùa tới tổn thương là cảm giác như thế nào. Trang hạo nhiên không lên tiếng, đó là một loại tuyệt vọng, đó là một loại thỏa hiệp, nằm ở trong mùa đông lạnh giá, nhận lấy những rét lạnh nhất, rét đến thấu xương, không ngừng buộc chính mình, nhớ tới quá khứ, bị anh ta làm tổn thương, bị anh ta vứt bỏ. Đường Khả Hinh hai tròng mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói, không muốn lảng tránh. Không muốn quay đầu, mỗi ngày đều không ngừng hồi tưởng lại cái cảm giác đó. Đau rất đau, đau đến tê tâm liệt phế. Trang hạo nhiên càng ôm chặt bả vai của cô, nói không nên lời. Đường khả hình ngửa mặt nhìn về phía bên kia bầu trời, đôi môi run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói chính là như vậy. Những lúc không ngừng bị xé rách không ngừng đau đớn, thế giới của tôi như tĩnh lại, thống khổ cũng an tĩnh lại, mưa rền gió giữ cũng yên tĩnh xuống, ngồi ở trên ghế tràn ngập ánh nắng mặt trời, nhìn về phía dãy núi trải dài vô tận, mới phát hiện, những đớn đau kia, chẳng biết thời gian trôi qua, cũng đã đi rồi. Bình tĩnh, thật là bình tĩnh, không còn cảm thấy sợ hãi nữa, tâm như cho tàn, tôi đã chiến thắng những thống khổ của chính mình, lại thua chính mình. Đây là tôi đến chết cũng phải yêu, tôi nhận ra, nhân sinh đau đớn không có gì đáng sợ, phải chịu khổ cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là khi mất đi cơ hội được lựa chọn, tôi đã từng khả hinh hai tròng mắt run rẩy đầy nước mắt kích động, trong lòng tê dại, nói với chính mình, tôi từng vì phần tình yêu này Thiếu chút nữa mất đi cơ hội lựa chọn duy nhất để sống. Đây mới là vận mệnh lạnh lẽo. Giờ khắc này, không ai có thể nói thêm những lời cổ vũ cùng an ủi gì nữa, vì người con gái ấy đang lúc hối hận, thương tâm, khổ sở nhất nói lên trong mấy ngày qua đã phải chịu đựng thống khổ như thế nào. Khả Hinh, Tiểu Nhu đột nhiên đi đến, thật hối hận ngẩng đầu, gọi cô. Đường Khả Hinh chậm chạp xoay người, nhìn Tiểu Nhu, cũng nhìn thấy thật là nhiều người đi ra. Xin lỗi Tôi sai rồi, tôi vừa không nên để việc này. Tiểu Nhu cúi đầu, xin lỗi. Đường Khả Hinh mỉm cười nói, tôi không sao, có ít thứ, sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Trần Mạn Hồng có chút khổ sở nhìn về phía cô, nói, việc kia. Cô vẫn sẽ tham dự hôn lễ của tôi và anh Kiệt chứ. Tôi thực sự rất muốn ba nhà đầu các người, làm phù dâu cho tôi, thế nhưng lúc đó, cô tất nhiên sẽ đụng phải tưởng giám đốc và như mặt tiểu thư. Đao nhọn như cắm vào trái tim, Máu Tuân trào Đường Khả Hinh nhìn về phía cô, đột nhiên mỉm cười nói, "Vì sao lại không đi?" "Tôi muốn đi." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô. "Cô xác định chứ?" Nhã Tuệ thoáng cái đi đến, nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút khẩn trương nói. Đường Khả Hinh hai tròng mắt lóe sáng, nắm chặt tay, nhìn về phía chân trời kia đang kéo xuống, mới hiểu được ánh sáng thiết yếu trong lòng thắp sáng, dũng cảm nói, "Tôi xác định." Ba con đã hiểu được, có chút đau nếu như thời gian không thể quay lại, như vậy thì lần nữa con sẽ đi đối mặt với nó. Một trận gió rét thổi tới, cô gái, đứng bên ngoài rào chắn, ngửa đầu nhìn về phía mặt trời lặn vừa lặn, tạo thành một khoảng khiêu chiến vĩnh hằng. Phòng Tổng thống, một cái chén cổ xưa màu xanh lục quý giá hơn vạn khối, đập xuống đất. Mới từ Nhật Bản về Tử Hiên, mặc áo len màu đen, váy đen ngắn bó sát người, tóc búi cao, đeo đôi khuyên tai bạch kim, lãnh diễm động lòng người quay đầu lại, sắc mặt khoa trương nói anh, anh, anh vừa mới nói cái gì? Trợ lý nhanh chóng đối với Tử Hiền, nói tưởng, tưởng tổng tài và như mà tiểu thư chuẩn bị muốn đính hôn, bởi vì tưởng lão ra bên kia còn chưa có tỏ thái độ, đây là tưởng tổng tài tự mình tuyên bố sự tình. Tôi dựa vào, Tử Hiền âm thanh bén nhọn kêu to, lão nương lúc đó rời khỏi tưởng thiên lỗi, không phải là vì tác thành cho như mặt kia. Đường khả hình đã chết rồi sao? Đi vào trong đó, lúc đó yêu đến long trời lở đất, lão nương liền không nên tin, trên cái thế giới này, còn có tình yêu đích thực. Trợ lý vội vã nói đến chuyện của khả hình, bao gồm việc bị đâm một đao, cùng việc thay tim. Tử hiền một bên nghe mà khiếp sợ, một bên gương mặt đã tư xê giận đến vặn vẹo, kêu to, này là quỷ mê tâm tưởng thiên lỗi sao. Nữ nhân hèn hạ vô sỉ kia, người khác nhìn không ra cô ta đang dở trò đùa giỡn, chẳng lẽ tôi còn nhìn không ra sao. Đồ tiện nhân, sớm biết làm cho cô ta chiếm tiện nghi, lão nương sớm đem tưởng thiên lỗi đâm vài nhát rồi trợ lý không dám lên tiếng không được chấm than ngoặc kép tử hiền nghiến răng nghiến lợi ngửa mặt nói lão nương tôi nuốt không trôi khẩu khí này tôi lúc đó không nên mềm lòng con mẹ nó bị hắn lửa gạt nói đã đem trái tim giao cho người khác sớm biết hắn là giao cho như mạt tôi đã chỉnh chết cô ta trợ lý dường như nghe ra trong lời nói của tử hiền ngẩng đầu nhìn về phía cô có chút khẩn trương nói tiểu thư chuyện này, và chúng ta không quan hệ, không như. Cái gì gọi là cùng chúng ta không quan hệ, nhâm tử hiền tức giận kêu lên, tưởng thiên lỗi có thể cùng bất luận kẻ nào ở cùng một chỗ, nhưng là không thể cùng như mạt. Cô nói cho hết lời, tức khắc mắt đấm lệ nhìn về phía trước, cầm chặt trong tay vé máy bay đến Hàn Quốc, từng câu từng chữ nói, nếu như bị tôi phát hiện, là như mạt cô ta đâm tôi một đao. Tôi nhất định phải đem cô ta lột ra, dóc đến tận xương cô ta hiện tại đang ở nơi nào? Hình như, vì chuyện đính hôn, nên đang ở cửa hàng áo cưới, thử trang phục đi. Trợ lý vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tử Hiền hai mắt chợt lóe, đột nhiên khẽ nhíu mày, cười, nói tốt. Hiện tại tôi sẽ đi gặp tiễn nhân kia, đồ tiểu tam. Cô không nói hai lời, trong nháy mắt cầm lấy túi sách Sanen, xoay người lao ra ngoài cửa. Tiểu thư, cô vẫn là không nên tham gia vào việc này đi lão gia và phu nhân còn đặc biệt phân phó, không muốn người lần này lại nhúng tay vào bể nước đục này. Trợ lý vội vã theo ra. Tử Hiền không nói hai lời vọt vào thang máy, tinh một tiếng ấn vào chốt của thang máy, mặt băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói, như mặt. Cô chờ đó cho tôi, để tôi phát hiện ra cô dở trò quỷ, tôi thực sự sẽ lột ra cô. Thang máy nhanh chóng đi xuống, ánh đèn tầng một sáng lên. Tử Hiền nghiến răng nghiến lợi đi ra thang máy, Vừa muốn đi ra khỏi đại sảnh, tức thời nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu trắng dừng lại trước cửa, cô sửng sốt, cảm thấy biển số xe này thật quen nha. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng đi tới chiếc Rolls-Royce, tôn kính mở cửa xe, kêu nhỏ: "Hoan nghênh quý khách đã tới." Một người phụ nữ, tuổi chừng 30, mặc chiếc đầm màu lam tả váy dài, bên ngoài khoác áo choàng lông chim tuyết trắng, một đầu tóc quan gợi cảm, khuyên tai kim cương lớn, ánh nắng chiếu vào phát ra tia sáng lấp lánh, đeo kính đen Paris thời thượng mặt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, đôi mối đỏ tươi khí phách mười phần, dường như trăm vạn hoa hồng ép thành, tùy ý vẽ lên, cánh môi lười biếng khẽ mở, khí phách mà gợi cảm. Tử Hiền nhìn thấy cô ấy, lập tức sau lưng là một trận lạnh lẽo, tức khắc xoay người, muốn quay trở lại thang máy. Đứng lại, thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Tử Hiền tức khắc dừng chân, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, sợ đến trên trán đổ mồ hôi lạnh chương 475, thời gian thật không đúng lúc. Ai nha, đường khả hình trong lúc cắt củ cải, thiếu chút nữa thì bị cắt vào tay, nhanh chóng rũi ngón tay, nhìn vào đầu ngón tay tuyết trắng, may quá không có việc gì. Không sao chứ, Trang Hạo Nhiên ở phòng khách đang cùng đám người lâm sở nhai nói giỡn, nghe thấy đường khả hình kêu lên một tiếng, ngồi ở trên sofa, quay đầu lại, hỏi. Không có việc gì, đường khả hình tiếp tục cầm dao lên, phập 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 cắt củ cải. Tiêu Đồng đứng ở một bên hỗ trợ làm bánh mì, quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh chuyên tâm cắt gọt, cô đột nhiên cười nói, "Lúc đó ở trong núi, chúng tôi nghĩ đến việc cô làm thức ăn. Tôi kiếp này, thích nhất hai người nấu đồ ăn, một là cô, người còn lại là tổng giám đốc." Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn về phía cô mỉm cười, lại nhanh chóng cắt củ cải, rồi đem nó đặt ở trong đĩa màu trắng, nói "Tôi nấu được nhiều món, đều là học được từ tổng giám đốc." Tiểu Đường Lâm Sở Nhai thanh âm từ phía bên kia truyền đến. "Ồ, Đường Khả Hinh cười quay đầu, nhìn về phía Lâm Sở Nhai, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy?" "Tôi hôm nay muốn ăn cà." Lâm Sở Nhai quay đầu, cười nói. "Được." Đường Khả Hinh mỉm cười đáp ứng. "Ăn ăn ăn." Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, tức giận vươn tay, bóp cổ của hắn nói, "Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Không đói chết cậu đi." Lần trước cùng một tiểu minh tinh chơi đùa đến nửa đêm về sáng, thấy đói bụng rồi, cư nhiên dám gọi điện thoại cho lão tử, muốn lão tử chuẩn bị thức ăn cho cậu. Ôi, 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 anh không cần phải như vậy. Chấm than, sẽ giết chết người đấy. Lâm Sở nhai thoáng cái ngã vào trong lòng Trang Hạo Nhiên, nhân cơ hội sờ ngực anh, nói, nhìn anh trong khoảng thời gian này, có hay không uống sữa đu đủ a? À? Nhìn xem tôi có đánh chết cậu không. Trang Hạo Nhiên lại dùng lực vận cổ của hắn, muốn vặn chết hắn. Anh mau vặn đi, tôi đến ngăn chặn hắn chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành thoáng cái đè ở trên người lâm sở nhai, tào anh kiệt vốn ngồi ở một bên bồi vợ, nhìn thấy bọn họ náo loạn thành như vậy, chính mình muốn chạy tới, đè lên người tô lạc hoành, nói chính là đè chết hắn. Người này thật không biết xấu hổ, mỗi ngày đều sờ ngực tôi. Nhã tuệ có chút đau lòng nhìn về phía lâm sở nhai đang bị bọn họ chèn ép, nói ôi, nhẹ, nhẹ chút, tại sao phải nhẹ chút, Trần Mạn Hồng cầm bấm móng tay, vừa sửa móng tay, vừa cười nói, để cho bọn họ giết chết hắn. Đỡ phải để hắn mỗi ngày đều chiếm tiền nghi chồng tôi. Khả Hinh ở bên trong phòng bếp, quay đầu, nhìn về phía bọn họ cãi nhau ẩm ý, nhịn không được cười rộ lên nói, thực sự là phục mấy người này, mỗi ngày đùa giỡn, với nhau như đứa nhỏ, tổng giám đốc cũng thật là, ôi! Người không có anh chị em, chính là bướng bỉnh bá đạo như thế, cũng khó trách. Khả Hinh vừa cười vừa cầm lên tôm he, chuẩn bị cắt miếng. Tiêu Đồng có chút kỳ quái nhìn về phía Khả Hinh, cười nói, chờ một chút, cô nói ai không có anh chị em, như thế bướng bỉnh bá đạo. Tổng Giám Đốc A, đường Khả Hinh cười nói. Tiêu Đồng mở to mắt, nhìn về phía người này, lần nữa cười nói, ai nói Tổng Giám Đốc của chúng ta không có anh chị em. Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu, nhìn về phía Tiêu Đồng, nói anh ấy có sao. Không thể nào, tôi cho tới bây giờ cũng không có nghe anh ấy nói có A, một câu cũng không có nói ra. Tiêu đồng không nhịn được cười rộ lên, nói cô không hỏi ngài ấy thì đừng nói bừa, cũng không phải ai, ngày nào cũng đem anh chị em dính ở trên miệng để nói đâu. Anh ấy thật có á, đường khả hình nhìn tiêu đồng, hình như cô ấy không có nói đùa, liền tò mò lại hỏi. Thật có, tiêu đồng quay đầu nhìn về phía đường khả hình cười nói, anh ấy có một người chị, tên là Trang Ngải Lâm, hiện tại đang ở Pháp, ở trên thế giới mở hơn 800 cửa hàng thiết kế, bản thân cũng là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Paris. Hiện nay cô ấy đang ở Anh Quốc, cũng bởi vì cha mẹ của Trang Tổng tâm tình không tốt mà ở lại cùng họ. Đường Khả Hinh mở to hai mắt, nhìn Tiêu Đồng. Tiêu Đồng mới chịu đem đồ đặt lên đĩa, lần nữa nhìn hướng đường Khả Hinh, khẳng định cười nói là thật. Thực sự, hết sức chính xác. Trước cửa khách sạn Á Châu, Tử Hiền sợ đến sắc mặt tái nhợt, vặn vẹo trái phải đều không được, trên trán từng giọt mồ hôi rơi xuống, nhưng vẫn là kiên trì, xoay người nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, khẩn trương cúi đầu, kêu nhỏ chị, chị. Trang ngải lâm nhẹ tháo xuống kính dâm trước mặt, lộ ra một đôi con người sáng sủa linh động, lạnh lùng nhìn về phía nhâm tử hiền bộ dáng sợ hãi rụt rè kia, chợt nhíu mày, khinh bỉ lắc đầu nói, nhìn cô một cái cô liền có bộ dáng sợ hãi rụt rè này. Nhìn cô là phát phiền, tử hiền chớp mắt, không dám lên tiếng. Trang ngải lâm nhìn cặp mắt oán giận kia, liền lui về phía sau một bước nhíu mày nhìn về phía nhâm tử hiền mặc bộ trang phục này liền một tiếng cười to lên lại mặt lạnh mà bực tức nói xấu hổ chết đi được y phục này có phải là năm ngoái đã mặc qua không nhâm tử hiền mặt soát một cái đỏ bừng không dám lên tiếng cô thân là một nhà thiết kế thế nhưng lại mặc y phục năm ngoái trang ngải lâm cầm kính dâm chọc chọc khuyên tai bạch kim của cô một phen chịu không nổi nói ông trời của tôi a à đây không phải là đối khuyên tai nhà thiết kế hoàng gia vì tiểu công chúa anh quốc thiết kế sao? vâng, nhâm tử hiền mặc kệ đáp một tiếng trái tim giống như bị vô số xe ngựa cán qua muộn phiền đau đớn khó chịu. trời à, trang ngải lâm nhìn về phía nhâm tử hiền một trận khoa trương tức giận nói cô một nhà thiết kế cư nhiên mang đồ của người khác làm gì vậy? nhâm tử hiền miễn cưỡng cười cười không dám lên tiếng. trang ngải lâm tại thời điểm lớn tiếng nói. Có chút không thở được, lập tức cảm thấy một mùi nước hoa phi thường gây mũi, đập vào mặt của cô, mắt hạnh khẽ nháy, tức khắc mặt lạnh tiến lên, một tay cầm áo khoác của cô ấy, nhẹ nhấc lên, cô lập tức cảm thấy thất vọng, nhìn về phía Nhâm Tử Hiền, kêu lên, My God! Sanen số 1, oh God, bây giờ còn có người dùng Sanen số 1, trời à, cô thân là một nhà thiết kế, chẳng lẽ lại không thể tự thiết kế riêng cho chính mình một loại nước hoa, còn không có sao? Thời gian trước tôi không phải đã nói với cô rồi sao phụ nữ nhất định phải có một loại nước hoa thuộc về riêng mình bởi vì bận quá cho nên cô mỗi ngày cầm rượu đỏ nửa đêm tiến vào phòng em trai tôi không phải muốn hắn uống rượu chính là muốn hắn đàn dương cầm cho cô nghe cô nói thử xem khi đó cô có thời gian hay không trang ngải lâm nói như pháo nổ một hồi nhanh chóng vang lên nhâm tử hiền cả người có chút choáng váng hai mắt có chút dại ra trước sau cô một đống người hầu, liên việc tình cảm của mình cũng không sắp xếp được, lại hao phí thời gian đến diệt trừ tiểu tam bên người đàn ông. Xem đi, hiện tại đem chính mình diệt trừ luôn rồi, tôi coi thường cô cái loại người như vậy, uổng cho cô còn là một nhà thiết kế. Trang Ngải Lâm nói cho hết lời, một đôi mắt hạnh lại lạnh lùng nhìn về phía cô. Nhâm Tử Hiền nhanh chóng nháy mắt, có chút miễn cưỡng cười nói, chị giáo huấn phải. Ít giả bộ cho tôi, bàn tiểu thư không phải là không biết cô không phục tôi. Lần trước cô ở Paris rơi vào việc sao chép thiết kế, nếu không phải là tôi giúp cô một tay cho cô qua khỏi tình cảnh ấy, giờ chắc cô thành người quét rác. Tôi tình nguyện tin tưởng cô cùng thiết kế sư thời thượng ở Paris có ý tưởng giống nhau. Mặc dù tôi cảm thấy điều đó không có khả năng, trang ngải lâm một chút lại giáo huấn cô. Nhâm tử hiền mặt thoáng chốc trắng bạch, đứng nguyên tại chỗ, động cũng không dám động. Trước cửa khách sạn khách đến khách đi quay đầu lại, rốt cuộc cũng chú ý tới hai người đẹp phương đông bên này. Nhìn cô xem, trang ngải lâm cầm kính dâm, vừa gõ vào vai nhâm tử hiền, vừa bộc lộ ánh mắt khinh bỉ nói cho nên nói cô chẳng được việc gì cả. Toàn đem thời gian quý giá đặt ở trên người đàn ông. Ba năm trước đây thấy cô, mặc quần áo đậm phong cách phương đông. Ba năm sau thấy cô vẫn lại là phong cách này, thiết kế ra Paris kia vượt qua đại dương đi tới châu Á, trong một đêm, liền quen với phương pháp của chúng ta, nhìn xem cô cái gì mà đóa hồng phương đông Paris. Ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, mặc quần áo phá hỏng phong cách như vậy. Không một điểm thay đổi, làm mất hết mặt mũi của tôi. Trái tim nhâm tử hiền vừa giống như bị thiên binh vạn mã nghiền qua vậy. Sau này đừng để cho tôi thấy cô có bộ dáng như vậy, mắc cỡ chết người. Trang ngải Lâm nói cho hết lời, mới cảm giác hơi thở thông nhuận, mới ôm vai, liếc mắt về phía cô nói, vừa nhìn cô nổi giận đùng đùng như thế chạy đi ra, là muốn đi nơi nào. Nhâm tử hiền hai mắt chợt lóe, không dám nói chuyện. Sẽ không phải là lại đi xử lý tiểu tam chứ, trang ngải lâm chế nhạo cười nói. Không, không có, buông thang người đàn ông kia đi, rõ ràng là bộ dạng tốt như vậy, khiến cho chính mình trở nên khó nhìn như vậy. Biến, trang ngải lâm buông ra lời nói nghiêm nghị trong lòng nhâm tử hiền tức khắc thắt chặt lại lập tức xoay người muốn đi về phía thang máy. Trở về, trang ngải lâm đột nhiên nghiêm nghị gọi. Nhâm tử hiền lập tức kinh hãi, khiếp đảm xoay người, đứng ở trước mặt trang ngải lâm, cúi đầu, kêu nhỏ chị, chị còn có cái gì phân phó. Tôi muốn ở trong nước một khoảng thời gian, không được để cho tôi qua báo chí, trên internet, trên điện thoại di động nhìn thấy tôi có bất cứ liên quan gì tới cô, bao gồm cả sâu diễn của cô tôi vừa nhìn thấy cô, tôi liền choáng váng đầu óc. Hiểu không, Trang Ngải Lâm đeo lại kính dâm, ngẩng mặt nhìn về phía cô, kiêu ngạo bá đạo nói. Đã, đã hiểu, Nhâm Tử Hiền vội vã nói. Hy vọng cô thực sự hiểu, nếu như tôi ở trong nước có một chút phiền phức, tôi sẽ để cô không sống nổi ở Paris. Trang Ngải Lâm nói cho hết lời, muốn che giấu thương hiệu của chính mình, vì cô muốn làm một chiếc xe túi thần bí, cước bộ như mèo đi về phía trước. Nhâm tử hiền thấy người phụ nữ này cách xa mình ba thước, cô cảm giác cả người tựa như vừa sinh xong một đứa nhỏ, vừa qua khỏi cơn đau bụng sinh, mệt đến tê liệt cả người. Trang ngải lâm một mình, ôm vai đi vào thang máy, lúc này, thang máy có hai người đàn ông, dựa vào một bên đứng, hai mắt lộ biểu tình thèm nhỏ dãi nhìn về phía cô, cô coi như không nhìn thấy, vươn bàn tay thon dài như ngọc, nhìn kỹ mấy lần. Thang máy ở tầng thứ 10 thì mở, thấy mấy người bên ngoài, Trang Ngải Lâm lui về phía sau mấy bước, lập tức phát hiện mông mình vừa bị người khác sờ, hai tròng mắt của cô trở nên lạnh lẽo, ngẩng mặt lên nhẹ nhàng buông tay, nhìn kỹ về phía hình ảnh phản chiếu trên gương trong thang máy, có người đàn ông đang đắc ý cười, cô cũng đột nhiên cười, vẻ mặt nhưng trong nháy mắt lạnh lẽo, trong thang máy không gian nhỏ hẹp, lập tức xoay người, khuỷu tay nhanh chấp, phịch một tiếng, đập vào cổ họng người đàn ông kia, khiến cho hắn ở trong thang máy dính lên tường. A, à, Người đàn ông đau đến hít thở không thông kêu to. Bên trong thang máy tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Tay anh vừa sờ chỗ đó, Trang Ngải Lâm tới gần người đàn ông kia, nghiêm túc lớn tiếng nói. "Tôi, tôi, người đàn ông kia nhìn về phía Trang Ngải Lâm sợ đến nói không nên lời đến, khẩn trương đến nỗi thân thể run rẩy." "Câm phải không?" Trang Ngải Lâm không nói hai lời, một tay đè ở cổ họng hắn, tay kia nhấc lên váy dài lộ ra cặp đùi thon dài gợi cảm, trong nháy mắt nhanh như chớp hướng tới thân dưới tên kia đá vào, phịch một tiếng. a à, chấm than ngoặc kép nam nhân kia sắc mặt rét run, đau đến cả người thẳng quỳ trên mặt đất che thân dưới kêu lên. dám sờ vào chị lần trước có người đụng vào eo chị, hắn ba tháng đều không thể xuống giường. trang ngải lâm vừa nói xong, tay trái nắm tóc hắn, tay phải hướng cầm hắn mạnh mẽ cho qua một cước kêu to, lần sau còn dám sằng bậy tôi dóc xương anh. A, à, trong thang máy chuyển đến một trận khóc thét. Không lâu sau, tầng trệt SPF, cửa thang máy nhẹ mở. Trang ngải lâm phong tình vạn trùng đeo túi sách, như một nữ vương xinh đẹp đi ra, mang kính dâm, mặt không chút biểu cảm đi về phía trước, vừa đi vừa nói thật không đúng lúc qua đây bắt nạt chị, tôi dựa vào. Cửa thang máy vẫn như cũ mở. Người đàn ông bị đánh cho không ra hình người, quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 475.